Bất bại chiến thần, Dương Thanh. Tập 16. Tự mình ra tay. Hàn Khiếu Thiên cười híp mắt nhìn Mạnh Hồng Nghiệp. Ông cụ cố tình nói Dương Thanh là ân nhân cứu mạng của mình để thể hiện thái độ. Ông chủ Mạnh, mong ông nể tình tôi giao người ra đi. Hàn Khiếu Thiên nói. Giọng điệu của ông cụ vô cùng khách khí nhưng nội dung lại muốn Mạnh Hồng Nghiệp giao cháu trai mình ra. Tất cả mọi người trong nhà họ Mạnh đều cảm thấy mình đang nằm mơ. Rốt cuộc chàng trai trẻ tên Dương Thanh này có lai lịch gì? Đầu tiên là chủ các gia tộc đứng đầu Giang Hải và Châu Thành đích thân dẫn người tới, bây giờ đến cả Hàn Khiếu Thiên có địa vị ngang bằng với Mạnh Hồng Nghiệp cũng ra mặt nói giúp cho Dương Thanh. Mạnh Huy vốn đang khinh thường nghĩ, kể cả chủ của các gia tộc đứng đầu Giang Hải và Châu Thành bắt tay nhau cũng không phải là đối thủ của nhà họ Mạnh. Nhưng hiện giờ Hàn Khiếu Thiên cũng tìm tới. Hắn mới giật mình nhận ra bản thân đã đánh giá thấp sức ảnh hưởng của Dương Thanh. Hàn Khiếu Thiên, tôi không biết ông có quan hệ gì với cậu ta, cũng không muốn biết. Nhưng nơi này là nhà họ Mạnh. Mạnh Hồng Nghiệp tức giận nói, nếu để cậu ta dẫn cháu trai của tôi đi, sau này mọi người sẽ nhìn nhà họ Mạnh như thế nào? Hôm nay ông dám dẫn người tới nhà họ Mạnh, chẳng lẽ ông không sợ tôi cũng dẫn người tới náo loạn nhà họ Hàn các ông sao? Tôi khuyên ông tốt nhất đừng manh động. Vì một thằng con rơi như cậu ta không đáng đâu. Đương nhiên nếu ông thật sự muốn gây sự với nhà họ Mạnh, chúng tôi sẵn sàng nghênh đón. Giờ phút này, khí thế của Mạnh Hồng Nghiệp cực kỳ mạnh mẽ, không chịu nhường dù chỉ một bước. Ánh mắt của Hàn Khiếu Thiên dần lạnh xuống, Mạnh Hồng Nghiệp, ông đang uy hiếp tôi sao? Ông muốn nghĩ là uy hiếp cũng được, không quan trọng. Mạnh Hồng Nghiệp lạnh giọng nói. Hàn Khiếu Thiên không biết gì về thân phận của Dương Thanh. Cũng chưa từng nghe nói anh là người rất quý trọng tình nghĩa. Ông cụ chỉ biết Dương Thanh đã cứu mình thì chính là ân nhân cứu mạng của mình. Nếu ông muốn trở mặt, tôi không ngại đấu. Hàn Khiếu Thiên không chút do dự đáp lại. Dứt lời, ông cụ gọi điện thoại ngay trước mặt mọi người, ra lệnh mọi người lập tức chuyển sang trạng thái khẩn cấp, sẵn sàng chiến đấu theo lệnh của tôi. Hàn Khiếu Thiên từng là chiến sĩ của biên giới phía Bắc, dù đã giải ngũ từ lâu. Những gai góc trên người cũng bị mài mòn theo năm tháng nhưng giờ đây lại sẵn sàng chiến đấu vì Dương Thanh. Vừa rồi Mạnh Hồng Nghiệp chỉ vì sĩ diện mới thuận miệng khiêu khích vài câu, không ngờ Hàn Khiếu Thiên lại dứt khoát như vậy, nói chiến liền chiến. Điều này khiến lão ta cảm thấy áp lực đè nặng trên người. Tỉnh Lỵ có ba gia tộc đứng đầu, nhà họ Hàn, nhà họ Mạnh và nhà họ Ninh. Dù là hai gia tộc nào trong số đó trở mặt với nhau, gia tộc còn lại sẽ trở thành ngư ông đắc lợi. Vậy nên suốt bao năm nay ba gia tộc vẫn luôn kìm kẹp lẫn nhau, tuy không ngừng âm thầm tranh đấu nhưng ngoài mặt vẫn giữ hòa bình. Đây là lần đầu tiên trực tiếp trở mặt. Không chỉ Mạnh Hồng Nghiệp, toàn bộ người nhà họ Mạnh đều nghĩ mình đang bị ảo giác. Ra mặt nói giúp chàng trai trẻ kia chưa đủ, còn vì cậu ta mà sẵn sàng khai chiến sao? Trần Hưng Hải giật mình kinh hãi. Lão ta biết rất rõ quan hệ giữa Hàn Khiếu Thiên và Dương Thanh chỉ vẻn vẹn là một lần cứu mạng. Không ngờ Hàn Khiếu Thiên có thể khai chiến với nhà họ Mạnh để bảo vệ Dương Thanh. Đám người nhà họ Mạnh nín thinh không ai dám lên tiếng. Hàn Khiếu Thiên, ông thực sự muốn khai chiến sao? Mạnh Hồng Nghiệp nghiến răng hỏi, giọng điệu không còn ngạo nghễ như vừa rồi. Bây giờ không phải tôi muốn khai chiến, mà là ông. Hàn Khiếu Thiên cứng rắn nói, cháu ông giết mẹ vợ của Dương Thanh. Cậu ấy chỉ muốn báo thù, còn ông lại ỷ thế hiếp người. Cố tình bao che tội lỗi của cháu trai. Dương Thanh là ân nhân cứu mạng của tôi, đương nhiên tôi phải giúp cậu ấy. Chỉ cần ông chịu giao người ra, chúng tôi sẽ lập tức rời khỏi đây. Rõ ràng Hàn Khiếu Thiên cũng không hy vọng hai gia tộc trở mặt thành thù. Dù là nhà họ Hàn hay nhà họ Mạnh đều không thể hứng chịu hậu quả sau đó. Nhưng nếu nhà họ Mạnh kiên quyết không chịu giao người, ông cụ cũng không sợ chiến một trận. Dương Thanh chưa từng muốn liên lụy tới nhà họ Hàn. Những lời Hàn Khiếu Thiên vừa nói khiến anh vô cùng cảm động. Anh Thanh yên tâm, có ông nội em ở đây, không ai dám làm gì anh đâu. Hàn Phi Phi cười nói, dường như không hề ý thức được nhà họ Hàn sẽ chịu ảnh hưởng lớn như thế nào nếu hai nhà trở mặt. Dương Thanh mỉm cười nhìn Mạnh Hồng Nghiệp, ông chủ Mạnh, oan có đầu nợ có chủ, làm sai thì phải chịu tội. Hy vọng ông hãy suy nghĩ cho kỹ. Anh vốn định hủy diệt nhà họ Mạnh là xong chuyện, không ngờ lại kéo theo nhiều thế lực bị liên lụy như vậy. Nếu anh còn ra tay chỉ e sẽ bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Những năm chinh chiến xa trường,
anh đã đắc tội với quá nhiều thế lực ở nước ngoài. Tin tức anh rời khỏi biên giới phía Bắc vẫn chưa bị lộ ra ngoài. Nhưng lỡ như bị các thế lực nước ngoài phát hiện ra, chỉ sợ những người bên cạnh anh đều sẽ gặp nguy hiểm. Không chỉ như vậy, biên giới phía Bắc cũng sẽ gặp phải nguy cơ to lớn. Đây cũng là lý do anh lựa chọn bắt đầu ở Giang Hải. Nếu không phải vì đất nước và người nhà, anh đã chạy thẳng tới Yến Đô San bằng gia tộc Vũ Văn rồi. Đối với anh chuyện này chẳng có gì khó khăn, cho dù anh muốn hủy diệt nhà họ Mạnh cũng không thể lộ liễu như vậy được. Mạnh Hồng Nghiệp im lặng, tỏ ra hơi do dự. Mạnh Huy bắt đầu sợ hãi, hắn biết nếu mình bị giao ra sẽ gặp phải chuyện gì. Ông nội, bọn họ đến để hạ bệ nhà họ Mạnh đó. Nếu chúng ta thỏa hiệp, sau khi bị truyền ra ngoài sẽ trở thành trò cười của cả tỉnh lỵ. Mạnh Huy lo lắng thuyết phục, bọn họ đã muốn trở mặt, chúng ta cứ nghênh tiếp là được. Chỉ mấy gia tộc tép siêu của Châu Thành và Giang Hải, đâu có gì phải sợ. Còn nhà họ Hàn, cháu không tin bọn họ thực sự dám khai chiến với chúng ta. Kể cả là thật cũng chưa biết ai thắng ai thua đâu. Ông nội, nhà họ Mạnh chúng ta không phải sợ ai hết. Bọn họ dám khiêu chiến thì cứ chiến đi. Mạnh Huy sốt ruột thúc giục Mạnh Hồng Nghiệp khai chiến. Nhưng cả nhà họ Mạnh cũng chỉ có một mình hắn nghĩ vậy, đám người còn lại không ai dám lên tiếng. Bọn họ không phải kẻ ngốc, một khi khai chiến với nhà họ Hàn, cho dù phần thắng thuộc về bọn họ cũng là thắng trong thê thảm. Đến lúc đó sẽ tổn hại rất nghiêm trọng đến cả lợi ích của nhà họ Mạnh và của mỗi người bọn họ. Chẳng lẽ ông cũng sợ nhà họ Hàn sao? Sự kiêu ngạo của nhà họ Mạnh chúng ta đâu mất rồi, Mạnh Huy nói không ngừng nghỉ. Láo xược. Mạnh Hồng Nghiệp giơ tay tát mạnh vào mặt hắn, giận dữ hét lên, còn không phải do chuyện ngu xuẩn mày làm ra à? Xem ra mấy năm nay tao nuông chiều mày quá nên mày mới kiêu căng cuồng vọng như vậy. Từ hôm nay trở đi, tao sẽ tước hết mọi quyền lời của mày, cấm túc một năm không được ra khỏi cửa nửa bước. Cuối cùng Mạnh Hồng Nghiệp vẫn quyết tâm bảo vệ Mạnh Huy. Hắn là đứa cháu lão ta cực kỳ xem trọng, nhưng so với tương lai của cả gia tộc, Mạnh Huy không thể sánh bằng. Mạnh Huy có chết thì sau này cũng sẽ có một cậu chủ nhà họ Mạnh thứ hai xuất hiện. Nhưng nếu lão ta thực sự giao Mạnh Huy cho Dương Thanh, đây sẽ là nỗi ô nhục của nhà họ Mạnh, chỉ sợ các thế lực phụ thuộc bọn họ cũng sẽ phản bội. Cảm ơn ông nội, cháu xin hứa trong một năm này sẽ không bước ra khỏi cửa nửa bước. Mạnh Huy sửng sốt hồi lâu mới sung sướng reo lên. Mạnh Hồng Nghiệp, ông chắc chắn lựa chọn như vậy sao? Hàn Khiếu Thiên sa sầm mặt. Hàn Khiếu Thiên, các người đừng hòng lấy mạng cháu của tôi. Mạnh Hồng Nghiệp bình tĩnh nói, còn về sai lầm của nó, tôi có thể bảo nó xin lỗi. Nhà họ Mạnh cũng sẽ bồi thường thỏa đáng. Xin lỗi, bồi thường. Dương Thanh lắc đầu châm chọc, bỗng nhiên nhấc chân đi về phía Mạnh Huy, vừa đi vừa nói, đã vậy tôi đành phải tự mình ra tay. Cao thủ trấn giữ. Dương Thanh thực sự tức giận. Anh vốn dĩ muốn tiêu diệt nhà họ Mạnh nhưng vì một số nguyên nhân nên anh vẫn lựa chọn tha cho nhà họ Mạnh một con đường sống. Nhưng không ngờ nhà họ Mạnh lại không biết điều như vậy. Nếu đã vậy thì ít nhất anh phải khiến cho Mạnh Huy phải trả giá đắt, đúng không? Dương Thanh, đừng sốc nổi. Hàn Khiếu Thiên bước nhanh lên phía trước giữ chặt Dương Thanh lại, đưa mắt ra hiệu với anh. Dương Thanh khẽ mỉm cười lắc đầu nói, ông chủ Hàn, tôi rất biết ơn vì hôm nay ông có thể đến đây. Những chuyện còn lại ông hãy giao cho tôi xử lý. Anh Thanh, như vậy sao được chứ? Anh là người có ơn cứu mạng ông nội, cho nên sao em và ông nội có thể nhìn anh đi vào chỗ chết được chứ? Hàn Phi Phi cũng lo lắng, bước nhanh lên trước nói. Theo như Hàn Khiếu Thiên và Hàn Phi Phi thấy thì hành động của Dương Thanh chẳng khác nào đi nộp mạng. Bọn họ đều là những nhà giàu hàng đầu tỉnh lỵ, đương nhiên biết rõ nhà họ Mạnh mạnh đến cỡ nào. Cao thủ mặc áo choàng đen đứng sau lưng Mạnh Hồng Nghiệp rõ ràng không phải là kẻ hiền lành gì. Từ đầu đến cuối ông ta đều đứng sau lưng Mạnh Hồng Nghiệp, chỉ cần Mạnh Hồng Nghiệp ra lệnh, đối phương sẽ giết Dương Thanh ngay lập tức. Không chỉ mình cao thủ áo đen kia mà còn có mấy chục cao thủ khác của nhà họ Mạnh đứng quanh, lúc này cũng đang nhìn chằm chằm Dương Thanh. Trong tình huống nguy hiểm như vậy, sao Dương Thanh có thể đụng đến Mạnh Huy được? Lúc này Mạnh Hồng Nghiệp lạnh lùng nhìn Dương Thanh nói, cậu nhóc. Đừng được nước làm tới, tôi bảo Mạnh Huy xin lỗi cậu hơn nữa còn bồi thường cho cậu 50 triệu đã là nể mặt cậu lắm rồi. Tôi cũng có nghe sơ qua về việc của mẹ vợ cậu. Bà ta chẳng qua chỉ là một người đàn bà chua ngoa,
đanh đá, chắc hẳn bà ta cũng thường xuyên bắt nạt cậu nhỉ. Bà ta vốn đáng chết, bây giờ bị Mạnh Huy giết chết cũng coi như giúp cậu xả giận rồi. Mạnh Hồng Nghiệp rất hiểu rõ về Châu Ngọc Thúy, ngay cả việc bà ta thường xuyên bắt nạt Dương Thanh, lão ta cũng rõ như lòng bàn tay. Lão ta vừa nói xong thì nhìn Mạnh Huy nói, mau xin lỗi. Mạnh Huy sao dám cãi lời. Hắn vội vàng nhìn Dương Thanh nói, Dương Thanh, xin lỗi tôi không nên giết mẹ vợ của cậu. Nghe có vẻ như hắn đang nói lời xin lỗi nhưng trên mặt lại tràn ngập vẻ xem thường. Ha ha, đây chính là thành ý của nhà họ Mạnh các người à. Dương Thanh cười khẩy, ông chủ Mạnh, nếu ông muốn giải quyết theo cách này thì làm như thế này đi, ông giao Mạnh Huy ra đây, tôi sẽ xin lỗi ông, sẵn tiện đền cho ông 100 triệu luôn, ông thấy thế nào? Hỗn láo! Mạnh Hồng Nghiệp giận dữ nói, một mụ đàn bà nhà quê đanh đá có tư cách gì mà so sánh với dòng chính của nhà họ Mạnh chúng tôi. Mạnh Huy đã xin lỗi rồi, còn về bồi thường, đền cho cậu 100 triệu là giới hạn của tôi rồi. Hàn Khiếu Thiên nghe vậy cũng nổi giận, Mạnh Hồng Nghiệp, ông thực sự cho rằng tiền có thể đổi được mạng người sao? Nếu ông muốn làm như vậy thì đừng trách tôi không khách sáo. Phi Phi, thông báo cho tất cả mọi người biết. Bắt đầu từ bây giờ nhà họ Hàn chính thức khai chiến với nhà họ Mạnh. Hàn Phi Phi lập tức trả lời, dạ. Cô ta vừa nói xong lập tức gọi điện thoại, ông chủ ra lệnh, nhà họ Hàn chính thức khai chiến với nhà họ Mạnh. Ai cũng không ngờ Hàn Khiếu Thiên lại hung hăng như vậy, nói khai chiến là lập tức khai chiến. Rõ ràng Mạnh Hồng Nghiệp cũng bất ngờ nhưng việc đã đến nước này lão ta cũng không còn lựa chọn nào khác. Nếu lúc này lão ta nhịn nhục thì từ đây về sau. Nhà họ Mạnh sẽ không thể ngẩng đầu trước mặt nhà họ Hàn được. Lão già, nếu ông muốn khai chiến vậy nhà họ Mạnh sẽ tiếp tới cùng. Mạnh Hồng Nghiệp giận dữ nói, dặn dò mọi người, chuẩn bị tiếp chiến. Dạ, nhà họ Mạnh cũng bắt đầu chuẩn bị. Thoáng chốc, bên trong trang viên rộng lớn của nhà họ Mạnh rơi vào trạng thái dương cung bạt kiếm. Đương nhiên, cái gọi là khai chiến không phải chỉ là ẩu đả, mà là sự giao chiến về mọi mặt giữa hai dòng tộc lớn. Nhà họ Hàn và nhà họ Mạnh đều có sản nghiệp khổng lồ ở tỉnh Lỵ. Một khi khai chiến thì toàn bộ thị trường của tỉnh Lỵ sẽ xảy ra sóng to gió lớn. Dương Thanh ảo não lắc đầu. Anh thực sự không ngờ Hàn Khiếu Thiên sẽ ra mặt vì anh, càng không ngờ Hàn Khiếu Thiên lại vì anh mà khai chiến với nhà họ Mạnh. Anh cảm nhận được tính cách có ơn phải trả của đàn ông biên giới phía Bắc từ trên người Hàn Khiếu Thiên. E là anh có nói thêm nữa, Hàn Khiếu Thiên cũng sẽ không đổi ý. Nhà họ Trần ở Châu Thành khai chiến với nhà họ Mạnh. Nhà họ Quan ở Giang Hải khai chiến với nhà họ Mạnh. Tòa thành Vương Giả ở Giang Hải khai chiến với nhà họ Mạnh. Sau khi Hàn Khiếu Thiên nói xong, tiếp lời ông cụ là Trần Hưng Hải và Quan Tuyết Tùng, còn có Vương Cường cũng lần lượt nói theo, đồng thời bọn họ còn gọi điện thoại thông báo chuyện này. Lần đầu tiên Mạnh Hồng Nghiệp cảm thấy bực bội như vậy. Lão ta bị các gia tộc của Châu Thành và Giang Hải tới tận nhà áp bức. Thậm chí là khai chiến. Nếu đã khai chiến vậy các người cũng đừng hòng bước ra khỏi cửa nhà họ Mạnh. Dù sao Mạnh Hồng Nghiệp cũng là người nắm quyền của một trong ba gia tộc lớn nhất ở tỉnh Lỵ, nếu mọi người đã hoàn toàn trở mặt vậy thì tuyệt đối không nên cho kẻ thù có cơ hội. Lão ta lập tức hành động. Tất cả mọi người nghe lệnh, hãy khiến cho tất cả những người không thuộc về nhà họ Mạnh ở lại đây mãi mãi. Mạnh Hồng Nghiệp phất tay ra lệnh. Mấy người cao thủ áo đen lập tức xông tới đám người Dương Thanh. Đánh! Đánh! Hàn Khiếu Thiên cũng không đến một mình, ông cụ dẫn theo một số cao thủ hàng đầu của gia tộc. Tất cả các cao thủ của nhà họ Quan và tòa thành Vương Giả được huấn luyện đặc biệt ở nhà họ Quan cũng theo đến đây. Còn Trần Hưng Hải cũng dẫn theo cao thủ của gia tộc đến. Tuy nơi này là nhà họ Mạnh nhưng xét về số lượng cao thủ, mấy gia tộc lớn bắt tay với nhau thì cũng không ít hơn nhà họ Mạnh. Cuộc chiến của hai bên nổ ra trong nháy mắt. Dương Thanh không nói lời nào nhưng trong lòng anh đã ghi nhớ kỹ ân tình của những người này. Dương Thanh, đây là quỷ nha cao thủ mạnh nhất của nhà họ Hàn, cậu ta sẽ bảo vệ cậu. Hàn Khiếu Thiên bỗng lên tiếng, đồng thời dặn dò người trung niên bên cạnh, bảo vệ cậu ấy an toàn. Quỷ nha thờ ơ nhìn Dương Thanh rồi gật đầu nói, tôi còn bảo vệ ông chủ Hàn, cậu đừng rời khỏi tầm mắt của tôi bảo đảm cậu sẽ an toàn. Dương Thanh cũng không để ý đến thái độ kiêu ngạo của quỷ nha. Dương Thanh cảm nhận được luồng khí thế mạnh mẽ từ trên người quỷ nha. Là cao thủ mạnh nhất của nhà họ Hàn, chắc chắn không đơn giản,
cho nên ông ta kiêu ngạo là chuyện bình thường. Dương Thanh khẽ lắc đầu, ông hãy bảo vệ an toàn cho ông chủ Hàn và Phi Phi, không cần lo lắng cho tôi. Dương Thanh nói xong liền xoay người đi về phía Mạnh Huy. Hả? Quỷ Nha cau mày, không vui nói, cậu nhóc, cậu đừng không biết điều, người đàn ông bên cạnh Mạnh Hồng Nghiệp kia rất mạnh, ngay cả tôi cũng không dám nói chắc sẽ thắng ông ta. Lúc này mà cậu qua đó thì chỉ có con đường chết. Dương Thanh, mau trở lại, Hàn Khiếu Thiên sốt ruột hét lớn lên. Hàn Phi Phi cũng cuống cuồng hét lên bảo Dương Thanh trở lại. Chỉ là với thực lực của Dương Thanh, sao anh có thể sợ cao thủ ở tỉnh lỵ nhỏ nhoi này chứ? Hắc Bào, giết thằng nhóc kia cho tôi. Mạnh Hồng Nghiệp cũng nhìn thấy Dương Thanh đang đi về phía Mạnh Huy. Dạ. Cao thủ mặc áo khoác đen sau lưng lão ta lạnh lùng xông về phía Dương Thanh. Nguy rồi. Hàn Khiếu Thiên nhất thời cuống lên vội nói, Quỷ Nha, mau đi cứu Dương Thanh. Quỷ Nha vội vã xông ra ngoài, đồng thời hét lớn, Hắc Bào, đối thủ của ông là tôi. Ông ta muốn cứu Dương Thanh nhưng đã muộn. Bởi vì lúc này, Hắc Bào đã rút kiếm ra vọt tới trước mặt Dương Thanh. Trong giới nhà giàu ở tỉnh Lỵ thường truyền miệng nhau câu nói, Hắc Bào rút kiếm, máu chảy thành sông. Ba gia tộc lớn nhất tỉnh Lỵ là nhà họ Mạnh, nhà họ Hàn và nhà họ Ninh đều có cao thủ trấn giữ, mà Hắc Bào chính là cao thủ trấn giữ của nhà họ Mạnh, cũng là một cao thủ bí ẩn nhất trong ba gia tộc lớn này. Lúc này ông ta lại rút kiếm đánh Dương Thanh, không cần nói cũng biết hậu quả nghiêm trọng cỡ nào. Lúc này Mạnh Huy đứng bên cạnh Mạnh Hồng Nghiệp vẻ mặt khoái trá, cười như điên nói, một đứa con rơi mà cũng dám đấu với tao hả? Chỉ thấy ánh sáng lóe lên, Hắc Bào vung kiếm chém xuống người Dương Thanh mà Dương Thanh chỉ đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Ha ha, thằng nhóc này sợ đến không dám nhúc nhích rồi. Hắc Bào đã ra tay chắc chắn chỉ có con đường chết. Đây chính là hậu quả của việc khiêu khích nhà họ Mạnh. Người của nhà họ Mạnh đều cười điên cuồng như thể đã nhìn thấy cảnh tượng Dương Thanh bị giết chết bởi nhát kiếm này. Dương Thanh! Hàn Khiếu Thiên nhất thời tức giận hét lên. Anh Thanh! Hai mắt Hàn Phi Phi đỏ hoe, cũng hét lên theo. Cậu Thanh! Trần Hưng Hải, Quan Tuyết Thùng cùng với Vương Cường cũng nhìn thấy cảnh tượng này, bọn họ đều gào lên. Hôm nay bọn họ đến đây là vì Dương Thanh, nếu Dương Thanh bị giết bọn họ cũng sẽ gặp tai họa ngập đầu. Nhưng khi mà tất cả mọi người đều cho rằng Dương Thanh nhất định sẽ chết thì anh bỗng vươn tay ra. Bốp! Trong lúc mọi người còn đang khiếp sợ thì Dương Thanh đã chộp lấy cổ tay đang cầm kiếm của Hắc Bào, thờ ơ nói, dám múa kiếm trước mặt tôi, ông xứng sao? Bịch! Dương Thanh vừa dứt lời liền đá một cước trúng ngay bụng dưới của Hắc Bào. Một tiếng va chạm trầm đục vang lên, cao thủ trấn giữ nhà họ Mạnh bay ra ngoài hơn 10 mét như một trái banh, tông mạnh vào một cây cổ thụ cao ngất. Mà kiếm trong tay ông ta cũng keng một tiếng, rơi xuống đất. Đây là chỗ dựa của nhà họ Mạnh các người sao? Dương Thanh quay đầu lại khinh khỉnh nhìn Mạnh Hồng Nghiệp hỏi. Thi thể ở đâu? Cảnh tượng này đã gây ra cú sốc cực mạnh đến thần kinh của mọi người có mặt ở đó. Nhất là người nhà họ Mạnh, bọn họ đều sững sờ. Đây chính là chỗ dựa của nhà họ Mạnh các người sao? Câu nói này của Dương Thanh cứ vang lên trong đầu bọn họ hết lần này đến lần khác. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Không chỉ là người của nhà họ Mạnh, mà còn có người của nhà họ Trần, nhà họ Quan cùng với tòa thành vương giả, tất cả mọi người đều ngây ra như phỗng. Ngay cả Hàn Khiếu Thiên cũng sững sờ. Hắc Bào rút kiếm, máu chảy thành sông. Xì, Hắc Bào, Bạch Bào khỉ gì chứ, trước mặt cậu Thanh cũng chỉ là một đống phân. Trần Hưng Hải hoàn hồn trước, mỉa mai nói. Lúc này lão ta nào có còn sợ nhà họ Mạnh nữa? Là cao thủ trấn giữ nhà họ Mạnh thế mà lại không đỡ nổi một đòn. Dám rút kiếm trước mặt cậu Thanh, ông xứng sao? Quan Tuyết Tùng cũng phản ứng lại, vội vã tiếp lời. Vương Cường cũng phụ họa theo, cười ha hả nói, ở trước mặt cậu Thanh, ai dám tự xưng là thần thoại? Có ai xứng? Có thể nói khi mọi người nhìn thấy Dương Thanh đánh bại cao thủ nhà họ Mạnh dễ như trở bàn tay, người vui mừng nhất là nhà họ Quan, nhà họ Trần cùng với tòa thành vương giả. Dù sao đây cũng là nhà họ Mạnh, một gia tộc giàu có hàng đầu của tỉnh Lỵ này. Họ cũng đang đánh cược mạng sống của mình, một khi Dương Thanh thua, thì gia tộc của bọn họ sẽ bị nhà họ Mạnh tiêu diệt. Nhưng nếu Dương Thanh thắng, vậy từ đây về sau cho dù là giới nhà giàu đứng đầu tỉnh Lỵ, bọn họ cũng không cần sợ nữa.
Lần đầu tiên bọn họ cảm thấy khoảng cách với giới nhà giàu tỉnh lỵ lại gần như vậy. Quỷ Nha vừa mới cố gắng đi cứu Dương Thanh, lúc này cũng cực kỳ xấu hổ. Khi nhớ tới lời nói ngạo mạn vừa nãy trước mặt Dương Thanh, gương mặt già nua của ông ta lại càng đỏ bừng. Ông ta biết rất rõ thực lực của Hắc Bào, bọn họ đã từng âm thầm giao đấu nhiều lần nhưng vẫn chưa phân thắng bại. Thế mà bây giờ Hắc Bào lại đỡ không nổi một cước của Dương Thanh, hoàn toàn bất tỉnh. Điều này chứng tỏ nếu ông ta giao đấu với Dương Thanh cũng có kết cục như vậy. Ông chủ Mạnh, ông đừng giấu giếm nữa, ông tưởng cứ tìm bừa một người là có thể giết ân nhân cứu mạng của tôi sao? Nhất thời tâm trạng của Hàn Khiếu Thiên cực kỳ vui vẻ, vẻ mặt khinh khỉnh nhìn Mạnh Hồng Nghiệp nói, ông mau bảo cao thủ mạnh nhất nhà họ Mạnh ra đây đi. Chứ không thì cháu ông sẽ bị dẫn đi thật đấy. Mạnh Hồng Nghiệp tức giận đùng đùng. Sao lão ta không nghe ra được giọng điệu mỉa mai của Hàn Khiếu Thiên chứ? Hắc Bào là cao thủ mạnh nhất của nhà họ Mạnh, mà bây giờ ngay cả Hắc Bào cũng thua rồi thì nhà họ Mạnh còn ai có thể ngăn cản được Dương Thanh đây? Ông câm miệng cho tôi. Mạnh Hồng Nghiệp nghiến răng nghiến lợi quát lên, sau đó nhìn Dương Thanh nói, rốt cuộc cậu muốn thế nào? Mạnh Huy giết chết mẹ vợ của tôi, thậm chí ngay cả hài cốt cũng không chịu đưa cho tôi chỉ muốn anh ta, như vậy cũng đâu có quá đáng, đúng không? Dương Thanh bình tĩnh trả lời. Hành động hôm nay đã đủ rầm rộ rồi, anh cũng không muốn làm cho chuyện này ầm ĩ hơn nữa. Nhưng anh nhất định phải đưa Mạnh Huy đi. Lúc này cả người Mạnh Huy bắt đầu run rẩy dữ dội. Hắn biết Dương Thanh rất mạnh nhưng không ngờ anh lại mạnh đến mức này. Ngay cả cao thủ trấn giữ nhà họ Mạnh cũng không đỡ nổi một đòn của anh. Ông nội, ông đừng nghe lời cậu ta, nếu ông nội thật sự giao cháu cho cậu ta, chắc chắn cậu ta sẽ giết cháu. Thế thì sau này nhà họ Mạnh chúng ta còn mặt mũi nào nữa? Mạnh Huy nói năng lộn xộn. Hắn ta rất sợ, hắn là cậu cả nhà họ Mạnh nhưng đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy hoảng sợ như vậy. Bốp! Mạnh Hồng Nghiệp tát mạnh lên mặt Mạnh Huy, hai mắt đỏ ngầu giận dữ hét lên, hết thảy rắc rối này đều là do một tay mày gây nên, mày còn mặt mũi nhắc tới thể diện của nhà họ Mạnh với tao nữa sao? Cơ thể Mạnh Hồng Nghiệp run lên vì tức giận. Bây giờ nhà họ Hàn có thực lực ngang ngửa với nhà họ Mạnh đã tuyên chiến với nhà họ Mạnh, còn có nhà họ Trần gia tộc mạnh nhất ở Châu Thành cũng đứng về phía Dương Thanh. Ngoài ra còn có nhà họ Quan và tòa thành Vương Giả ở Giang Hải cũng đã tuyên chiến với nhà họ Mạnh. Chỉ đối mặt với sự hợp tác của mấy gia tộc lớn này thôi cũng đã khiến nhà họ Mạnh xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất rồi, chứ đừng nói chi lúc này lại có thêm một Dương Thanh. Ngay cả cao thủ mạnh nhất của nhà họ Mạnh cũng đã thua chỉ bởi một chiêu của Dương Thanh, đến nay sống chết còn chưa biết. Nếu Dương Thanh muốn giết hắn, liệu có ai cản nổi? Đây mới là chuyện khiến Mạnh Hồng Nghiệp cảm thấy hoảng sợ nhất. Có thể nói hết thảy mọi thứ bây giờ đều không phải do lão ta quyết định nữa rồi. Vận mệnh của nhà họ Mạnh hoàn toàn bị Dương Thanh khống chế. Nếu Dương Thanh muốn, anh hoàn toàn có thể giết sạch dòng chính nhà họ Mạnh. Sau đó lấy hết mọi thứ của nhà họ Mạnh làm của riêng. Bụp một tiếng, Mạnh Huy quỳ sụp dưới chân Mạnh Hồng Nghiệp, vẻ mặt hoảng sợ nói, ông nội, cháu sai rồi. Cháu biết sai thật rồi, cầu xin ông hãy cứu cháu, đừng vứt bỏ cháu. Cháu biết sai thật rồi, biết sai rồi thì phải trả giá cho cái sai của mình. Mạnh Hồng Nghiệp bỗng nhắm mắt lại, nét mặt cực kỳ đau khổ nói ra những lời này. Mạnh Huy là đứa cháu trai do chính tay lão ta bồi dưỡng. Chỉ có chính bản thân lão ta hiểu rõ mình đã dồn biết bao nhiêu tâm huyết cho đứa cháu trai này. Thậm chí lão ta còn cho hắn tư cách cạnh tranh vị trí chủ gia tộc tương lai với các chú bác của hắn. Mà hiện thực cũng chứng minh, Mạnh Huy quả thật rất xuất sắc. Những năm gần đây hắn đã cống hiến cho gia tộc rất nhiều. Chính vì vậy mà lão ta rất thích đứa cháu trai này, nhưng bởi vì một lỗi lầm mà suýt chút nữa đã phá hủy toàn bộ nhà họ Mạnh. Mặc dù lão ta không đành lòng nhưng buộc phải làm thế. Bắt đầu từ bây giờ Mạnh Huy bị đuổi khỏi nhà họ Mạnh, nó không còn bất kỳ liên quan gì đến nhà họ Mạnh nữa. Bỗng Mạnh Hồng Nghiệp liếc nhìn xung quanh một lượt, sau đó nói lớn. Gì chứ? Thế mà chủ gia tộc lại đuổi Mạnh Huy ra khỏi gia tộc. Thế có nghĩa là chủ gia tộc quyết định vứt bỏ Mạnh Huy sao? Mạnh Huy là người tài giỏi nhất trong lớp trẻ chúng ta. Chủ gia tộc đã từng nói. Cho dù người kế thừa vị trí chủ gia tộc tiếp theo không phải là cậu ta, thì người thừa kế ở đời tiếp theo nữa chỉ có thể là cậu ta mà. Khi nghe Mạnh Hồng Nghiệp nói,
vô số người nhà họ Mạnh đều lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Mạnh Huy đờ đẫn, cả người như chết lặng, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng Mạnh Hồng Nghiệp sẽ thực sự sẽ vứt bỏ mình. Ông nội, ông không thể làm như vậy, cháu là người xuất sắc nhất trong lớp trẻ của nhà họ Mạnh. Cháu đã cống hiến, hy sinh cho gia tộc rất nhiều, sao ông có thể đuổi cháu ra khỏi gia tộc được chứ? Mạnh Huy thật sự hoảng sợ, hắn vừa quỳ vừa bò tới dưới chân Mạnh Hồng Nghiệp, ôm chầm lấy chân lão ta giống lên. Cút! Mạnh Hồng Nghiệp đá văng Mạnh Huy. Sau đó lão ta nhìn về phía Dương Thanh, lạnh lùng nói, chuyện hôm nay tôi nhận thua. Cậu cứ mang Mạnh Huy đi đi, nhưng tôi mong rằng nhà họ Hàn, nhà họ Trần còn có nhà họ Quan và tòa thành vương giả vừa tuyên chiến với nhà họ Mạnh cũng kết thúc chuyện này ở đây đi. Đương nhiên, cậu cũng đừng tưởng tôi đang cầu xin cậu. Nếu muốn đánh thật thì nhà họ Mạnh cũng không sợ, nếu nhà họ Mạnh chúng tôi chiến đấu đến cùng cũng có thể khiến cho bọn họ tổn thất nặng nề. Mạnh Hồng Nghiệp không muốn khai chiến nhưng thái độ vẫn cứng rắn. Dương Thanh cười khẩy nói, được, tôi đồng ý với ông. Anh vốn sợ chuyện này làm quá lên sẽ ảnh hưởng rất lớn, cho nên anh sẽ không từ chối đề nghị đình chiến của Mạnh Hồng Nghiệp. Nhà họ Trần, nhà họ Quan và cả tòa thành vương giả cũng không có ý kiến khác. Những thế lực này đã phục tùng anh từ lâu, còn về nhà họ Hàn, anh cũng không muốn thấy nhà họ Hàn bị cuốn vào chuyện này. Ông nội, cứu cháu với. Mạnh Huy nhìn Dương Thanh đi từng bước về phía mình, hắn sợ đến khóc giống lên. Nhưng Mạnh Hồng Nghiệp lại không hề nhìn đến Mạnh Huy, lão ta xoay người đi về biệt thự của mình. Nói, thi thể của Châu Ngọc Thúy ở đâu? Dương Thanh bước lên trước, đạp một cước lên ngực Mạnh Huy, tức giận hỏi. Bà ta vẫn còn sống. Lúc này Mạnh Huy đâu còn dáng vẻ kiêu căng của cậu cả nhà họ Mạnh nữa chứ? Hắn giống như con chó chết bị Dương Thanh đạp dưới chân. Sở dĩ Dương Thanh muốn đến nhà họ Mạnh là vì anh muốn tìm hài cốt của Châu Ngọc Thúy. Cái chết Châu Ngọc Thúy đã khiến cho Tần Thanh Tâm và Tần Y bị tổn thương rất lớn, nếu ngay cả hài cốt cũng không còn, làm sao bọn họ có chịu được. Tao nói rồi, bà ta đã chết, xác cũng bị vứt đi cho chó ăn rồi. Mạnh Huy cắn răng nói. Bây giờ nhà họ Mạnh đã hoàn toàn vứt bỏ hắn, nếu hắn muốn trở lại huy hoàng như ngày xưa vậy chỉ còn một hy vọng duy nhất. Đó là Châu Ngọc Thúy. Mày đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đã như vậy thì đừng trách tao ra tay độc ác. Ánh mắt Dương Thanh trở nên sắc bén, trong nháy mắt một luồng khí lạnh bao trùm Mạnh Huy. Mày muốn làm gì? Mạnh Huy có dự cảm không lành. Lúc này, thứ hắn đối mặt hoàn toàn không phải là con người mà là thú dữ. Ánh mắt của Dương Thần như muốn xé nát hắn ra. Một nỗi sợ hãi mãnh liệt lan tỏa khắp cơ thể. Răng rắc. Dương Thanh đạp một cước xuống, theo đó là tiếng xương gãy giòn tan. Tay phải của Mạnh Huy bị Dương Thanh đạp lên, sau đó nghiền thật mạnh. Á! Ngay sau đó, Mạnh Huy giống lên thảm thiết. Toàn bộ trang viên nhà họ Mạnh đều là tiếng kêu rên của Mạnh Huy, khiến những người đang đứng xung quanh đều cảm thấy sởn gai ốc. Khi Dương Thanh lấy chân ra thì cả cánh tay phải của Mạnh Huy đã máu thịt be bét. Lực giẫm của Dương Thanh cực mạnh, giẫm nát bét cánh tay phải của Mạnh Huy, cho dù có đưa đến bệnh viện kịp, e là cũng không cứu được. Nói, thi thể của Châu Ngọc Thúy ở đâu? Dương Thanh hỏi lại lần nữa, mà lúc này chân của anh lại dẫm đến cánh tay trái của Mạnh Huy. Chỉ cần anh hơi dùng sức thì Mạnh Huy sẽ hoàn toàn trở thành kẻ tàn phế, thậm chí có khả năng bị cụt cả tay. Mọi người ở xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này đều có cảm giác run sợ từ sâu trong linh hồn. Lúc này, Dương Thanh giống như ác quỷ đến từ địa ngục. Ngay cả Hàn Khiếu Thiên cũng cảm thấy kinh ngạc. Ông cụ chưa bao giờ nghĩ tới việc điều tra gia cảnh của Dương Thanh, vì vậy ông cụ cũng không hề biết gì về Dương Thanh. Nhưng hôm nay, từ trên người Dương Thanh, ông cụ cảm nhận được một sự quen thuộc đến kỳ lạ. Đối nhân xử thế rất có chừng mực. Nhưng lúc đánh nhau lại vô cùng dứt khoát. Đây thật sự là khí chất mà một chàng trai chưa đến 30 tuổi có được sao? Mạnh Huy cảm nhận được bàn chân trên tay trái của mình, hắn cực kỳ hoảng sợ. Vết nứt gãy của bàn tay phải khiến hắn cảm thấy đau đớn tột cùng. Hắn cảm thấy ý thức của mình đã hơi rời rạc, nhưng một khi nói sự thật cho Dương Thanh biết thì sau này hắn không còn cách nào vươn mình nữa. Cậu Thanh, những gì tôi nói đều là sự thật, Châu Ngọc Thúy đã chết rồi, xác đã bị vứt cho chó ăn rồi. Mạnh Huy lắp ba lắp nói, thái độ cũng trở nên tôn trọng hơn nhiều. Dương Thanh lắc đầu, mày không nói thật. Anh vừa nói xong,
chân bỗng đạp xuống, sau đó là tiếng xương gãy vang lên một lần nữa, cánh tay trái của Mạnh Huy cũng hoàn toàn biến thành thịt nát. Hai mắt hắn trợn ngược lên, đau đến ngất đi. Dương Thanh, cậu có thấy mình hơi quá đáng không? Đúng lúc này, một bóng người trung niên bước ra từ trong đám người nhà họ Mạnh, sắc mặt giận dữ nhìn Dương Thanh. Quá đáng! Khóe môi Dương Thanh khẽ nhếch lên, tạo thành đường cong sắc bén, tôi còn có thể làm ra chuyện quá đáng hơn nữa kìa, ông muốn xem không? Cậu! Người đàn ông trung niên bỗng nghẹn lời, vẻ mặt đầy tức giận. Khi anh ta giết mẹ vợ tôi, tại sao không nghe người nhà họ Mạnh các người nói anh ta quá đáng? Mà tôi chỉ giẫm gãy hai tay của anh ta, ông lại nói tôi quá đáng. Khí thế của Dương Thanh đột nhiên tăng vọt, anh tức giận nói, ông bớt kiêu ngạo đi, trong mắt tôi nhà họ Mạnh chẳng là cái đinh gì cả. Đương nhiên, nếu nhà họ Mạnh muốn trả thù cứ việc tới đây, Dương Thanh tôi sẽ chấp hết. Dương Thanh đúng là cực kỳ tức giận, vốn dĩ anh còn ôm chút hy vọng, chỉ cần chưa thấy thi thể của Châu Ngọc Thúy thì mọi chuyện đều có khả năng. Nhưng bây giờ Mạnh Huy đã bị anh nghiền nát hai cánh tay mà vẫn không chịu khai ra. Việc này khiến anh cảm thấy hy vọng càng lúc càng xa vời. Mạnh Thiên Kiêu, ngay cả bố cậu cũng quyết định vứt bỏ Mạnh Huy rồi, cậu còn nhảy ra làm gì? Hàn Khiếu Thiên nhìn người trung niên nói, hôm nay tôi nói lời mất lòng trước, chỉ cần nhà họ Mạnh dám ra tay với Dương Thanh, vậy thì chiến đi. Sắc mặt Mạnh Thiên Kiêu cực kỳ thâm trầm. Ông ta không để ý đến Hàn Khiếu Thiên nữa mà nhìn Dương Thanh nói, cho dù bây giờ cậu giết chết Mạnh Huy thì cũng không thay đổi được sự thật là mẹ vợ cậu đã chết. Người chết không thể sống lại, tôi chỉ có thể nói nén bi thương. Vì con trai của mình, tôi có thể đồng ý với bất kỳ yêu cầu gì của cậu, chỉ cần cậu tha cho nó. Thái độ của Mạnh Thiên Kiêu cực kỳ chân thành, đối với ông ta, chỉ cần có thể cứu được Mạnh Huy, cho dù trả giá đắt cỡ nào cũng được. Lúc này Dương Thanh mới biết thì ra ông ta là bố của Mạnh Huy, chả trách lại ra mặt vì hắn. Được. Dương Thanh bỗng trêu tức nói. Thật sao, vậy cậu muốn gì? Mạnh Thiên Kiêu chợt vui vẻ như thể đã nhìn thấy được hy vọng. Dương Thanh nhếch miệng, ta ác cười, tôi muốn ông tự tay xử anh ta. Cậu chơi tôi. Mạnh Thiên Kiêu lập tức nổi trận lôi đình. Cút. Dương Thanh giận dữ hét lên, nếu còn ai dám can thiệp nữa, tôi sẽ giết Mạnh Huy ngay. Mạnh Thiên Kiêu cực kỳ tức giận, lúc nãy ông ta đã tận mắt chứng kiến sự mạnh mẽ của Dương Thanh, cho nên ông ta hiểu rõ, Dương Thanh thật sự dám giết Mạnh Huy ngay lập tức. Dương Thanh giơ tay bấm mạnh vào huyệt nhân trung của Mạnh Huy, khiến Mạnh Huy vừa mới ngất đi đột nhiên mở mắt ra. Ngay sau đó, một cơn đau dữ dội chạy dọc khắp thân thể, khiến hắn kêu rên lần nữa. Tao hỏi mày lần cuối, rốt cuộc thi thể của Châu Ngọc Thúy ở đâu? Vẻ mặt của Dương Thanh bỗng trở nên bình tĩnh, nếu câu trả lời của mày không khiến tao hài lòng, tao sẽ giết mày ngay lập tức. Hôm nay anh đã mất kiểm soát quá nhiều lần, đối với anh, đây cũng không phải là chuyện tốt. Mạnh Huy nghe vậy gần như quên mất cơn đau trong người, hoảng sợ nói tôi thật sự, Mạnh Huy. Nói thật, Mạnh Thiên Kiêu giận dữ nói. Ông ta rất hiểu con trai mình nên biết được Mạnh Huy muốn nói gì. Ông cũng biết rõ đây là lần hỏi cuối cùng của Dương Thanh. Mọi người đều tập trung nhìn Mạnh Huy, chờ câu trả lời của hắn. Khuôn mặt Mạnh Huy tràn đầy vẻ tức giận, nhìn hai tay đã hoàn toàn bị phế bỏ của mình, trong mắt ngập tràn thù hận. Hắn vốn tưởng chỉ cần hắn không nói ra tung tích của Châu Ngọc Thúy thì Dương Thanh sẽ không giết hắn. Nhưng bây giờ hắn mới hiểu rõ, nếu hắn còn không nói ra sự thật thì hắn sẽ chết thật. Nhưng một khi hắn nói ra tung tích của Châu Thúy Ngọc thì đời này của hắn kể như xong. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Dương Thanh cũng không hề thúc giục mà chỉ lặng lẽ đợi câu trả lời của Dương Thanh. Nếu tôi nói ra sự thật, cậu có thể tha cho tôi không? Mạnh Huy bỗng hỏi. Mày cho rằng bây giờ mày còn tư cách cò kè mặc cả với tao sao? Dương Thanh híp mắt. Nếu đã không thể bảo đảm mạng sống cho tôi thì tại sao tôi phải nói sự thật cho cậu bia chứ? Mạnh Huy cắn răng nói. Hắn đang đánh cược Dương Thanh sẽ thỏa hiệp. Đã vậy thì mày chết đi. Dương Thanh vừa nói xong liền đạp mạnh một cước về phía đầu Mạnh Huy. Mạnh Huy. Mạnh Thiên Kiêu giống to lên. Mạnh Huy trơ mắt nhìn chân của Dương Thanh đang càng lúc càng đến gần mặt hắn. Mắt thấy chân của Dương Thanh sắp đạp lên đầu mình, Mạnh Huy hoàn toàn sụp đổ, hắn gầm lên, tôi nói. Tôi nói, bà ta còn sống, bà ta vẫn còn sống. Lại tới nhà họ Ngụy.
chân của Dương Thanh thậm chí đã dẫm lên mặt Mạnh Huy rồi, trong giờ phút nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc, cuối cùng Mạnh Huy cũng sụp đổ, giống to nói. Mày nói gì? Dương Thanh kinh ngạc hỏi. Anh chỉ muốn mang thi thể của Châu Ngọc Thúy về, nào ngờ lại nghe tin bà ta vẫn còn sống. Đối với anh, Châu Ngọc Thúy đúng là rất đáng chết. Nhưng dù sao cũng là vì bị Tần Thanh Tâm đuổi đi, rồi bị bắt cóc trên đường do người của anh hộ tống. Nếu bà ta thực sự đã chết, Tần Thanh Tâm sẽ hối hận day dứt cả đời, sẽ cho rằng bà ta bị cô hại chết. Châu Ngọc Thúy vẫn còn sống. Tôi không giết bà ta. Mạnh Huy lặp lại lần nữa, toàn thân ướt sũng mồ hôi, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Vừa rồi hắn thực sự đã cảm nhận được cái chết đang cận kề. Chân của Dương Thanh dẫm trên mặt hắn, chỉ cần hắn nói chậm thêm một giây, có lẽ đã bị dẫm nát đầu. Nói rõ ràng xem nào. Rốt cuộc bà ta đang ở đâu, Dương Thanh hỏi. Mạnh Huy sợ chết khiếp, không dám giấu giếm thành thật khai báo, bà ta vẫn còn ở nhà họ Ngụy. Nhà họ Ngụy, sao lại như vậy? Trước đó Dương Thanh đã tìm đến Ngụy Tường nhưng vẫn không tìm thấy Châu Ngọc Thúy, gã còn nói bà ta đã bị người của Mạnh Huy đưa đi. Thế nên anh mới tới nhà họ Mạnh. Mạnh Huy, tóm lại đã xảy ra chuyện gì? Mạnh Thiên Kiêu tức giận quát lên. Mạnh Huy sợ phát khóc, con nói thật mà. Bà ta chỉ là một người đàn bà quê mùa thấp kém, con bắt cóc làm gì? Con chỉ nhờ Ngụy Tường tung tin nói Châu Ngọc Thúy đang ở trong tay con thôi. Hơn nữa, nếu con thực sự muốn giết bà ta thì đã để nhà họ Ngụy làm rồi, sao còn phải phí công đưa bà ta về nhà họ Mạnh rồi mới giết? Nghe Mạnh Huy nói vậy, Dương Thanh im lặng. Anh cố gắng giữ bình tĩnh, suy nghĩ kỹ càng, có vẻ Mạnh Huy không nói dối. Quả thật như lời hắn nói. Châu Ngọc Thúy đã không còn giá trị lợi dụng. Đúng là Mạnh Huy không hề đưa bà ta về nhà họ Mạnh. Vậy thì tại sao cậu muốn nhà họ Ngụy tung tin nói Châu Ngọc Thúy ở trong tay cậu? Lúc này, Hàn Khiếu Thiên đột nhiên lên tiếng hỏi. Mạnh Huy dè dặt nhìn Dương Thanh, bởi vì chỉ có vậy mới dụ được cậu ta tới nhà họ Mạnh, hắn chỉ nói tới đây liền ngừng lại. Hàn Khiếu Thiên cười lạnh một tiếng, cậu tưởng dụ được Dương Thanh tới nhà họ Mạnh là có thể dễ dàng lấy mạng cậu ấy sao? Tuy Mạnh Huy không trả lời nhưng mọi người đều hiểu Hàn Khiếu Thiên nói rất chính xác. Dương Thanh hít sâu một hơi, không ngờ mình lại bị Ngụy Tường lừa một vố. Nhưng khi ấy anh quá vội vàng chỉ muốn lập tức tìm được Châu Ngọc Thúy nên mới không cân nhắc cẩn thận. Nhà họ Ngụy thật to gan, dám lừa dối cậu Thanh. Vương Cường nghiến răng nghiến lợi nói. Quan Tuyết Tùng cũng lên tiếng, nhà họ Ngụy đang đùa với lửa. Cậu Thanh, bây giờ tôi sẽ dẫn người tới Giang Hải với cậu, cùng nhau san bằng nhà họ Ngụy. Trần Hưng Hải vội vàng đề nghị. Nghe vậy, Hàn Khiếu Thiên trầm giọng khuyên ngăn, Dương Thanh, chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn. Dương Thanh ngạc nhiên nhìn Hàn Khiếu Thiên. Lúc chủ động khiêu chiến với nhà họ Mạnh cũng không thấy ông cụ nhíu mày một cái, vậy mà khi đối đầu nhà họ Ngụy, ông cụ lại do dự. Cậu Thanh, tôi đã nói hết những gì tôi biết rồi. Bây giờ cậu có thể tha cho tôi không? Mạnh Huy gấp giọng hỏi. Mạnh Thiên Kiêu cũng đi tới cầu xin, chuyện lần này là nhà họ Mạnh không đúng. Nếu mẹ vợ của cậu vẫn còn sống, mong cậu hãy tha cho Mạnh Huy. Dứt lời, ông ta đưa cho Dương Thanh một chiếc thẻ ngân hàng, trong này có 50 triệu, coi như tiền bồi thường cho việc thằng con ngu dốt của tôi đã làm. Dương Thanh nhìn chằm chằm Mạnh Thiên Kiêu, người này rất quyết đoán. Cũng rất biết cách xử lý công việc. Khi biết Châu Ngọc Thúy vẫn còn sống, ý muốn giết người của Dương Thanh đã tiêu tan hơn một nửa. Nếu để tôi biết anh lại lừa tôi, ngày tôi bước vào nhà họ Mạnh lần nữa cũng là ngày các người diệt vong. Dương Thanh không thèm nhận chiếc thẻ kia, chỉ lạnh lùng ném lại một câu rồi quay người rời đi. Sắc mặt Mạnh Thiên Kiêu lập tức cứng đờ. Ông ta nhìn theo bóng lưng của Dương Thanh, đột nhiên nói với Mạnh Huy, từ nay trở đi mày không được bước vào nhà nửa bước. Còn nữa, nếu kẻ nào dám để lộ chuyện xảy ra hôm nay, giết không tha. Mạnh Thiên Kiêu là người thừa kế của gia tộc, có tư cách nói ra câu này. Tất cả những chuyện vừa rồi đều là sự sỉ nhục với nhà Mạnh. Nếu bị truyền ra ngoài, nhà họ Mạnh sẽ mất sạch thể diện. Thấy Dương Thanh bỏ đi, các gia tộc khác cũng nhao nhao chạy theo. Dương Thanh, cậu thật sự muốn xử lý nhà họ Ngụy sao? Vừa mới ra khỏi nhà họ Mạnh. Hàn Khiếu Thiên lập tức hỏi. Phản ứng ban nãy của ông cụ khiến Dương Thanh rất ngạc nhiên, bây giờ lại hỏi anh như vậy,
không khỏi khiến anh sinh lòng nghi hoặc, chẳng lẽ nhà họ Ngụy còn mạnh hơn cả nhà họ Mạnh sao? Hàn Khiếu Thiên lắc đầu, tôi có biết một chút về bọn họ. Có lẽ trong mắt cậu chỗ dựa của nhà họ Ngụy là nhà họ Mạnh. E là cậu chưa biết, nhà họ Mạnh chỉ là một trong những chỗ dựa của nhà họ Ngụy mà thôi. Chỗ dựa lớn nhất của bọn họ chính là Hiệp hội Võ Thuật. Lúc nhắc tới Hiệp hội Võ Thuật, sắc mặt của Hàn Khiếu Thiên cực kỳ nghiêm trọng. Đây không phải lần đầu tiên Dương Thanh nghe đến tổ chức này. Tôi cũng biết chút ít về Hiệp hội Võ Thuật. Nghe nói đến cả các gia tộc ở Yến Đô cũng thà đắc tội 8 gia tộc đứng đầu còn hơn động chạm tới Hiệp hội Võ Thuật, Dương Thanh nói. Không sai, trong Hiệp hội Võ Thuật có rất nhiều cao thủ. Không chỉ vậy bọn họ còn có chi hội trên khắp thế giới. Ở tỉnh Giang Bình cũng có chi hội của Hiệp hội Võ Thuật. Người ngoài chỉ biết tỉnh Lỵ có nhà họ Hàn, nhà họ Mạnh và nhà họ Ninh là mạnh nhất. Nhưng trên thực tế, chi hội của Hiệp hội Võ Thuật ở tỉnh Lỵ mới là thế lực đứng đầu. Hiệp hội Võ Thuật vốn rất thần bí, tựa như chim ưng trong đêm tối cực kỳ nguy hiểm. Vậy nên mới bị người khác xem nhẹ. Nghe nói nhà họ Ngụy có một ít giao dịch đen tối với Hiệp hội Võ Thuật. Hàn Khiếu Thiên trầm giọng nói, nhắc tới Hiệp hội Võ Thuật cũng khiến ông cụ phải kiêng kỵ. Dương Thanh không ngờ đến cả Hàn Khiếu Thiên cũng phải dè chừng Hiệp hội Võ Thuật. Nếu Hiệp hội Võ Thuật vẫn tiếp tục im hơi lặng tiếng, tôi còn có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng nếu họ dám có ý đồ với tôi thì cũng không cần tồn tại nữa. Dương Thanh bá đạo tuyên bố, lời nói của anh như tiếng sấm rền vang bên tai Hàn Khiếu Thiên. Ông cụ sững sờ hồi lâu mới lắc đầu chua xót, xem ra tôi già thật rồi. Tương lai vẫn phải thuộc về người trẻ tuổi các cậu. Nếu là mấy ngày trước nghe thấy Dương Thanh nói vậy, có lẽ Hàn Khiếu Thiên sẽ giận dữ mắng anh là đầu óc thiển cận ếch ngồi đáy giếng. Nhưng vừa rồi ông cụ đã chứng kiến năng lực mạnh mẽ của anh ở nhà họ Mạnh nên không còn cảm thấy anh ngông cuồng nữa. Dương Thanh có tư cách nói ra những lời này. Tôi sẽ ghi nhớ ân tình hôm nay. Sau này ông chủ Hàn có việc gì cần nhờ và cứ nói. Dương Thanh bỗng chắp tay nói. Dù ở Châu Thành hay là ở nhà họ Mạnh, hành động của Hàn Khiếu Thiên đều khiến Dương Thanh có ấn tượng tốt. Người như ông cụ đáng để anh phải kính trọng. Hàn Khiếu Thiên bật cười thành tiếng, chút chuyện này sao có thể sánh được với ơn cứu mạng của cậu. Nói xong, ông cụ dẫn Hàn Phi Phi rời đi. Hàn Phi Phi vẫy tay chào tạm biệt anh Thanh, hẹn gặp lại. Cậu Thanh, bây giờ chúng ta tới nhà họ Ngụy à? Chờ Hàn Khiếu Thiên đi khuất, Trần Hưng Hải bước tới hỏi. Dương Thanh híp mắt lắc đầu nói, ông về Châu Thành đi, tuyệt đối không được để lộ chuyện hôm nay. Vâng, Trần Hưng Hải vội đáp. Ngay sau đó, Trần Hưng Hải cũng dẫn người rời khỏi. Vương Cường tự nhận làm tái xế cho Dương Thanh. Đợi anh lên xe gã mới lên tiếng hỏi, bây giờ cậu muốn đi đâu? Dương Thanh đang nhắm mắt bỗng nhiên nói, nhà họ Ngụy. Ngày càng kém cỏi. Nghe thấy Dương Thanh nói vậy, Vương Cường chợt cảm thấy cực kỳ phấn khích. Đến cả nhà họ Mạnh của tỉnh Lỵ cũng không làm gì được anh, một nhà họ Ngụy nho nhỏ lại càng không phải là đối thủ. Cậu Thanh! Bọn họ không xứng để cậu phải đích thân ra tay. Cậu cứ giao cho tòa thành Vương Giả và nhà họ Quan là được. Vương Cường vừa lái xe vừa nói. Dương Thanh khẽ lắc đầu, hôm nay náo loạn đủ rồi, cứ để tôi giải quyết phần còn lại. Nhà họ Ngụy chẳng là cái thá gì với Dương Thanh. Để tránh gặp phải phiền phức không cần thiết, anh sẽ chỉ tới đó một mình. Nghe vậy, Vương Cường thầm kinh hãi. Sau này sẽ có cơ hội cho các người thể hiện, không phải bây giờ. Gã chưa kịp tiếp lời, Dương Thanh đã nói tiếp, có lẽ chuyện các anh tìm tới nhà họ Mạnh hôm nay đã bị người ta để mắt tới. Sau này làm việc nên khiêm tốn một chút, nếu gặp phải rắc rối gì không giải quyết nổi phải lập tức báo cho tôi biết. Vương Cường vội vàng đáp, vâng thưa cậu Thanh. Lái xe từ tỉnh Lỵ tới Giang Hải chỉ mất 40 phút. Sau khi đi vào địa phận Giang Hải, Dương Thanh lập tức đi một mình tới nhà họ Ngụy. Trong nhà họ Ngụy. Người nhà họ Ngụy đã tập trung đông đủ trong phòng họp rộng thênh thang. Ngụy Thành Châu, chủ gia tộc ngồi ở ghế chính. Hiện giờ lão ta đang lạnh lùng nhìn đám người xung quanh, nổi giận quát lớn, một lũ vô dụng, nhà họ Ngụy phái đi nhiều cao thủ như vậy mà vẫn không thể bắt được Dương Thanh, còn để cậu ta trốn thoát. Ngụy Thành Châu tưởng Dương Thanh sợ bị nhà họ Ngụy trả thù nên mới trốn ra khỏi Giang Hải. Tất cả mọi người đều câm như hến, chịu đựng cơn thịnh nộ của lão ta. Trong số họ chỉ có duy nhất một người đang hoảng hốt bất an.
Ngụy Sâm, con đang nghĩ gì vậy? Ông ta đang thấp thỏm lo âu thì bị Ngụy Thành Châu hỏi tới. Ngụy Sâm vội vàng đứng dậy nói, thưa chủ gia tộc, con nghĩ chưa chắc cậu ta đã rời khỏi Giang Hải. Trong nhà họ Ngụy, con cháu của chủ gia tộc đều phải gọi Ngụy Thành Châu là chủ gia tộc trong các lễ tiết, hội họp chính thức. Nghĩa là sao? Ngụy Thành Châu cau mày hỏi. Chủ gia tộc, con từng tiếp xúc với Dương Thanh, hiểu rất rõ cậu ta là loại người gì. Ngụy Sâm trầm giọng nói, theo như con được biết, cậu ta đánh đấm rất giỏi. Nghe nói bên cạnh cậu ta còn có một cao thủ tên là Tiền Bưu, người mạnh nhất của nhà họ Ngụy chúng ta cũng chưa chắc đánh lại được Tiền Bưu. Một người như vậy sao có thể bỏ trốn khỏi Giang Hải được? Con cho rằng chúng ta nên nhờ Hiệp hội Võ thuật phái cao thủ tới trợ giúp. Ngụy Sâm chắc chắn là người đang sợ hãi nhất trong toàn bộ người nhà họ Ngụy. Ông ta đã tận mắt chứng kiến thực lực mạnh mẽ của Dương Thanh, vệ sĩ mạnh nhất của ông ta còn chẳng chịu nổi một đòn của anh. Huống chi anh còn có Tiền Bưu bên cạnh. Lúc trước ông ta phái người đi chặn đánh Dương Thanh lại phát hiện anh muốn tới nhà họ Mạnh ở tỉnh Lỵ. Thử hỏi một người dám chủ động tìm đến nhà họ Mạnh sao có thể sợ nhà họ Ngụy bọn họ được. Ngụy Sâm biết rõ lý do Dương Thanh muốn đến nhà họ Mạnh. Nếu cậu có thể sống sót rời đi, điểm đến tiếp theo của cậu ta sẽ là nhà họ Ngụy. Chú ba, từ bao giờ chú trở nên nhát gan như vậy? Ngụy Sâm vừa dứt lời, một người đàn ông trung niên châm chọc hỏi, đối phó một thằng con rể vô dụng cũng phải nhờ Hiệp hội Võ thuật giúp đỡ sao? Hiệp hội Võ thuật sẽ nhìn nhận gia tộc chúng ta như thế nào? Liệu có nghĩ chúng ta không đủ năng lực tiếp tục hợp tác với bọn họ nữa không? Phải rồi, anh nghe nói chú ba bị người khác đoạt mất spa Hoàng Hà thì phải. Hình như bây giờ vẫn chưa đòi về được. Sắc mặt Ngụy Sâm cực kỳ khó coi. Ông ta lạnh lùng nhìn người vừa nói chuyện, lạnh lùng lên tiếng, anh cả hỏi em nhiều vấn đề cùng một lúc như vậy, em biết trả lời cái nào trước đây? Người đàn ông trung niên vừa chế giễu Ngụy Sâm là con trai cả của Ngụy Thành Châu tên Ngụy Hổ. Ngụy Tường vừa mới chết, đời thứ hai của nhà họ Ngụy chỉ còn lại Ngụy Hổ và Ngụy Sâm. Hai người đang không ngừng tranh đấu để giành quyền lực, gặp phải chuyện này, Ngụy Hổ không ngại dẫm Ngụy Sâm một cái. Anh thấy vấn đề nào cũng rất quan trọng, chú có thể trả lời hết, Ngụy Hổ cười híp mắt nói. Cái gì, spa Hoàng Hà đã bị cướp mất rồi sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Quả nhiên, Ngụy Thành Châu nghe xong lập tức nổi giận gầm lên. Ngụy Sâm vẫn luôn giấu giếm chuyện này, giờ đây không thể giấu nổi nữa, còn bị Ngụy Hổ cố ý nói ra trước mặt mọi người. Đám người nhà họ Ngụy còn lại cũng đồng loạt nhìn Ngụy Sâm chờ đợi lời giải thích. Ngụy Sâm lạnh lùng lườm Ngụy Hổ rồi dè dặt nói với Ngụy Thành Châu, thưa chủ gia tộc, con đang muốn báo chuyện này đây. Thực ra spa Hoàng Hà đã bị Dương Thanh lừa mua lại mất rồi. Con đã phải chịu thiệt rất nhiều bởi cậu ta, cũng biết bên cạnh cậu ta có cao thủ bảo vệ nên mới đề nghị chủ gia tộc xin Hiệp hội Võ thuật trợ giúp. Có lẽ mọi người vẫn chưa hiểu rõ Dương Thanh nhưng chắc hẳn ai cũng nghe thấy cái tên Tiền Bưu rồi chứ. Trước kia ông ta là cao thủ mạnh nhất của nhà họ Dương ở Châu Thành. Nhưng sau này nhà họ Dương đã bị diệt chỉ trong vòng một đêm, Tiền Bưu cũng biến mất. Đến khi ông ta xuất hiện một lần nữa đã đi theo Dương Thanh. Chẳng lẽ mọi người không cảm thấy nhà họ Dương bị hủy diệt rất có khả năng liên quan tới Dương Thanh sao? Ngụy Sâm nói ra toàn bộ suy đoán của mình. Ngụy Hổ vốn đang định châm chọc vài câu, nghe vậy cũng im bặt. Bọn họ đều đã nghe nói tới Tiền Bưu. Ông ta không chỉ là cao thủ mạnh nhất của nhà họ Dương mà còn là cao thủ hàng đầu Châu Thành. Nhờ có Tiền Bưu nhà họ Dương mới có thể từ một gia tộc thấp kém vươn lên thành gia tộc tuyến một của Châu Thành. Chủ gia tộc, những lời con nói đều là sự thật. Nếu không mau chóng xin Hiệp hội Võ thuật giúp đỡ, chỉ sợ nhà họ Ngụy sắp gặp phải phiền phức lớn rồi. Ngụy Sâm lại lên tiếng thuyết phục Ngụy Thành Châu. Một lúc lâu sau, Ngụy Thành Châu mới quyết định, được, vậy thì hãy nhờ Hiệp hội Võ thuật tới chi viện. Vâng thưa chủ gia tộc. Ngụy Sâm mừng rỡ thầm nghĩ, chỉ cần có cao thủ của Hiệp hội Võ thuật giúp đỡ, Dương Thanh không còn đáng ngại nữa. Đương nhiên ông ta vẫn tin rằng Dương Thanh không thể sống sót rời khỏi nhà họ Mạnh. Cùng lúc đó, một chiếc Phantom màu đen đang lao nhanh về phía nhà họ Ngụy. 20 phút sau, Dương Thanh đã tới nơi. Anh đã gặp rất nhiều người nhà họ Ngụy nhưng đây là lần đầu tiên anh tới nơi ở của nhà họ Ngụy. Chủ gia tộc, Ngụy rồi, Dương Thanh tới rồi. Ngụy Thành Châu đang tiếp đón cao thủ của Hiệp hội Võ thuật ở phòng khách thì có người chạy vọt vào.
hoảng sợ hét ầm lên. Sợ cái gì? Ngụy Thành Châu cau mày cả giận nói, có cao thủ của Hiệp hội Võ thuật ở đây, có gì phải sợ? Lúc này người kia mới phát hiện bên cạnh lão ta có một người đàn ông trung niên. Ông Ngưu, chuyện này phải nhờ ông rồi. Ngụy Thành Châu cung kính nói. Trong Hiệp hội Võ thuật, thực lực quan trọng nhất, nắm đấm của ai mạnh người đó có địa vị cao hơn. Ông Ngưu là cao thủ hàng đầu của Hiệp hội Võ thuật, không phải là người nhà họ Ngụy đắc tội nổi. Nhà họ Ngụy đúng là càng ngày càng kém cỏi, một thằng nhóc chưa đến 30 tuổi cũng không giải quyết nổi. Ông Ngưu đứng lên, híp mắt nói, giải quyết cậu ta xong, tôi phải nói lại với chi hội trưởng mới được. Con chó nghe lời. Nói xong, ông Ngưu quay lưng rời khỏi phòng khách. Sắc mặt của Ngụy Thành Châu cực kỳ khó coi. Lão ta mời ông Ngưu đến để đối phó với Tiền Bưu, nào ngờ hôm nay Tiền Bưu không tới, chỉ có một mình Dương Thanh. Trong mắt lão ta, Dương Thanh có mạnh đến đâu cũng không đủ tạo thành uy hiếp. Tiền Bưu mới là người lão ta cảm thấy khó giải quyết. Nhưng lão ta không biết Tiền Bưu đã đi theo Lạc Bân tới Yến Đô từ lâu rồi. Đợi đến khi ông Ngưu ra khỏi biệt thự, Dương Thanh đã tới trước cửa. Sau lưng anh là một đám người nằm la liệt dưới đất. Hiện giờ xung quanh Dương Thanh đều là cao thủ của nhà họ Ngụy nhưng không ai dám lên trước, ai cũng sợ hãi nhìn anh. Thằng nhóc kia, mày chính là Dương Thanh mà Ngụy Thành Châu kể đấy hả? Ông Ngưu híp mắt nhìn anh, đám cao thủ nhà họ Ngụy bị anh đánh bại phía sau đã chứng minh anh không hề tầm thường. Dương Thanh khẽ nhướng mày thầm nghĩ, người có thể gọi thẳng họ tên của Ngụy Thành Châu ở nhà họ Ngụy này là ai? Ông là ai? Dương Thanh hỏi. Tao đang hỏi mày đấy, không nghe hiểu à? Ông Ngưu trợn trừng mắt, không cho phép Dương Thanh chất vấn mình. Tôi đang hỏi ông đấy, không nghe hiểu à? Dương Thanh cười lại lặp lại y nguyên lời của ông ta. Dầm! Anh vừa dứt lời, ông Ngưu nổi giận đạp xuống, miếng đá xanh dưới chân lập tức vỡ tan tành. Thằng danh con, mày muốn chết đúng không? Ông Ngưu sa sầm mặt, toàn thân tỏa ra sát khí mãnh liệt. Cậu ta đúng là không biết sợ. Dám nói với ông Ngưu như vậy, cậu ta làm gì có tư cách khiến ông Ngưu phải ra tay? Đám người nhà họ Ngụy khinh thường nhìn Dương Thanh như đang nhìn một thằng ngu. Ông Ngưu, cậu ta chính là Dương Thanh, một thằng ở rể của gia tộc thấp kém, biết chút võ thuật thôi. Quan trọng là sau lưng cậu ta có một cao thủ tên Tiền Bưu. Ngụy Thành Châu lên tiếng, tuy đây là lần đầu tiên lão ta gặp Dương Thanh nhưng vừa rồi lão ta đã nhìn thấy ảnh chụp của anh trong cuộc họp gia tộc nên có thể dễ dàng nhận ra. Thằng nhóc, nể tình mày còn trẻ chưa trải sự đời, tao không so đo với mày. Từ hôm nay mày hãy làm việc cho tao, tao sẽ không bạc đãi mày đâu. Ông Ngưu đột nhiên nói. Cái gì? Ngụy Thành Châu chết sững người, không dám tin hỏi lại, ông Ngưu, tôi mời ông đến để đối phó cậu ta. Sao ông lại bảo cậu ta đi theo mình? Không chỉ Ngụy Thành Châu, đám người nhà họ Ngụy cũng trợn tròn mắt. Không phải ông Ngưu tới đây để trợ giúp nhà họ Ngụy sao? Ngưu Căn Sinh tôi muốn làm gì, Ngụy Thành Châu ông có tư cách hỏi sao? Ngưu Căn Sinh giận dữ quát Ngụy Thành Châu. Lão ta lập tức hoảng sợ vội gật đầu lia lịa, xin lỗi ông Ngưu, tôi sai rồi. Hừ, Ngưu Căn Sinh lại quay sang nhìn Dương Thanh, tao và nhà họ Ngụy cũng có chút quan hệ. Từ nay trở đi hãy xóa bỏ ân oán giữa các người đi. Dương Thanh chưa kịp lên tiếng, Ngưu Căn Sinh đã nói với Ngụy Thành Châu, tôi quyết định như vậy, nhà họ Ngụy các người không có ý kiến gì chứ? Không, không ạ. Ngụy Thành Châu nào dám có ý kiến, lập tức lắc đầu nguầy nguậy. Trong đám người nhà họ Ngụy có một cô gái xinh đẹp đang nhìn Dương Thanh, cực kỳ không cam lòng. Chết tiệt, không ngờ ông Ngưu lại nhìn chúng anh. Ngụy Minh Nguyệt nghiến răng nghiến lợi thì thầm. Khi biết nhà họ Ngụy muốn mời cao thủ của Hiệp hội Võ thuật tới đối phó Dương Thanh, cô ta vô cùng vui sướng. Vốn tưởng rằng bản thân có thể rửa sạch nhục nhã, nào ngờ Ngưu Căn Sinh lại muốn Dương Thanh làm việc cho ông ta. Nếu Dương Thanh đi theo Ngưu Căn Sinh thì địa vị của anh ta sẽ lên như diều gặp gió, nhà họ Ngụy cũng phải coi anh ta là khách quý. Không chỉ Ngụy Minh Nguyệt, một người khác cũng nghĩ như vậy. Ngụy Sâm cực kỳ lo lắng, ông ta biết rõ mục đích Dương Thanh tìm tới nhà họ Ngụy là gì. Bây giờ Châu Ngọc Thúy đang nằm trong tay ông ta, tuy không ai biết chuyện này nhưng sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ. Ngưu Căn Sinh muốn Dương Thanh đi theo ông ta, nhất định sẽ giúp Dương Thanh tìm kiếm Châu Ngọc Thúy. Đến lúc đó toàn bộ những chuyện ông ta đã làm đều sẽ bại lộ. Ông ta đưa mắt nhìn xung quanh,
thấy mọi người đều đang chú ý tới Dương Thanh liền lén lút lùi về sau định tranh thủ bỏ chạy. Được, cứ vậy đi. Từ hôm nay mày chính là người của tao. Bây giờ tao sẽ dẫn mày tới hiệp hội võ thuật. Ngưu Căn Sinh nghênh ngang nói, không thèm để ý Dương Thanh có đồng ý hay không đã muốn ép anh phải đi theo mình. Một mình Dương Thanh có thể đánh bại nhiều cao thủ nhà họ Ngụy như vậy chứng tỏ thực lực của cậu ta rất mạnh. Quan trọng là cậu ta vẫn còn quá trẻ. Ông là cái thá gì mà đòi tôi đi theo? Dương Thanh cảm thấy thật nực cười, châm chọc nhìn Ngưu Căn Sinh như đang nhìn một thằng ngu. Mọi người đều im bặt. Ai nấy trợn mắt há hốc mồm nhìn Dương Thanh. Ngụy Minh Nguyệt đang buồn bực không cam lòng, nghe vậy lập tức sáng bừng hai mắt, tràn đầy chờ mong. Còn Ngụy Sâm cũng dừng bước, cười lạnh nhìn Dương Thanh. Thằng danh con, mày nói gì cơ? Ngưu Căn Sinh giận dữ hỏi, thậm chí còn tưởng mình nghe lầm. Ông ta là cao thủ hàng đầu của Hiệp hội Võ thuật, chủ các gia tộc ở tỉnh Lỵ cũng phải cung kính với ông ta. Loại gia tộc nhãi nhép như nhà họ Ngụy lại càng không dám ho he gì. Vậy mà một thằng nhóc 26, 27 tuổi lại dám nói với ông ta như vậy. Ông Ngưu, cậu ta mắng ông chẳng là cái thá gì, không xứng để cậu ta đi theo. Ngụy Hổ cười lớn nói, tôi còn tưởng là người nào lợi hại, thì ra chỉ là một thằng danh con không biết trời cao đất dày, đến cả ông Ngưu cũng dám mắng. Ông Ngưu, cậu ta đúng là quá ngông cuồng, nếu Tiền Bưu có mặt thì cậu ta còn có vốn liếng để mạnh miệng. Nhưng hôm nay cậu ta chỉ tới một mình mà vẫn dám mắng ông trước mặt mọi người, chính là tự đâm đầu vào chỗ chết. Ngụy Thành Châu vội nói, ông Ngưu, cậu ta chỉ có một mình, không đáng để ông phải ra tay. Ông cứ nhìn cao thủ nhà họ Ngụy chúng tôi chơi chết cậu ta là được. Mày là người đầu tiên dám nói với tao như vậy. Ngưu Căn Sinh đã hoàn toàn từ bỏ ý định thu nhận Dương Thanh, dữ tợn nói, để cậu ta sống cho tôi. Tôi muốn cậu ta sống không bằng chết. Dứt lời, Ngưu Căn Sinh lạnh lùng quay vào trong biệt thự, không hề lo lắng nhà họ Ngụy không đấu lại được anh. Thằng danh, thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa lại cứ đâm đầu vào. Ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của mày. Ngụy Thành Châu quát lớn, xông lên đánh gãy tay chân cậu ta rồi lôi người vào đây. Lão ta để lại câu này rồi cũng đi vào biệt thự. Dương Thanh, không ngờ anh cũng có ngày hôm nay. Đúng lúc này, một giọng nữ bén nhọn vang lên, hôm nay anh rơi vào tay nhà họ Ngụy chúng tôi. Tôi phải khiến anh sống dở chết dở. Ngụy Minh Nguyệt dữ tợn nói. Lần trước ở cửa nhà đấu giá Mạnh Ký, cô ta muốn Dương Thanh giả làm bạn trai của mình nhưng bị anh cự tuyệt. Từ đó về sau cô ta bắt đầu ghét anh. Nhưng phải đến lúc Dương Thanh bắt cô ta tự vả ngay trước mặt mọi người trong nhà hàng Bắc Viên Xuân, cô ta mới thực sự hận anh. Cuối cùng Dương Thanh cũng rơi vào tay nhà họ Ngụy. Minh Nguyệt, thằng nhóc này còn đắc tội với con nữa à? Ngụy Hổ tức giận hỏi. Bối, anh ta chính là người bắt con tự tát trước mặt mọi người đấy, Ngụy Minh Nguyệt đỏ bừng hai mắt. Hóa ra còn có cả chuyện này. Ngụy Hổ cả giận nói, nhóc con, tao sẽ cho mày biết hậu quả của việc rơi vào tay nhà họ Ngụy bọn tao. Hình như mấy người đang hiểu nhầm gì đó. Dương Thanh lắc đầu nói, không phải tôi rơi vào tay nhà họ Ngụy, mà là nhà họ Ngụy các người rơi vào tay tôi. Ha ha! Ngụy Hổ hung dữ cười nói, buồn cười chết mất. Thằng nhóc này điên thật rồi, nói nhà họ Ngụy rơi vào tay cậu ta ngay tại nhà họ Ngụy. Mày giỏi như vậy sao không tới nhà họ Mạnh làm mưa làm gió đi? Ngụy Sâm, đây chính là người lừa mua spa Hoàng Hà từ tay chú đấy hả? Bị thằng ngu này lừa gạt, xem ra chú còn ngu hơn cậu ta. Ngụy Hổ cười đau cả bụng như đang nghe thấy chuyện buồn cười nhất thế gian. Thằng nhóc, tao ra lệnh cho mày lập tức quỳ xuống dập đầu xin con gái tao tha tội. Nghe lời thì còn có thể tránh được chút đau đớn, nếu không mày cứ chuẩn bị tinh thần bị nhà họ Ngụy tra tấn chết đi sống lại. Ngụy Hổ cười xong mới châm chọc nhìn Dương Thanh. Ông nói gì tôi không nghe rõ. Phiền ông lại gần đây nói lại cho tôi nghe, Dương Thanh híp mắt nói. Sau lưng Ngụy Hổ còn có hai tên vệ sĩ theo sát, ông ta không chút sợ hãi đi tới trước mặt anh, danh con, tao bảo, bốp. Ngụy Hổ còn chưa nói hết câu đã bị Dương Thành vung tay lên tát, cơ thể nặng gần 100 cân của ông ta bị đánh bay ra ngoài. Đồng thời còn rụng mấy chiếc răng kèm máu me be bét. Rầm. Một tiếng động thật lớn vang lên, cơ thể Ngụy Hổ nặng nề đập vào tường biệt thự của Ngụy Thành Châu. Tôi bảo ông tới thì ông tới ngay. Đúng là một con chó biết nghe lời.
Dương Thanh cong môi nở một nụ cười giễu cợt. Nói xong, anh cất bước đi thẳng tới biệt thự của Ngụy Thành Châu. Chiến thần của biên giới phía Bắc. Ngưu Căn Sinh và Ngụy Thành Châu đang ngồi thảnh thơi uống trà trong biệt thự. Đột nhiên rầm một tiếng, cánh cửa đang đóng chặt đổ rạp xuống đất. Có một người cũng ngã theo cánh cửa. Gương mặt của người đó be bét máu. Ngụy Hổ. Ngụy Thành Châu nhanh chóng nhận ra con mình, giật mình đứng bật dậy, kinh hãi thốt lên. Cộp, cộp, cộp. Ngay sau đó một bóng người trẻ tuổi cất bước đi vào. Đám cao thủ nhà họ Ngụy đã sợ choáng váng từ lúc anh ra tay xử lý Ngụy Hổ, không một ai dám chạy lên ngăn cản. Làm sao bọn họ đánh lại được người có thể tát bay Ngụy Hổ nặng gần 100 cân? Ngụy Minh Nguyệt chết sững nhìn Dương Thanh đi lướt qua người mình, chẳng thèm liếc mắt nhìn mình lấy một cái. Dường như trong mắt anh, cô ta chẳng là cái thá gì. Ô ô. Ngụy Hổ được Ngụy Thành Châu đỡ lên, ánh mắt tràn ngập lửa giận, điên cuồng chỉ vào Dương Thanh muốn nói gì đó nhưng không thể nói ra thành tiếng. Dương Thanh, tao muốn mày phải chết. Ngụy Thành Châu thực sự nổi giận rồi. Mặc dù lão ta không nhìn thấy chuyện gì đã xảy ra nhưng vẫn biết Ngụy Hổ bị Dương Thanh đánh. Sắc mặt của Ngưu Căn Sinh trở nên nghiêm trọng. Vừa rồi ông ta trông thấy một mình Dương Thanh đánh bại được nhiều cao thủ nhà họ Ngụy nên mới nảy ra ý nghĩ thu nhận anh làm việc cho mình. Nhưng lúc này ông ta mới phát hiện bản thân đã đánh giá quá thấp chàng trai trẻ này. Bên ngoài toàn là cao thủ nhà họ Ngụy canh giữ, Dương Thanh lại có thể bình yên đi vào biệt thự không chút thương tổn. Điều này chứng tỏ một mình Dương Thanh đủ để đánh thắng cả nhà họ Ngụy. Một người có thể hủy diệt toàn bộ gia tộc đứng đầu Giang Hải, sao có thể là người tầm thường. Thằng nhóc này, mày khiến tao thấy hứng thú hơn rồi đấy. Ngưu Căn Sinh híp mắt nhìn Dương Thanh. Anh cười đáp, vậy thì tôi có thể suy nghĩ nhận ông làm việc cho mình. Ngưu Căn Sinh không những không giận mà còn cười nói, mày đã chọc giận được tao rồi đấy. Bao nhiêu năm nay không một ai dám to gan lớn mật như vậy trước mặt tao. Mày là người đầu tiên. Dứt lời, ông ta đặt chén trà sứ màu trắng xuống mặt bàn, chậm rãi bước tới chỗ Dương Thanh. Toàn thân ông ta đột nhiên tỏa ra sát khí mãnh liệt. Ngụy Thành Châu nghiến răng nghiến lợi, chỉ cần ông Ngưu có thể giết được cậu ta, tôi sẽ đồng ý điều kiện của ông. Ông chủ Ngụy yên tâm, nếu tôi đã lấy đồ của ông, đương nhiên tôi sẽ không tha cho thằng nhóc này. Ngưu Căn Sinh bình tĩnh nói. Ánh mắt Dương Thanh dần trở nên nghiêm túc. Anh có thể cảm nhận được sát ý cuồn cuộn từ trên người Ngưu Căn Sinh. Những năm gần đây, anh tung hoành trên sa trường, loại cao thủ gì cũng từng gặp. Loại cao thủ giống Ngưu Căn Sinh, không có 100 cũng phải 80 người. Điều khiến anh ngạc nhiên không phải vì khí thế của Ngưu Căn Sinh mà là thế lực của Hiệp hội Võ Thuật. Cao thủ do một chi hội cấp tỉnh phái tới đã mạnh như vậy, chi hội trưởng sẽ phải mạnh tới mức nào? Còn cả tổng hội của Hiệp hội Võ Thuật. Hội trưởng đứng đầu tất cả sẽ mạnh như thế nào? Nếu Hiệp hội Võ Thuật là tổ chức chính nghĩa, có lẽ anh sẽ không quan tâm, nhưng bọn họ lại là kẻ xấu. Lúc trước anh vẫn luôn nghi ngờ phe cung cấp phụ nữ cho nhà họ Ngụy là một thế lực cực kỳ to lớn. Giờ đây, anh đã có thể xác định đó chính là Hiệp hội Võ Thuật. Bọn họ cung cấp phụ nữ cho rất nhiều gia tộc giống như nhà họ Ngụy. Vèo. Đúng lúc này, Ngưu Căn Sinh khẽ động đậy, thoáng chốc phóng tới trước mặt Dương Thanh. Một luồng ánh sáng lạnh lẽo chợt hiện ra chém thẳng tới cổ Dương Thanh. Anh nhíu mày đạp mạnh một cái rồi biến mất, một con dao thoát ẩn thoát hiện sượt qua đầu anh rơi xuống. Nếu Dương Thanh phản ứng chậm một giây, có lẽ đã bị chặt phăng đầu. Ồ! Thấy Dương Thanh dễ dàng né tránh đòn hiểm của mình, Ngưu Căn Sinh nghi hoặc. Ông đã muốn chết tới vậy, tôi sẽ giúp ông. Giọng nói của Dương Thanh tràn đầy sát khí. Anh chưa từng có khái niệm nương tay với người muốn lấy mạng mình. Ngay lập tức toàn thân Dương Thanh tỏa ra sát khí bừng bừng. Ngưu Căn Sinh có cảm giác như đang bị một con dã thú hung dữ rình rập, không thể trốn thoát. Không ổn, phải rút. Sau khi biết thực lực của Dương Thanh vô cùng mạnh mẽ, Ngưu Căn Sinh lập tức xanh mặt lùi lại chạy như bay. Ông rút nổi không? Ngưu Căn Sinh vừa lùi được vài bước, bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói u ám vang lên sau lưng. Giờ phút này, lông tơ trên người ông ta đều dựng đứng lên. Ông ta không kịp phát hiện Dương Thanh vốn đang đứng trước mặt mình đã xuất hiện ở sau lưng ông ta từ lúc nào. Ông ta không có thời gian suy nghĩ nhiều, chỉ có thể nắm chặt con dao đâm vào phía sau. Bốp! Dương Thanh nắm chặt cổ tay Ngưu Căn Sinh,
sức lực mạnh mẽ khiến ông ta không thể phản kháng lại. Rốt cuộc mày là ai? Toàn bộ Chiêu Châu không thể nào có cao thủ trẻ tuổi như mày được. Ngưu Căn Sinh kinh hãi hét lên. Dương Thanh không thèm trả lời, nắm chặt bàn tay còn lại đấm thẳng vào ngực ông ta. Rầm. Một tiếng động lớn vang lên, Ngưu Căn Sinh như con diều đứt dây bị đánh bay. Quỳnh. Ngay sau đó, ông ta ngã nhào trên mặt đất, trên lồng ngực nơi Dương Thanh vừa đấm đã bị lõm vào. Phụt. Ngưu Căn Sinh không chịu được, phun ra một ngụm máu, sức sống toàn thân nhanh chóng lụi tàn. Rốt cuộc cậu là ai? Ngưu Căn Sinh không cam tâm gặng hỏi, trong lòng cực kỳ hối hận. Một đấm vừa rồi của Dương Thanh đã phá hủy nội tạng của ông ta, không thể cứu chữa. Toàn bộ Chiêu Châu có rất ít cao thủ trẻ tuổi có thực lực mạnh mẽ như cậu. Chắc chắn cậu không phải là kẻ vô danh, Ngưu Căn Sinh cắn răng nói. Bỗng nhiên ông ta trợn trừng hai mắt, lắp bắp thều thào, tôi biết rồi, cậu đến từ biên giới phía Bắc, phụt. Ngưu Căn Sinh chưa kịp nói hết câu. Một tia sáng lóe lên cắt đứt cổ họng ông ta. Ông ta không thể nói ra một chữ nào nữa, trừng mắt nhìn anh. Chẳng mấy chốc, vết thương trên cổ Ngưu Căn Sinh không ngừng trào ra máu tươi. Từ lúc Ngưu Căn Sinh chủ động tấn công Dương Thanh cho đến lúc bị anh đoạt mạng chỉ diễn ra trong vòng một nốt nhạc. Ngụy Thành Châu tận mắt chứng kiến hết thảy, sợ ngây người ngồi bệt xuống đất, hoang mang nói, không thể nào. Ông Ngưu là chi hội phó. Người mạnh nhất sau chi hội trưởng của chi hội hiệp hội võ thuật ở tỉnh Giang Bòn. Sao ông ta lại chết được? Lúc này, nét mặt của Dương Thanh cực kỳ nghiêm trọng. Anh biết vừa rồi Ngưu Căn Sinh định nói gì trước khi chết. Lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng đương nhiên đây cũng chỉ là suy đoán của riêng anh. Cho dù hiệp hội võ thuật có thể đoán được anh liên quan tới biên giới phía Bắc nhưng chắc chắn không thể biết được anh chính là tướng quân của nơi này. Chiêu Châu có tổng cộng 4 vùng biên giới Đông, Tây, Nam, Bắc. Mỗi một vùng đều có một tướng quân, nhưng thân phận của những người này đều được bảo mật vô cùng kỹ càng. Lúc này, vẻ mặt Ngụy Thành Châu ngập tràn sợ hãi. Không chỉ sợ vì thực lực mạnh mẽ của Dương Thanh mà còn sợ vì cái chết bất ngờ của Ngưu Căn Sinh. Cậu dám giết ông Ngưu sao? Cậu biết ông ta là ai không? Hiệp hội võ thuật nhất định sẽ không tha cho cậu. Ngụy Thành Châu giận dữ quát ầm lên. Dương Thanh cau mày, lạnh lùng nói, dù hiệp hội võ thuật không tha cho tôi, chẳng lẽ họ sẽ tha cho nhà họ Ngụy các người sao? Chỉ có Ngụy Thành Châu và Ngụy Hổ tận mắt nhìn thấy anh giết Ngưu Căn Sinh. Đám vệ sĩ của nhà họ Ngụy đều đang chờ ở bên ngoài, không ai dám bước vào biệt thự nửa bước. Bọn họ cho rằng Dương Thanh dám chạy vào trong thì chắc chắn sẽ phải chết. Vậy nên chỉ cần có thể bịt miệng Ngụy Thành Châu và Ngụy Hổ thì có thể giấu được chuyện Ngưu Căn Sinh bị Dương Thanh lấy mạng. Nhưng nếu anh giết cả hai người họ thì kiểu gì hiệp hội võ thuật cũng sẽ điều tra ra anh. Dương Thanh không sợ hiệp hội võ thuật nhưng lại không muốn bị bọn họ phát hiện ra mình có quan hệ với biên giới phía Bắc. Kể cả hiệp hội võ thuật truy cứu trách nhiệm của chúng tôi thì cậu cũng không trốn thoát được đâu, Ngụy Thành Châu cố gắng giả vờ trấn tĩnh. Dương Thanh lạnh lùng nói, ông cũng thấy tôi có thể giết chết ông ta dễ như trở bàn tay. Cho dù là chi hội trưởng mạnh nhất chi hội tỉnh Giang Bình thì có thể làm gì được tôi. Tôi cứ giết là được chứ có gì khó đâu. Lời nói bá đạo của anh khiến Ngụy Thành Châu run bần bật. Nghĩ tới cảnh tượng vừa xảy ra, lão ta vẫn chưa hết hoảng sợ. Đúng như lời Dương Thanh đã nói. Cao thủ số 2 của chi hội tỉnh Giang Bình cũng không chịu nổi một đòn của anh thì chi hội trưởng có thể làm được gì. Ngụy Thành Châu hốt hoảng không biết phải làm gì, lần đầu tiên gặp phải vấn đề nan giải như vậy. Ngụy Hổ vừa mới bị Dương Thanh tát một cái cũng rét run vì sợ hãi. Dương Thanh quan sát được sự thay đổi trên khuôn mặt của hai bố con họ. Anh bình tĩnh đi tới trước mặt Ngụy Thành Châu rồi chợt dừng bước, lạnh giọng nói, tôi và nhà họ Ngụy vốn không thù không oán. Con trai ông bắt mẹ vợ của tôi đi nên tôi mới phải tự tìm tới cửa. Nghe vậy, Ngụy Thành Châu vô cùng kinh ngạc, cậu nói cái gì? Con trai tôi bắt mẹ vợ của cậu, sao tôi không biết chuyện này? Thấy dáng vẻ ngạc nhiên của lão ta không giống giả vờ, Dương Thanh nhướng mày, híp mắt nói, con trai ông Ngụy Tường bắt mẹ vợ của tôi đi, còn uy hiếp bà ta lên sóng Livestream chửi bới bôi nhỏ tôi, khiến cho giá thị trường của doanh nghiệp tôi sở hữu bị sụt giảm nghiêm trọng, tổn thất nặng nề. Vậy mà ông không biết gì sao? Cậu đang nói tới đoạn clip Livestream chiếm sóng toàn bộ các trang tin tức chỉ trong một buổi sáng kia à?
Ngụy Thành Châu vội hỏi. Lão ta có thói quen xem tin tức nên biết rõ chuyện Châu Ngọc Thúy lên Livestream. Nhưng lão ta không hề hay biết bà ta chính là mẹ vợ của Dương Thanh. Xem ra ông chủ Ngụy cũng biết chuyện này, Dương Thanh lạnh lùng nói. Cậu Thanh, đúng là tôi đã xem đoạn clip kia nhưng tôi không biết người đàn bà đó là mẹ vợ của cậu. Tôi cũng không biết chuyện này liên quan tới nhà họ Ngụy chúng tôi. Tôi nói thật đó, tôi thề nếu dám giấu giếm một chữ, tôi sẽ không được chết tử tế. Ngụy Thành Châu bối rối nói, thậm chí còn cung kính gọi anh là cậu Thanh. Có thể thấy lão ta đã bị Dương Thanh dọa sợ chết khiếp. Một người trẻ tuổi có thể giết chết Ngưu Can Sinh như giết con sâu cái kiến, nếu muốn diệt nhà họ Ngụy thì chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Bây giờ dù con trai mình bị Dương Thanh giết chết, lão ta cũng không dám có ý định trả thù. Lão ta có thể dẫn dắt nhà họ Ngụy phát triển được như ngày hôm nay, đương nhiên không phải kẻ ngu dốt. Ông thực sự không biết sao, Dương Thanh hỏi lại. Cậu Thanh, tôi thực sự không biết gì hết, Ngụy Thành Châu sợ phát khóc. Dương Thanh không nói năng gì. Mấy chục giây sau anh đột nhiên lên tiếng, thôi được rồi, tôi cũng không làm khó ông nữa. Thế nhưng oan có đầu nợ có chủ, Ngụy Tường bắt mẹ vợ tôi thì tôi chỉ có thể đưa hắn đi. Còn về tổn thất của tập đoàn Nhạn Thanh, có lẽ con ông cũng không bồi thường nổi, để nhà họ Ngụy các người chịu trách nhiệm đi. Ngoài ra, các ông cũng phải làm sáng tỏ video trực tiếp kia. Những chuyện này không có vấn đề gì chứ? Dương Thanh bình tĩnh hỏi. Sắc mặt Ngụy Thành Châu cực kỳ khó coi. Đến tận bây giờ lão ta mới giật mình nhận ra điều gì đó. Ông không chịu hả? Thấy Ngụy Thành Châu không nói lời nào, Dương Thanh nhíu mày hỏi. Không, không. Ngụy Thành Châu vội vàng lắc đầu, nghiêm túc nói, cậu nói chuyện bồi thường tổn thất và ra mặt làm sáng tỏ đều không thành vấn đề. Nhưng nếu muốn dẫn Ngụy Tường đi chỉ e là không thể. Xem ra ông là loại người rượu mời không uống, thích uống rượu phạt. Đã vậy nhà họ Ngụy cũng không cần tồn tại nữa, Dương Thanh lạnh giọng nói. Anh không hề đòi hỏi quá đáng, sau khi biết Ngụy Thành Châu không biết chuyện Ngụy Tường bắt Châu Ngọc Thúy đi, anh chỉ yêu cầu trừng phạt một mình Ngụy Tường. Vậy mà Ngụy Thành Châu lại không chịu giao người. Ấy chết, cậu Thanh đừng hiểu lầm. Không phải tôi không muốn giao người mà là Ngụy Tường chết rồi. Ngụy Thành Châu vội vàng giải thích, trong mắt chất chứa sự tức giận xen lẫn đau lòng. Trước đó lão ta không hề nghi ngờ tin tức Dương Thanh giết hại Ngụy Tường bởi vì người báo tin là thân tín lão ta sắp xếp cho đi theo Ngụy Tường. Nhưng bây giờ Dương Thanh lại đòi lão ta giao Ngụy Tường ra, chứng tỏ hung thủ hại chết Ngụy Tường là người khác. Lão ta không hoài nghi Dương Thanh lừa gạt mình, đến cả chi hội phó của chi hội hiệp hội võ thuật tỉnh Giang Bình. Dương Thanh còn dám giết thì tính mạng của Ngụy Tường chẳng là cái thá gì. Dương Thanh sững sờ hỏi, chết rồi sao? Đúng là anh đã đi tìm Ngụy Tường, cũng đánh gã một trận nhưng khi nghe gã nói Châu Ngọc Thúy bị Mạnh Huy cướp đi, anh liền lập tức rời đi. Thế mà giờ đây Ngụy Tường đã chết rồi. Dương Thanh nhanh chóng hiểu rõ mọi chuyện, híp mắt nhìn Ngụy Thành Châu, xem ra nội bộ nhà họ Ngụy cũng không yên ổn. Anh không chỉ đoán được chuyện gì đã xảy ra mà còn có thể xác định ai là người giết Ngụy Tường. Gương mặt già nua của Ngụy Thành Châu đỏ bừng lên, cắn răng nói, cậu Thanh yên tâm, tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng chuyện này. Dứt lời, lão ta hét lên, người đâu? Thoáng chốc, hai tên vệ sĩ vội vàng chạy vọt vào. Trông thấy xác chết trên mặt đất, cả hai đều sợ tái mặt. Ngưu Can Sinh là chi hội phó của một chi hội trực thuộc Hiệp hội Võ thuật. Cả thực lực và địa vị đều cực cao, sao lại có thể chết được? Xử lý cái xác này cho cẩn thận, không được phép để lộ ra ngoài. Đồng thời, Ngụy Thành Châu nhìn Dương Thanh rồi nói tiếp, bảo Ngụy Sâm tới gặp tôi. Vâng thưa ông chủ. Hai tên vệ sĩ không dám hé răng nửa lời, lập tức lôi thi thể của Ngưu Can Sinh đi ra cửa sau. Ngụy Thành Châu nhìn sang Dương Thanh hỏi, không biết tôi xử lý như vậy đã khiến cậu hài lòng chưa? Dương Thanh híp mắt nói, ý của ông chủ Ngụy là gì? Hôm nay ông Ngưu tới nhà họ Ngụy chúng tôi hợp tác, sau khi rời đi thì mất tích. Ngụy Thành Châu mỉm cười nói tiếp, còn cậu Thanh chưa từng tới đây. Dương Thanh kinh ngạc nhìn bộ dạng giảo hoạt của Ngụy Thành Châu, thầm nghĩ lão già này có thể duy trì quan hệ với cả nhà họ Mạnh và Hiệp hội Võ thuật đúng là không hề đơn giản, lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng. Ngụy Thành Châu rất thông minh. Lão ta cược Dương Thanh không muốn trở mặt với Hiệp hội Võ thuật nên mới cho người hủy thi thể xóa dấu vết ngay trước mặt anh, không chỉ giúp nhà họ Ngụy mà còn giúp cả Dương Thanh. Đúng lúc này,
một người hoảng hốt chạy vào báo tin, ông chủ, không thấy Ngụy Sâm đâu cả. Chuyện cũ của nhà họ Ngụy không thấy. Ngụy Thành Châu kinh ngạc, cả giận nói, gọi tất cả mọi người trong gia tộc đi tìm cho tôi. Lúc này lão ta cực kỳ giận dữ, Ngụy Sâm bỏ trốn chứng tỏ ông ta đang chột dạ. Đến tận lúc này lão ta mới hiểu được lý do khiến Ngụy Sâm kiên trì đề nghị xin hiệp hội võ thuật giúp đỡ khi nghe tin Ngụy Tường bị sát hại. Bởi vì ông ta biết rất rõ thực lực của Dương Thanh. Chỉ khi mời được cao thủ của hiệp hội võ thuật tới giết chết Dương Thanh thì chuyện ông ta làm mới không bị phát hiện. Sắc mặt Dương Thanh dần trở nên lạnh lẽo, lần đầu tiên gặp Ngụy Sâm ở Spa Hoàng Hà anh đã cảm thấy người này không đơn giản. Nào ngờ ông ta dám lừa gạt cả anh. Xin cậu Thanh cứ yên tâm, vừa nãy thằng Sâm vẫn còn ở nhà họ Ngụy, nó không trốn thoát được đâu. Ngụy Thành Châu sợ Dương Thanh dẫn lây sang cả nhà họ Ngụy, vội vàng đảm bảo. Dương Thanh lạnh lùng nhìn lão ta, tôi chỉ cho ông 20 phút, nếu vẫn không tìm thấy ông ta thì đừng trách tôi không khách sáo. Vừa nãy ở bên ngoài Dương Thanh vẫn nhìn thấy Ngụy Sâm. Từ lúc đó đến giờ mới chỉ khoảng 10 phút, bắt nhà họ Ngụy tìm được Ngụy Sâm trong vòng 20 phút cũng không phải nhiệm vụ quá khó. Được, trong vòng 20 phút, chắc chắn tôi sẽ cho cậu thấy kết quả, Ngụy Thành Châu cắn răng nói. Hiện giờ Ngụy Thành Châu đang nổi giận đùng đùng. Lão ta có 3 đứa con trai, cũng biết 3 người họ vẫn luôn âm thầm tranh đấu nhưng chưa từng đứng ra ngăn cản. Bởi vì lão ta muốn bọn họ trưởng thành hơn, xuất sắc hơn sau những lần cạnh tranh. Nhưng lão ta chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày sự cạnh tranh giữa các anh em lại biến thành án mạng. Mặc dù lão ta chưa tìm thấy Ngụy Sâm nhưng có thể chắc chắn ông ta chính là người gây ra cái chết của Ngụy Tường. Từng giây từng phút trôi qua, Ngụy Thành Châu sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng. Đi qua đi lại trong phòng, thỉnh thoảng lại nhìn lên đồng hồ. 5 phút, 10 phút, 15 phút. Chẳng mấy chốc 15 phút đã trôi qua nhưng vẫn chưa có tin tức gì của Ngụy Sâm. Ngụy Thành Châu dè dặt nhìn Dương Thanh, thấy anh vẫn bình thản ngồi trên sofa, không hề nóng nảy gấp gáp. Đến khi 20 phút sắp hết, cuối cùng cũng có tin tức truyền tới. Vệ sĩ của Ngụy Thành Châu chạy vào báo cáo, ông chủ đã tìm thấy Ngụy Sâm nhưng ông ta có con tin. Đòi cậu Thanh phải tự mình tới gặp. Nó chê mình sống quá lâu rồi à? Cậu Thanh có thân phận như thế nào, đâu phải người nói muốn gặp là gặp được. Ngụy Thành Châu thở phào một hơi rồi quát lớn. Dương Thanh chậm rãi đứng dậy, ông ta đã muốn gặp thì tôi sẽ đi gặp một lần. Vệ sĩ nhanh chóng dẫn hai người đi tới một ngôi biệt thự. Ngụy Sâm đang cầm dao dí vào cổ một người phụ nữ. Bà ta chính là Châu Ngọc Thúy. Hiện giờ... Bà ta đang cực kỳ hoảng sợ, trông thấy Dương Thanh xuất hiện, bà ta khóc lóc kêu gào, Dương Thanh, cứu mẹ với. Ngụy Sâm, con đang làm gì vậy? Mau thả người ra, Ngụy Thành Châu giận dữ hét. Giây phút nhìn thấy Châu Ngọc Thúy vẫn còn sống, rốt cuộc Dương Thanh cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Từ biệt thự của Ngụy Tường tới nhà họ Mạnh ở tỉnh Lỵ, sau đó lại chạy tới nhà họ Ngụy, sau cùng là ngôi biệt thự này, rốt cuộc cũng tìm được Châu Ngọc Thúy rồi. Ngụy Sâm, thả bà ta ra, tôi đảm bảo ông sẽ không chết. Dương Thanh lạnh lùng nói. Đương nhiên anh biết tại sao Ngụy Sâm lại chỉ đích danh mình tới. Nhất định là ông ta giết chết Ngụy Tường rồi cướp Châu Ngọc Thúy đi, bây giờ bị bại lộ, tự biết không thể trốn thoát, cũng biết nhà họ Ngụy sẽ không tha cho mình. Chỉ Dương Thanh mới có thể cứu được ông ta nên mới đòi gặp anh bằng được. Dương Thanh, bà ta bị Ngụy Tường bắt đi, không hề liên quan tới tôi. Chỉ khi Ngụy Tường chết tôi mới dẫn bà ta tới đây. Lúc này Ngụy Sâm vô cùng hoảng loạn. Đầu tiên ông ta thành thật giải thích với Dương Thanh. Anh gật đầu đáp, tôi biết, thế nên giữa chúng ta cũng không có thù oán sâu nặng gì. Chỉ cần ông chịu thả bà ta ra, tôi hứa nhà họ Ngụy sẽ không động tới ông. Ngụy Thành Châu cũng vội vàng lên tiếng, cậu Thanh nói đúng đấy. Chỉ cần con thả người ra, bố sẽ không tính sổ chuyện Ngụy Tường chết. Sau này con vẫn sẽ là con trai của bố. Con trai. Cảm xúc của Ngụy Sâm chợt bị kích thích, đỏ mắt gào lên, Ngụy Thành Châu, trong lòng ông đã từng có đứa con trai này chưa? Trong mắt ông, cả tôi, Ngụy Tường và Ngụy Hổ đều là những quân cờ tùy ông bày bố. Tất cả mọi chuyện đều do ông mà ra. Ngụy Thành Châu cau mày, cố nén tức giận, con có thành kiến với bố cũng là chuyện riêng của bố con chúng ta. Con cứ thả người ra trước đã. Nếu không đừng trách bố không nương tay. Đến cả chết tôi cũng không sợ, ông nghĩ tôi sợ ông sao?
Ngụy Sâm giận dữ giống lên, từ nhỏ ông đã dạy chúng tôi, muốn có được quyền lực trong nhà họ Ngụy thì phải tự mình tranh đoạt. Ông không ngăn cản anh em chúng tôi tranh giành nhau thì thôi, lại còn cổ vũ khuyến khích. Có người bố nào như ông không? Thế nên tôi mới nói toàn bộ mọi chuyện đều do ông mà ra. Nếu không phải vì ông dạy chúng tôi thành những kẻ máu lạnh, sao có thể xảy ra những chuyện này? Ngụy Sâm cực kỳ kích động, cả người không ngừng run rẩy. Bố làm vậy cũng chỉ vì muốn các con trở nên xuất sắc hơn, vậy thì mới có thể khiến nhà họ Ngụy phát triển hơn nữa. Chẳng lẽ bố làm vậy là sai sao? Ngụy Thành Châu đau lòng nói. Dù lão ta tâm địa độc ác nhưng khi bị con ruột oán hận như vậy, lão ta vẫn cảm thấy rất đau lòng. Sai, cực kỳ sai. Ngụy Sâm giận dữ nói, từ nhỏ tôi đã bị người ta bắt nạt. Ngụy Hổ và Ngụy Tường mắng tôi là đồ con hoang, đến cả giúp việc cũng nói xấu sau lưng tôi. Ban đầu tôi tưởng rằng chỉ cần không tranh giành với bọn họ sẽ tha cho tôi. Nhưng sau này tôi mới nhận ra mình đã quá ngây thơ. Dù tôi không muốn tranh nhưng họ vẫn nghĩ tôi cản đường bọn họ, nghĩ trăm phương nghìn kế diệt trừ tôi. Ông còn nhớ năm tôi 10 tuổi bị nước sông cuốn trôi không? Khi đó tôi không hề trượt chân rơi xuống sông và là bị Ngụy Hổ và Ngụy Tường tàn nhẫn đẩy xuống. Sau này tôi trốn ở ngoài cửa phòng làm việc nghe ông dạy dỗ Ngụy Hổ và Ngụy Tường, tôi mới hiểu thì ra ông biết hết thảy mọi việc. Cho dù tôi suýt nữa bị hại chết, ông cũng chỉ mắng bọn họ vài câu cho qua. Vậy nên tôi bắt đầu thay đổi, cái gì cũng muốn tranh giành. Ông bắt đầu yêu quý tôi, thiên vị tôi, nhưng ông có biết không, tôi vốn không phải loại người như vậy. Vẻ mặt của Ngụy Thành Châu cực kỳ đau đớn, dường như lão ta đã nhận ra sai lầm của mình. Chuyện gì đã qua thì cứ để nó qua đi. Sau này con vẫn là con trai của bố, lão ta đỏ mắt nói. Có thể qua được sao? Ngụy Sâm hung dữ nói, những gì tôi vừa nói hoàn toàn không đủ để tôi căm hận ông tới mức này. Nguyên nhân chính là vì ông đã giết chết mẹ tôi. Ngụy Sâm gằn giọng nói ra từng chữ. Ngụy Thành Châu kinh ngạc tột độ, toàn thân run rẩy, con đã biết rồi sao? Lúc ông giết bà ấy, tôi đang trốn dưới gầm giường. Ngụy Sâm nhắm chặt hai mắt, gương mặt đau khổ như không muốn nhớ lại ký ức kinh hoàng ấy. Chỉ vì mẹ tôi không chịu về nhà họ Ngụy với ông liền hại chết bà ấy. Sao ông lại có thể tàn nhẫn như vậy? Giết người phụ nữ đã sinh con cho ông, khiến một đứa trẻ chỉ mới 5 tuổi đã mất mẹ. Hai mắt Ngụy Sâm đỏ ngầu, tức giận rít gào, hôm nay chính là ngày ông phải trả lại hết thảy. Con muốn giết bố sao? Ngụy Thành Châu hoảng sợ không dám tin. Ngụy Sâm không thèm đáp lại lão ta, quay sang nhìn Dương Thanh nói, không phải cậu muốn cứu bà ta sao? Chỉ cần cậu giết Ngụy Thành Châu, tôi lập tức thả bà ta. Chỗ đáng trách, chẳng ai ngờ được Ngụy Sâm lại bảo Dương Thanh đi giết Ngụy Thành Châu. Ngay cả bản thân Dương Thanh cũng thấy vô cùng bất ngờ. Lúc này, trong lòng Ngụy Thành Châu sợ hãi nhưng vẫn ra vẻ tức giận, thằng khốn. Bất kể thế nào thì tao cũng là bố mày, mày lại muốn giết tao à? Chính bởi vì ông là bố tôi, cho nên tôi không thể tự mình ra tay với ông được. Ngụy Sâm đột nhiên vô cùng bình tĩnh nói. Dương Thanh, cậu tuyệt đối đừng nghe nó. Việc tìm cao thủ ở Hiệp hội Võ thuật tới giúp là do nó đề xuất đấy. Bây giờ nó một lòng muốn chết, cho dù cậu có giết tôi, nó cũng sẽ không bỏ qua cho mẹ vợ cậu đâu. Cậu nên suy nghĩ kỹ lại. Ngụy Thành Châu sợ thật rồi. Lúc này, hai vệ sĩ phía sau lão ta đều cảnh giác nhìn Dương Thanh. Nhưng bọn họ đều hiểu, nếu Dương Thanh muốn giết Ngụy Thành Châu thì không ai có thể ngăn cản được. À, đừng giết tôi, đừng giết tôi. Đúng lúc này, Châu Ngọc Thúy đau đến mức kêu lên thất thanh, Dương Thanh, mau cứu tôi với. Lúc này, Ngụy Sâm đang dí con dao găm lên cổ Châu Ngọc Thúy đột nhiên rạch nhẹ một cái, máu lập tức tuôn ra. Ngụy Sâm chỉ muốn chết nên không sợ Dương Thanh, thờ ơ nhìn anh nói, so với ân oán giữa chúng ta thì Ngụy Thành Châu thật sự không đáng để nhắc tới. Chỉ cần cậu giết Ngụy Thành Châu, tôi tuyệt đối không làm hại người phụ nữ này. Ngụy Sâm, ông nên suy nghĩ cho kỹ đi. Nếu bây giờ ông buông tay thì còn có đường sống, Dương Thanh hờ hững nói. Dương Thanh không phải không muốn tay với Ngụy Thành Châu, nhưng một khi lão ta chết, e rằng Hiệp hội Võ thuật sẽ là một rắc rối rất lớn. Ít nhất trước mắt, Dương Thanh không muốn xảy ra xung đột quá lớn với Hiệp hội Võ thuật. Ngụy Thành Châu cũng vội nói, Ngụy Sâm, bố hứa với con, chỉ cần bây giờ con thả người,
Sau này con chính là chủ gia tộc, mọi chuyện trong nhà họ Ngụy đều do con quyết định hết. Xem ra, các người vẫn khinh thường quyết tâm của tôi. Ngụy Sâm lắc đầu và ấn mạnh con dao găm trong tay xuống. Trên cổ của Châu Ngọc Thúy lại bị rạch một đường. À, đau chết mất, Dương Thanh, mau cứu tôi với. Lẽ nào cậu thật sự muốn nhìn thấy tôi bị cậu ta giết chết à? Nếu tôi chết rồi, cậu làm sao ăn nói được với Thanh Tâm và Y Y? Lão kia đã già khú đế rồi, chết cũng chẳng sao. Nhưng tôi còn trẻ, cậu đừng do dự nữa, mau giết lão ta đi. Châu Ngọc Thúy hoảng sợ, khóc la om sòm. Ngụy Thành Châu nghe những gì bà ta nói thì cơ mặt giật giật. Nhưng có Dương Thanh ở đây, lão ta cũng không dám nói lời nào. Ngụy Sâm, tôi sẽ cho ông một cơ hội cuối cùng. Thả bà ta ra, tôi sẽ bảo vệ tính mạng của ông, Dương Thanh sắp chẳng còn kiên nhẫn nữa. Trong lúc nói chuyện, hai ngón trỏ và ngón giữa của anh đã kẹp vài chiếc lá. Chỉ cần Ngụy Sâm dám giết Châu Ngọc Thúy, Dương Thanh bảo đảm ông ta sẽ phải chết trước. Anh rất thông cảm với những gì Ngụy Sâm đã gặp phải, nhưng đối phương nhiều lần uy hiếp làm Dương Thanh muốn giết ông ta. Con trai, con đừng kích động. Bố đã mất đi một đứa con trai, không muốn mất đi bất kỳ đứa nào nữa. Chỉ cần con chấp nhận thả tay ra, bố bảo đảm sau này chắc chắn sẽ giao nhà họ Ngụy cho con. Bố sai rồi, sai thật rồi. Ngụy Thành Châu đột nhiên đau khổ, bịch một tiếng, lão ta quỳ xuống trước mặt mọi người. Đôi mắt đỏ hoe nhìn Ngụy Sâm nói, con trai, con biết cả đời bố chưa bao giờ cầu xin ai, cũng chưa từng quỳ trước mặt bất kỳ người nào. Nhưng hôm nay, bố quỳ ở trước mặt con, cầu xin con. Ngụy Sâm lại thờ ơ trước lời cầu xin của Ngụy Thành Châu, trong mắt ông ta chỉ có sự căm hận. Ngụy Thành Châu, ông không cần phải giả vờ trước mặt tôi. Tôi hiểu rõ ông là người thế nào hơn bất kỳ ai khác. Ông tưởng nhỏ vài giọt nước mắt cá sấu là tôi sẽ thật sự tin ông sao? Nếu tôi thật sự thả tay ra, e rằng vừa quay về nhà họ Ngụy đã bị ông sai người giết chết rồi. Đâu phải ông chưa từng giết người thân. Năm xưa, chẳng phải ông cũng đã tự tay kết liễu ông nội, ông mới có thể lên làm chủ gia tộc đó sao? Ngụy Sâm biết rõ một vài chuyện bí mật của Ngụy Thành Châu như lòng bàn tay. Con trai, bố cũng đã quỳ ở trước mặt con rồi. Lẽ nào con vẫn không chịu tha thứ cho bố sao, Ngụy Thành Châu cầu xin. Ngụy Sâm lắc đầu, bình tĩnh nói, nếu Dương Thanh không muốn giết ông, vậy tôi cho ông được tự lựa chọn. Một là ông chết, hai là người đàn bà này chết. Nếu ông không chết thì tôi sẽ giết người đàn bà này, đến lúc đó kết quả cũng vậy thôi. Tôi nghĩ, tuy tôi là kẻ giết người nhưng dù sao chuyện này cũng do nhà họ Ngụy gây ra, chắc Dương Thanh sẽ không tha cho ông đâu nhỉ. Được rồi. Những gì cần nói tôi đã nói xong. Trong vòng một phút, nếu ông không chết thì tôi sẽ giết người đàn bà này. Lúc này, Ngụy Sâm rất bình tĩnh đến mức khiến người ta thấy sợ. Con người, khi hoàn toàn không màng tới sống chết nữa mới có thái độ như thế này. Ngụy Sâm, nói vậy là con tính không bao giờ tha thứ cho bố sao? Ngụy Thành Châu đột nhiên đứng lên, lão ta nhìn ra được. Cho dù mình có nói tới rách miệng thì Ngụy Sâm cũng sẽ không đổi thay đổi ý định. Còn 40 giây, Ngụy Sâm không trả lời mà thông báo thời gian lần thứ nhất. Dương Thanh híp mắt lại, chiếc lá giữa hai ngón tay đã bị anh vò gần nát. Còn 30 giây, rất nhanh, Ngụy Sâm lại thông báo thời gian lần thứ hai. Dương Thanh, cậu mau giết lão già kia đi, tôi chính là mẹ vợ cậu, lẽ nào cậu muốn trơ mắt nhìn tôi bị giết à? Nếu tôi chết, Thanh Tâm và Y Y sẽ nghĩ thế nào? Sáng nay, tôi đã livestream chửi bới cậu trên mạng nhiều như vậy, bây giờ chỉ có tôi mới có thể làm sáng tỏ sự thật. Nếu không Thanh Tâm và Y Y nhất định sẽ cho rằng cậu phái người tới giết tôi. Đến lúc đó, hai đứa nó sẽ hận cậu cả đời. Cảm giác được kim loại lạnh giá trên cổ, Châu Ngọc Thúy khủng hoảng nhìn Dương Thanh và hét to. Mà Dương Thanh trước sau vẫn thờ ơ, bình tĩnh nhìn Ngụy Sâm. 10 giây cuối cùng, Ngụy Sâm lại thông báo thời gian với vẻ rất cương quyết. 9 giây, 8 giây, 1 giây. Ngụy Sâm liên tục báo thời gian. Sau khi ông ta báo ra 1 giây cuối cùng lại bình tĩnh liếc nhìn Ngụy Thành Châu, tôi sẽ ở dưới địa ngục chờ ông. Ngụy Sâm vừa dứt lời thì bàn tay đang nắm chuôi dao chợt ấn mạnh. A! À, Châu Ngọc Thúy nhắm mắt và hét to, "Bằng!" Cùng lúc đó, một tiếng súng chói tai vang lên. Tất cả đã được quyết định. Giữa trán của Ngụy Sâm xuất hiện một lỗ máu chói mắt.
ông ta chưa kịp ra tay thì đã bị bắn chết rồi. Bịch, ông ta ngã xuống đất. Mà lúc này, một tay bắn tỉa mặc đồ ra xuất hiện và đi tới bên cạnh Ngụy Thành Châu. Hóa ra kẻ vừa nổ súng là người của Ngụy Thành Châu. Ngụy Thành Châu có chút bi thương, liếc nhìn thi thể của Ngụy Sâm lần cuối rồi nói, đưa thi thể của Ngụy Sâm về nhà họ Ngụy để mai táng. Lão ta lại nhìn về phía Dương Thanh, tôi giao mẹ vợ của cậu lại cho cậu. Tôi sẽ thu xếp cho người đứng ra làm sáng tỏ rằng clip được lan truyền trên mạng trước đó đều là do con trai tôi ép mẹ vợ cậu làm. Mặt khác, về chuyện bồi thường những tổn thất có liên quan với tập đoàn Nhãn Thanh, tôi sẽ thu xếp cho người liên hệ với cậu sau. Ngụy Thành Châu nói dứt lời thì xoay người, tập tễnh rời đi. Dương Thanh nhìn theo bóng lưng lão ta rời đi, trong lòng vô cùng xúc động. Đây chính là người đáng thương thì nhất định phải có chỗ đáng trách à. Bố có thể phục hồi. Châu Ngọc Thúy không bị thương nặng, chỉ bị hai vết cắt cạn trên cổ và chảy ít máu. Sau khi Dương Thanh đưa bà ta đến bệnh viện, bác sĩ chỉ sát trùng qua vết thương, thậm chí không cần băng bó đã cho bọn họ về. Lúc Tần Thanh Tâm và Tần Y biết Châu Ngọc Thúy vẫn còn sống, cả hai đều mừng đến rơi nước mắt. Tần Y còn chưa tới bệnh viện vì đang bận sứt đầu mẻ trán về chuyện của tập đoàn Nhãn Thanh. Sau khi biết Châu Ngọc Thúy còn sống, cô ta cũng yên tâm. Xin lỗi mẹ, nếu không phải con đuổi mẹ đi thì mẹ đã không gặp phải việc này. Tần Thanh Tâm ôm chặt lấy Châu Ngọc Thúy, vừa khóc vừa nói. Dương Thanh nhìn hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở, trong lòng lại lo lắng. Anh biết, người phụ nữ này muốn giết Tần Đại Dũng. Nếu có một ngày Tần Thanh Tâm và Tần Y biết Châu Ngọc Thúy vẫn còn muốn giết Tần Đại Dũng, sao các cô có thể tiếp nhận được? Đúng rồi, mẹ, clip mẹ livestream vào sáng nay là sao vậy? Mẹ sỉ nhục và hủy hoại danh tiếng của Dương Thanh đã mang tới rắc rối rất lớn cho tập đoàn Nhãn Thanh đấy. Mẹ mau nghĩ cách livestream giải thích mọi chuyện đi. Tần Thanh Tâm nhìn thấy Châu Ngọc Thúy thì rất kích động. Nhưng sau khi cô hiểu rõ rắc rối mà Châu Ngọc Thúy gây ra cho tập đoàn Nhãn Thanh, cô vội vàng thúc giục. Châu Ngọc Thúy đảo tròng mắt rồi rơi nước mắt, vừa khóc vừa nói, Thanh Tâm, mẹ bị nhà họ Ngụy ép mới phải nói những lời đó. Bọn chúng nói Dương Thanh là tổng phụ trách chi nhánh Giang Hải của tập đoàn Nhãn Thanh. Bọn chúng muốn hại Dương Thanh và phá hủy tập đoàn Nhãn Thanh. Ngoài chuyện này, mẹ còn có một chuyện nữa muốn nói thật với con. Thật ra nhà họ Ngụy đã tìm tới mẹ từ lâu rồi. Bọn chúng ép mẹ phải giết bố con, nếu không chúng sẽ giết cả nhà chúng ta. Mẹ cũng chẳng còn cách nào, cho nên tối qua kích động mới ra tay với bố con. Dù sao bố con đã như vậy rồi, nếu có thể dùng mạng của ông ấy đổi lấy bình an cho con và Y Y, mẹ nghĩ chắc chắn bố con sẽ bằng lòng thôi. Nhưng mẹ cam đoan với con, mẹ thật sự chưa từng nghĩ sẽ sống một mình. Dự định ban đầu của mẹ là giết bố con xong sẽ tự sát. Châu Ngọc Thúy nói với nước mắt nước mũi giàn giụa. Tần Thanh Tâm cũng đầm đìa nước mắt, vừa khóc vừa nói, mẹ, khổ cho mẹ rồi. Hai mẹ con nói xong lại ôm nhau khóc. Nếu không phải Dương Thanh biết sự thật, anh cũng sẽ bị những lời này của Châu Ngọc Thúy lừa mất. Mẹ, mẹ đã bị bọn chúng ép, bây giờ mẹ livestream làm sáng tỏ mọi chuyện trên mạng đi. Làm vậy có thể rửa sạch nỗi oan cho Dương Thanh đấy. Qua một lâu sau, hai mẹ con mới bình tĩnh lại. Tần Thanh Tâm lập tức giục. Bây giờ Châu Ngọc Thúy có thể sống sót trở về, đâu dám từ chối yêu cầu của Tần Thanh Tâm nữa. Bà ta lập tức livestream để làm sáng tỏ mọi chuyện. Nhà họ Ngụy còn hành động nhanh hơn. Ngụy Thành Châu tự mình livestream để giải thích sự thật, đồng thời xin lỗi tập đoàn Nhãn Thanh. Ngay sau đó lại có Châu Ngọc Thúy livestream trình bày sự thật. Nhất thời, trên toàn mạng đều bùng nổ. Không ngờ livestream lúc sáng là giả. Người tên Ngụy Tường kia đúng là một tên khốn, không ngờ còn vô sỉ như vậy. Chúng ta đã nghĩ oan cho tập đoàn Nhãn Thanh, xin lỗi. Không sai, chúng ta thật sự nợ tập đoàn Nhãn Thanh một lời xin lỗi. Livestream của Châu Ngọc Thúy vào buổi sáng vốn đang rất hot, kết quả chưa hết một ngày. Chủ nhà họ Ngụy đã tự mình livestream làm sáng tỏ sự thật và xin lỗi. Nhất thời, sự kiện lần này được lan truyền khắp trên mạng. Rất nhiều cư dân mạng kéo nhau để lại lời xin lỗi trên các trang web lớn. Có thể nói bây giờ người người nhà nhà đều biết tới tập đoàn Nhãn Thanh. Sức mạnh của cộng đồng mạng lớn đến cỡ nào? Chỉ mấy giờ ngắn ngủi,
bọn họ đã đẩy tập đoàn Nhạn Thanh lên đầu top tìm kiếm. Anh rể, tốt quá rồi. Rắc rối của tập đoàn Nhạn Thanh gặp phải trước đây đều đã được giải quyết. Hơn nữa, giá trị thị trường của công ty cũng đang tăng vọt. Rất nhiều đối tác vốn chủ động hủy bỏ hợp đồng cũng tự mình đến đây, nói bằng lòng ký hợp đồng lại. Còn có rất nhiều chủ doanh nghiệp chủ động hợp tác với chúng ta. Anh rể, em tạm thời không nói chuyện được với anh nữa. Lại có đối tác tới rồi. Tần Y kích động gọi điện thoại cho Dương Thanh và báo cáo từng tin tức tốt của công ty. Chỉ là cô ta mới nói được mấy câu đã có việc bận, phải vội vàng cúp máy. Dương Thanh, tin tức tốt gì vậy? Em thấy anh cười mãi, Tần Thanh Tâm vừa cười vừa hỏi. Cô vốn cho rằng Châu Ngọc Thúy đã chết nên cực kỳ bi thương. Bây giờ mẹ còn sống, tâm trạng của cô cũng tốt hơn nhiều. Dương Thanh mỉm cười nói, Y gọi tới, bảo rắc rối của công ty đều đã được giải quyết, hơn nữa còn có rất nhiều chủ doanh nghiệp chủ động tìm tới muốn hợp tác. Không ngờ nhà họ Ngụy chẳng những không phá được tập đoàn Nhạn Thanh, trái lại còn làm cho tập đoàn phát triển tốt hơn. Qua hôm nay, chắc hẳn giá trị thị trường của tập đoàn Nhạn Thanh sẽ đạt tới mức cao nhất. Tần Thanh Tâm biết quan hệ giữa Dương Thanh và tập đoàn Nhạn Thanh nên vô cùng vui mừng. Nhưng cô không biết, người thật sự muốn phá hủy tập đoàn Nhạn Thanh không phải là nhà họ Mạnh, cũng không phải là nhà họ Ngụy, mà là vài người nào đó trong gia tộc Vũ Văn ở Tít Tận Yến Đô. Dương Thanh mỉm cười, chỉ khổ cho Y, công việc sau này chắc chắn sẽ càng bận hơn. Tần Thanh Tâm đột nhiên dựa đầu vào vai Dương Thanh và cảm kích nói, chồng, em xin lỗi. Dương Thanh ngây người một lát rồi mới chợt hiểu ra. Trước đó, lúc Tần Thanh Tâm thấy livestream của Châu Ngọc Thúy ở trên mạng đã gọi điện thoại cho Dương Thanh, hỏi anh là bà ta ở đâu. Thật ra khi đó cô đã thật sự tin lời Châu Ngọc Thúy. Lúc này cô xin lỗi vì mình từng nghi ngờ Dương Thanh. Cùng lúc đó, ở Yến Đô, ở một biệt thự sang trọng được trang hoàng lộng lẫy giống như cung điện. Trong đại sảnh của biệt thự lớn này, một người thanh niên đang ngồi trên sofa cao cấp, trên bàn trà trước mặt còn đặt một chiếc laptop. Lúc này, trên màn hình laptop đang phát một đoạn video. Chào mọi người, tôi là Ngụy Thành Châu, chủ nhà họ Ngụy ở thành phố Giang Hải, tỉnh Giang Bình. Tôi muốn làm sáng tỏ với mọi người về một sự thật. Sáng nay, đoạn clip lan truyền trên mạng với tốc độ chóng mặt kia thật ra là giả. Sự thật là con trai tôi Ngụy Tường, đoạn video này là do Ngụy Thành Châu tự mình đứng ra làm sáng tỏ sự việc Châu Ngọc Thúy livestream lúc sáng. Nội dung của đoạn video không dài nhưng được truyền đi rất nhanh trên mạng. Dầm! Người thanh niên xem xong đoạn video của Ngụy Thành Châu thì lập tức nổi giận, đấm mạnh lên chiếc laptop và nói với vẻ dữ tợn, em trai tốt của tôi thật không ngờ với một lá bài nát như vậy mà cậu cũng có thể đánh thắng được. Nhưng, vậy thì sao chứ? Cậu chắc chắn vẫn chỉ là một kẻ vô dụng bị gia tộc vứt bỏ thôi. Mà Vũ Văn Bân tôi mới là tương lai của gia tộc. Cậu đừng sốt ruột, tôi còn nhiều thời gian để từ từ chơi với cậu. Một ngày nào đó, tôi sẽ dẫm cậu xuống dưới đế giày, như chuyện năm xưa, cậu và mẹ cậu bị đuổi khỏi gia tộc hệt như chó nhà có tang vậy. Đêm hôm đó, Dương Thanh nhận được một cuộc điện thoại. Cậu Thanh, nhiệm vụ của chị đã kết thúc, ngày mai chị sẽ về nước. Chị đã đặt vé máy bay rồi. 10 giờ sáng mai, cậu nhớ tới sân bay quốc tế Giang Hải đón chị đấy. Trong điện thoại vọng ra giọng nói của Ngải Lâm. Dương Thanh vui mừng, được, ngày mai em sẽ qua đón chị. Dương Thanh, điện thoại của ai vậy? Sau khi Dương Thanh cúp máy, Tần Thanh Tâm nghi ngờ hỏi. Cô vừa nghe được giọng nói của một người phụ nữ. Dương Thanh mỉm cười, là đồng đội của anh trước đây. Chị ấy là chuyên gia lĩnh vực y học nổi tiếng trên thế giới đấy. Anh đã gửi kết quả khám và chữa bệnh của bố cho chị ấy. Chị ấy nói bố có hy vọng phục hồi rất lớn. Dương Thanh bị hôn. Dương Thanh cho Ngải Lâm xem qua kết quả khám và chữa bệnh của Tần Đại Dũng nhưng không nói cho bất kỳ ai biết. Lúc này, anh nói với Tần Thanh Tâm làm cô rất kích động, anh nói thật à. Bố thật sự có thể tỉnh lại à. Tần Đại Dũng đã hôn mê một thời gian. Bác sĩ chữa trị chính cũng nói khả năng Tần Đại Dũng phục hồi là vô cùng mong manh. Mấy ngày qua, Tần Thanh Tâm và Tần Y đều vô cùng đau khổ, thậm chí cũng có phần tuyệt vọng rồi. Nhưng bây giờ, cô đột nhiên nghe Dương Thanh nói Tần Đại Dũng có hy vọng tỉnh lại rất lớn nên nhất thời kích động. Anh đã lừa em bao giờ chưa? Dương Thanh mỉm cười, em cứ việc yên tâm đi.
Chị Lâm là chuyên gia nổi tiếng thế giới trong lĩnh vực y học, có thể nói là một thiên tài. Khi chị ấy vừa mới học thạc sĩ đã giải đáp được rất nhiều vấn đề nan giải trong y học. Sau đó chị ấy ra nước ngoài du học, giỏi cả về Đông y lẫn Tây y. Chị ấy cũng nghiên cứu về vấn đề lớn trong lĩnh vực lớn, hơn nữa đều có thành tích không tệ. Chị ấy nói bố có khả năng tỉnh lại rất lớn, trên thực tế khả năng này đạt tới gần 100% đấy. Sau khi nghe Dương Thanh giải thích như vậy, Tần Thanh Tâm càng kích động hơn. Cô nắm chặt lấy tay Dương Thanh, mắt đỏ hoe nói, Dương Thanh, cảm ơn anh. Cảm ơn tất cả những gì anh đã làm cho em. Cô thật sự vô cùng cảm động. Rõ ràng Dương Thanh là một người rất có năng lực, nhưng để ở bên cạnh mình, anh đã hy sinh rất nhiều thứ. Cô nhớ lại sáng nay mình từng nghi ngờ Dương Thanh, trong lòng càng khó chịu hơn. Dương Thanh mỉm cười nhìn gương mặt xinh đẹp gần trong gang tấc, chợt cười ngả ngớn nói, em hôn anh một cái xem như cảm ơn nhé. Chụt! Dương Thanh vốn chỉ đùa thôi, nhưng không ngờ anh vừa dứt lời thì miệng Tần Thanh Tâm lại ghé sát tới và hôn phớt lên môi anh. Dương Thanh nhất thời choáng váng. Mà Tần Thanh Tâm chủ động hôn Dương Thanh xong cũng đỏ cả mặt. Anh đừng nhìn nữa. Tần Thanh Tâm thấy Dương Thanh đờ đẫn nhìn mình thì càng xấu hổ hơn, cảm giác mặt mình nóng bừng. Ha ha! Dương Thanh thấy Tần Thanh Tâm thẹn thùng thì không nhịn được cười. Tần Thanh Tâm thấy Dương Thanh vui vẻ, cô chợt đỏ mắt và càng thấy áy náy hơn. Thật ra, anh ấy cũng đâu cần nhiều. Chỉ một nụ hôn đã làm anh ấy vui vẻ chẳng khác nào một đứa trẻ. Mình làm vợ thật không xứng chức, Tần Thanh Tâm thầm nghĩ. Dương Thanh thấy Tần Thanh Tâm áy náy lại cố ý cười ngả ngớn, ghé đầu qua và cười híp mắt nói, vợ, có phải em cảm thấy mắc nợ chồng không? Hay là em hôn anh thêm cái nữa, xem như bù đắp vậy? Chồng! Tần Thanh Tâm đột nhiên khẽ gọi. Hử! Dương Thanh hơi đờ đẫn. Trông Tần Thanh Tâm thế này, không phải định hôn mình thật đấy chứ? Anh qua đây một chút, Tần Thanh Tâm nói. Dương Thanh ghé sát đầu tới trước mặt Tần Thanh Tâm. Gần chút nữa, Tần Thanh Tâm lại nói. Dương Thanh lại ghé tới gần Tần Thanh Tâm hơn. Hai gương mặt gần như muốn chạm vào nhau, bọn họ có thể cảm giác được rõ ràng hơi thở của nhau. Mà lúc này trong lòng Dương Thanh đã không thể bình tĩnh được nữa, tim đập thình thịch. Đây là lần đầu tiên anh có cảm giác căng thẳng như thế. Lúc này, Tần Thanh Tâm đột nhiên nhắm mắt lại. Cô ấy muốn mình hôn cô ấy à? Chắc chắn là vậy rồi. Hạnh phúc tới quá bất ngờ. Trong lòng Dương Thanh điên cuồng hò hét, kích động đến mức chẳng biết phải làm sao. Cuối cùng, Dương Thanh cũng nhắm mắt lại và hôn tới. Nhưng ngay khi Dương Thanh vừa nhắm mắt lại, Tần Thanh Tâm chợt mở mắt ra với ánh mắt đầy giảo hoạt. À! Trên môi Dương Thanh đột nhiên bị đau. Anh mở mắt ra thì thấy Tần Thanh Tâm đang cười tủm tỉm nhìn mình. Em cắn anh. Lúc này Dương Thanh mới ý thức được mình bị đùa bỡn. Nghiến răng nghiến lợi nói. Có sao? Đôi mắt to của Tần Thanh Tâm chớp chớp. Dương Thanh đột nhiên chẳng giận được nữa, giả vờ nghiến răng nghiến lợi nói, em cứ chờ đấy cho anh. Ngày nào đó, anh sẽ cắn trả. Phì! Tần Thanh Tâm thấy Dương Thanh như vậy thì không nhịn được cười. Nụ cười này thật sự nghiêng nước nghiêng thành. Dương Thanh nhất thời nhìn tới ngây người. Được rồi, anh đừng giận nữa, ở đây là bệnh viện, không tiện đâu. Chờ tới lúc bố ra viện, em sẽ cố gắng đền bù cho anh. Tần Thanh Tâm đỏ mặt nói. Lần này, cuối cùng cô cũng hiểu được Dương Thanh đã bước vào trái tim mình từ lâu. Cô thật sự tính sẽ hoàn toàn trao mình cho Dương Thanh. Mà Dương Thanh nghe thấy Tần Thanh Tâm nói vậy thì hơi thở trở nên gấp gáp, vô cùng kích động. Bố vợ tốt của con ơi, bố mau tỉnh lại đi, được không? Dương Thanh cầm lấy tay Tần Đại Dũng và kích động nói. Tần Thanh Tâm đứng bên cạnh lại cười tươi như hoa. Tối hôm đó, Dương Thanh và Tần Thanh Tâm cùng ở lại bệnh viện trông Tần Đại Dũng. 9 giờ sáng hôm sau, Dương Thanh đứng dậy, chuẩn bị ra sân bay đón Ngải Lâm. Ban đầu, anh vốn chỉ đơn thuần muốn Ngải Lâm mau chóng chữa bệnh cho Tần Đại Dũng. Nhưng bây giờ, anh còn muốn Tần Đại Dũng khỏe mạnh và ra viện. Cuộc sống hạnh phúc của anh cũng sắp chính thức bắt đầu rồi. Tại Bệnh viện Nhân dân ở tỉnh Lỵ. Trong một phòng bệnh, hai tay Mạnh Huy đã được băng kín, gương mặt tái nhợt. Bác sĩ Vương, rốt cuộc tay của con trai tôi thế nào? Mạnh Thiên Kiêu thấy bác sĩ chữa trị chính đi tới thì vội hỏi. Bác sĩ Vương lắc đầu, bất đắc dĩ nói, xương tay của con trai ông đã vỡ hết,
hoàn toàn không có hy vọng hồi phục đâu. Sao có thể như vậy được? Mạnh Thiên Kiêu chợt nổi giận, con trai tôi chính là thiên tài của nhà họ Mạnh, làm sao nó có thể mất đi hai tay chứ? Bác sĩ, chắc chắn bác sĩ có cách chữa được cho nó đúng không? Cho dù Mạnh Huy đã bị đuổi ra khỏi gia tộc, nhưng Mạnh Thiên Kiêu chỉ có một người con trai là hắn, tất nhiên không muốn hắn bị tàn phế. Đối với một con người, mất đi hai tay thật sự là một cú sốc lớn. Nếu hai tay của Mạnh Huy thật sự bị tàn phế, sợ rằng sau này hắn sẽ chẳng còn muốn sống nữa. Mạnh Thiên Kiêu hiểu con trai mình hơn ai hết. Cũng chính vì vậy, ông ta mới bất chấp tất cả để nghĩ cách chữa lành cho Mạnh Huy. Bác sĩ Vương đột nhiên nói, nếu ông mời được chuyên gia Ngải Lâm tới, có lẽ tay con trai ông còn có thể giữ lại được đấy. Chuyên gia Ngải Lâm. Mạnh Thiên Kiêu lập tức mừng rỡ, kích động nắm lấy hai cánh tay của bác sĩ Vương hỏi, bác sĩ mau nói cho tôi biết chuyên gia Ngải Lâm ở đâu. Tôi sẽ lập tức qua mời cô ấy đến chữa bệnh cho con trai tôi. Bác sĩ Vương hơi do dự, không nói cho Mạnh Thiên Kiêu biết ngay. Tối hôm qua, anh ta liên lạc với thầy mình qua điện thoại, mới biết được tin tức này. Dù sao đây cũng là việc riêng của Ngải Lâm. Anh ta lo lắng sau khi mình để lộ hành tung của Ngải Lâm sẽ gặp phải một vài rắc rối không cần thiết, nên mới do dự. Đây là 5 triệu. Mạnh Thiên Kiêu vội vàng lấy ra một tờ chi phiếu và nhét vào túi của bác sĩ Vương. Bác sĩ Vương mừng rỡ, vội vàng nói, chuyên gia Ngải Lâm sắp tới Giang Hải. 10 giờ sáng mai cô ấy sẽ đến sân bay quốc tế Giang Hải. Ha ha, tốt. Mạnh Thiên Kiêu cười lớn rồi nhìn Mạnh Huy nói, con yên tâm. Chắc chắn bố sẽ mời chuyên gia Ngải Lâm tới đây, nhất định có thể giữ lại tay cho con. Mạnh Huy cũng rất kích động, hắn vốn đã cam chịu, nhưng sau khi nghe nói bác sĩ tên Ngải Lâm kia có thể chữa lành tay cho mình, hắn lại tràn ngập lòng tin vào tương lai. Bố, cảm ơn bố. Mắt Mạnh Huy đỏ hoe, nói chờ tay con lành, con nhất định sẽ bắt đầu lại một lần nữa, thể hiện mặt xuất sắc nhất của mình cho bố xem. Được, được, được. Mạnh Thiên Kiêu liên tiếp nói ba từ được, kích động nói, đây mới là con trai của Mạnh Thiên Kiêu bố chứ. Con chờ đấy, bố sẽ lập tức qua Giang Hải mời chuyên gia Ngải Lâm về chữa trị cho con. Cứu con tôi trước. Một chiếc máy bay Boeing 747 chở khách chậm rãi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Giang Hải. Một cô gái đeo kính con cóc màu đen đang đi theo dòng người ra ngoài. Cô ấy có mái tóc màu rượu vang ngắn ngang vai, mặc một chiếc váy dài Bohemia sẫm màu. Đầu đội chiếc mũ vành lá sen màu vàng nhạt, chân đi đôi giày cao gót nhỏ nhắn. Trông cô ấy xinh xắn với dáng người cao gầy, ăn mặc thời trang không thua kém gì những minh tinh lưu lượng hàng đầu. Rất nhiều đàn ông không ngừng liếc trộm cô ấy với ánh mắt nóng bỏng. Cũng có vài cô gái nhìn cô ấy với vẻ ghen tị. Không ai ngờ cô gái trẻ trung xinh đẹp, ăn mặc thời thượng như vậy lại là Ngải Lâm chuyên gia nổi tiếng thế giới trong lĩnh vực y học. Đây là lần đầu tiên mình đi máy bay mà được hạ cánh trước thời gian. Ngải Lâm ra khỏi sân bay và liếc nhìn đồng hồ, mới biết máy bay hạ cánh sớm nửa tiếng. Cô ấy lấy điện thoại di động ra, đang định gọi điện thoại cho Dương Thanh thì chợt thấy có hai người trung niên đi tới. Một người trong đó còn cầm một tấm ảnh. Chào cô, xin hỏi cô là cô Ngải Lâm à? Người trung niên mặc vest liếc nhìn tấm ảnh trong tay rồi lại nhìn Ngải Lâm, sau đó hỏi thăm. Tôi là Ngải Lâm, cậu Thanh phái các người tới đón tôi à? Ngải Lâm nghi ngờ hỏi. Hành tung của mình luôn được giữ bí mật. Ở Giang Hải, ngoài Dương Thanh thì không có người nào biết. Sau khi xác định cô ấy là Ngải Lâm, người trung niên kia lập tức vui mừng, vội vàng giơ tay ra, chào cô Lâm. Tôi là Mạnh Thiên Kiêu nhà họ Mạnh ở tỉnh Lỵ, rất vui vì có thể gặp được cô. Ngải Lâm nghe Mạnh Thiên Kiêu nói vậy thì hơi nhíu mày. Nhưng không bắt tay ông ta mà thản nhiên nói, thật ngại quá, tôi còn có việc. Cô ấy nói dứt lời thì bước sang một bên, chuẩn bị vẫy xe taxi rời đi. Mạnh Thiên Kiêu không phải là người do Dương Thanh phái tới, lại biết mình tới Giang Hải thì rõ ràng hành tung của mình đã bị lộ. Chỉ là Ngải Lâm mới đi được vài bước, đã bị vệ sĩ phía sau Mạnh Thiên Kiêu chặn đường. Các người muốn làm gì? Ngải Lâm tức giận. Cô Lâm, cô đừng hiểu nhầm. Chúng tôi không có ý xấu gì với cô. Là thế này, hai tay của con trai tôi bị thương nghiêm trọng, bác sĩ nói chỉ có cô mới có thể chữa được, nếu không sẽ phải cắt bỏ. Nó còn trẻ, năm nay mới 29 tuổi. Nếu hai tay bị cắt bỏ thật thì sẽ là cú sốc rất lớn đối với nó.
bây giờ cô hãy đi với tôi. Chỉ cần cô có thể chữa được cho con trai tôi, cô muốn thù lao bao nhiêu, cứ việc nói. Mạnh Thiên Kiêu vội vàng nói, chỉ là thái độ hết sức cứng rắn làm Ngải Lâm thấy ghét. Rất xin lỗi, tôi có một ca phẫu thuật vô cùng khẩn cấp ở Giang Hải nên tạm thời không thể đi theo ông được. Ông xem thế này được không? Chờ tôi làm phẫu thuật xong sẽ đi theo ông. Cho dù Ngải Lâm không thích tác phong cứng rắn của Mạnh Thiên Kiêu nhưng bác sĩ có tấm lòng cha mẹ, nghĩ đến con trai đối phương chỉ mới 29 tuổi, cô ấy cũng không đành lòng từ chối. Hôm nay cô ấy vừa hoàn thành nhiệm vụ cứu trợ y tế toàn cầu, mới về nước còn chưa rời khỏi sân bay Yến Đô đã chuyển máy bay tới Giang Hải. Cô ấy làm vậy không phải vì Tần Đại Dũng, mà trước đó Dương Thanh nhờ cô ấy tìm nguồn thận giúp cho mẹ của Hạ Hà, mấy ngày hôm trước vừa có tin tức. Có thể thành công tìm được nguồn thận phù hợp là chuyện vô cùng may mắn, hơn nữa còn phải hoàn thành ca phẫu thuật cấy ghép trong thời gian nhất định. Cho nên sau khi cô ấy về nước, thậm chí còn chưa kịp nghỉ ngơi đã bay ngay đến Giang Hải. Đây là 10 triệu, cô cứ nhận trước, chờ sau khi cô chữa trị cho con trai tôi xong, tôi sẽ cho cô thêm 10 triệu tiền khám và chữa bệnh. Mạnh Thiên Kiêu không nói một lời, lấy ra chi phiếu và viết vài chữ, ký tên mình rồi đưa cho Ngải Lâm. Đối với ông ta, chỉ cần có thể chữa lành tay cho Mạnh Huy, đừng nói là 20 triệu, cho dù 200 triệu, ông ta cũng sẵn lòng. Dù sao ông ta chỉ có mỗi một đứa con trai là Mạnh Huy. Bao nhiêu năm qua, ngoại trừ sai lầm là đánh giá thấp Dương Thanh, hắn chưa từng phạm phải sai lầm nào khác. Cho dù Mạnh Huy bị đuổi ra khỏi gia tộc nhưng Mạnh Thiên Kiêu tin chắc 100% là mình sẽ kế thừa vị trí chủ gia tộc. Chỉ cần ông ta làm chủ gia tộc, Mạnh Huy vẫn sẽ là cậu chủ nhà họ Mạnh. Ngải Lâm khẽ nhíu mày nhưng vẫn không cầm chi phiếu mà lạnh lùng nói, tôi nghĩ mình đã nói rất rõ ràng rồi. Tôi có một ca phẫu thuật vô cùng khẩn cấp ở Giang Hải. Chờ sau khi tôi kết thúc ca phẫu thuật thì sẽ đi theo ông. Mạnh Thiên Kiêu không nói gì, lại viết thêm một tờ chi phiếu và đưa cả hai tờ cho Ngải Lâm, đây là 20 triệu. Cô đi với tôi lên tỉnh lỵ, chờ sau khi chữa lành cho con trai tôi xong, tôi sẽ cho cô thêm 30 triệu. Tránh ra. Lần này, Ngải Lâm thật sự tức giận, quát Mạnh Thiên Kiêu. Bây giờ, tôi cho cô 50 triệu. Mạnh Thiên Kiêu nhíu mày và lại viết thêm một tờ chi phiếu. Cút! Ngải Lâm tức giận quát một tiếng rồi quay người rời đi. Nhưng cô ấy vừa xoay người, đã bị vệ sĩ của Mạnh Thiên Kiêu chặn đường. E là cô Lâm còn không biết tôi là người thế nào. Tôi tự giới thiệu trước, tôi là người thừa kế nhà họ Mạnh một trong ba gia tộc lớn ở tỉnh Lỵ. Con trai của tôi là đứa xuất sắc nhất đời thứ ba của nhà họ Mạnh, sau này sẽ thay tôi quản lý nhà họ Mạnh. Tôi nghĩ trong thành phố Giang Hải nhỏ bé này chẳng ai có thân phận và địa vị cao hơn con trai tôi. Cô Lâm, tôi không quan tâm ca phẫu thuật của cô khẩn cấp tới mức nào, bây giờ cô phải đi cứu con trai tôi trước. Chỉ cần cô có thể chữa được cho nó, cô muốn ra điều kiện thế nào tùy cô. Mạnh Thiên Kiêu kiêu ngạo và vô cùng cứng rắn, giống như cả tỉnh Giang Bình chỉ có nhà họ Mạnh của ông ta mới là cao quý nhất. Ngải Lâm rất tức giận. Cô ấy là chuyên gia nổi tiếng thế giới trong lĩnh vực y học, có nhân vật lớn nào mà chưa từng gặp. Cho dù ở nước ngoài, cô ấy cũng từng tiếp xúc với rất nhiều nhân vật lớn. Một gia đình quyền quý ở tỉnh Giang Bình nhỏ bé này còn chưa lọt được vào mắt cô ấy. Bây giờ cô ấy lại bị đối phương quấy rầy như vậy thì vô cùng tức giận. Nếu các người tránh ra, khi ca phẫu thuật bên này kết thúc, tôi sẽ đi với các người một chuyến. Nếu không tránh ra... Vậy đừng trách tôi không khách sáo. Ngải Lâm lạnh lùng nói, cô ấy có tấm lòng của người bác sĩ, nhưng nếu có người muốn ép cô ấy, vậy cô ấy sẽ không nhân từ nữa. Cô ấy đang cho Mạnh Thiên Kiêu một cơ hội cuối cùng. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, nếu cô không chịu đi theo chúng tôi, vậy chúng tôi chỉ đành phải ép cô đi. Mạnh Thiên Kiêu cũng tức giận, vung tay lên, dẫn đi cho tôi. Vệ sĩ phía sau ông ta hoàn toàn không do dự. Chộp lấy cánh tay của Ngải Lâm. Bịch, vệ sĩ còn chưa chạm tới Ngải Lâm đã bị cô ấy đạp trúng giữa háng. Á, vệ sĩ đau đớn, hai tay ôm háng và khuỵu người xuống. Gã không ngờ Ngải Lâm lại dám ra tay, hơn nữa còn võ nghệ cũng không tệ. Gã hoàn toàn đánh giá thấp Ngải Lâm, cho nên mới bị đạp trúng vị trí yếu ớt nhất. Mạnh Thiên Kiêu cũng bối rối. Không ngờ vệ sĩ do mình bỏ số tiền lớn mời về lại không thể khống chế được một cô gái yếu đuối. Cô dám ra tay, muốn chết à?
Vệ sĩ cố chịu đau đớn, hung hăng nhào về phía Ngải Lâm. Ngải Lâm sợ hãi, vừa rồi cô ấy chẳng qua đánh bất ngờ mới đạp trúng vệ sĩ. Tuy cô ấy có học qua một vài đòn phòng thân, nhưng hoàn toàn không phải là đối thủ của vệ sĩ chuyên nghiệp. Cô ấy không sợ bị Mạnh Thiên Kiêu dẫn đi, nhưng nếu bỏ lỡ thời gian phẫu thuật cho mẹ của Hạ Hà, ca phẫu thuật rất có thể sẽ thất bại. Khi vệ sĩ sắp bắt được Ngải Lâm, đột nhiên có một bóng người lao tới đúng vào giây phút ngàn cân treo sợi tóc này. Bịch! Một tiếng động lớn vang lên, vệ sĩ của Mạnh Thiên Kiêu bay ngược ra ngoài. Ông cũng muốn gãy hết hai tay, hai chân sao? Một giọng nói lạnh như băng nổ vang bên tai Mạnh Thiên Kiêu. Mã Siêu kích động cậu Thanh. Ngải Lâm nhìn thấy bóng người đứng chắn trước mặt mình thì kinh ngạc kêu lên. Dương Thanh! Mạnh Thiên Kiêu kinh ngạc khi nhìn thấy Dương Thanh. Đến lúc này, ông ta mới nhớ ra, khi Ngải Lâm vừa nhìn thấy ông ta đã hỏi có phải cậu Thanh phái ông ta tới đón cô ấy không? Hóa ra cậu Thanh mà Ngải Lâm nhắc tới chính là Dương Thanh. Chị không sao chứ? Dương Thanh xoay người lại nhìn Ngải Lâm hỏi. Ngải Lâm lắc đầu, vừa cười vừa nói, nếu cậu tới chậm một giây thôi, có thể chị sẽ có sao đấy. Không phải chị nói 10 giờ máy bay mới hạ cánh à? Dương Thanh nhìn đồng hồ cười nói, lúc này mới 9 giờ 50. Ngải Lâm bất đắc dĩ giang tay ra, chị cũng đâu có cách nào, máy bay hạ cánh sớm. Mạnh Thiên Kiêu thấy Dương Thanh và Ngải Lâm cười nói với nhau thì mặt cũng tái mét, trong lòng rất tức giận. Hôm qua, sau khi Dương Thanh giẫm nát hai tay của Mạnh Huy và rời đi, ông ta đã đưa Mạnh Huy đi chữa trị khắp nơi, kết quả không có một bác sĩ nào có thể chữa được. Sáng nay bác sĩ Vương kia lại nói cho ông ta biết, có lẽ Ngải Lâm có thể chữa được tay cho Mạnh Huy, nên trong lòng ông ta lại cháy lên hy vọng. Thậm chí ông ta đã bắt đầu thu xếp để Mạnh Huy có thể quay về nhà họ Mạnh. Nhưng hôm nay, ông ta chợt phát hiện ra bác sĩ duy nhất có thể chữa hai tay cho con trai mình lại là bạn tốt của Dương Thanh. Chuyện này làm ông ta đột nhiên thấy tuyệt vọng. Đi thôi. Sau khi hai người chào hỏi xong, Dương Thanh định dẫn Ngải Lâm tới bệnh viện. Chờ đã. Giọng nói của Mạnh Thiên Kiêu đột nhiên vang lên phía sau hai người. Dương Thanh, cậu bảo bạn cậu chữa cho con trai tôi, ân oán giữa cậu và nhà họ Mạnh sẽ được xóa bỏ. Hôm qua, Dương Thanh mạnh mẽ xông vào nhà họ Mạnh. Sau đó, các gia tộc quyền thế lớn ở tỉnh Giang Bình đồng loạt đến nhà họ Mạnh. Thậm chí ngay cả nhà họ Hàn cũng khai chiến với nhà họ Mạnh vì Dương Thanh. Chuyện này chính là sỉ nhục cực lớn đối với nhà họ Mạnh. Cho dù hôm qua bọn họ thỏa hiệp với Dương Thanh, nhưng điều này không có nghĩa là nhà họ Mạnh sẽ chịu để yên. Bây giờ, Mạnh Thiên Kiêu nói rõ, chỉ cần Ngải Lâm có thể chữa trị cho Mạnh Huy thì sẽ bỏ qua ân oán này. Nhưng Dương Thanh nào có sợ nhà họ Mạnh trả thù. Dương Thanh chợt dừng lại và xoay người nhìn về phía Mạnh Thiên Kiêu, híp mắt nói, chính tôi đã giẫm phế hai cánh tay của con trai ông. Bây giờ, ông lại tìm bạn của tôi nhờ chữa trị cho con trai ông. Ông nghĩ tôi sẽ chấp nhận chắc. Dương Thanh, cậu đừng quá đáng. Tôi thừa nhận cậu rất mạnh, cũng có rất nhiều người bằng lòng vì cậu mà khai chiến với nhà họ Mạnh. Nhưng, vậy thì sao chứ? Nhà họ Mạnh tôi là gia tộc quyền thế nhất tỉnh, sao có thể sợ khai chiến được? Cho dù thật sự phải khai chiến, cậu có thể bảo đảm những gia tộc khai chiến với nhà họ Mạnh vì cậu có thể thắng được à? Nhà họ Mạnh tôi có thể đứng vững ở tỉnh Lỵ nhiều năm như vậy thì phải có gốc rễ sâu tới mức nào? Chúng tôi cũng kết giao với không ít gia tộc, nếu thật sự phải khai chiến, còn chưa biết ai sống ai chết đâu. Mạnh Thiên Kiêu đỏ mắt, nghiến răng nói, chỉ cần bạn cậu bằng lòng chữa trị hai tay cho con trai tôi, tất cả ân oán đều sẽ chấm dứt. Ông ta được đặt tên là Thiên Kiêu đã chứng tỏ Mạnh Hồng Nghiệp rất kỳ vọng vào ông ta. Mạnh Thiên Kiêu thật sự là nhân vật xuất sắc của nhà họ Mạnh. Chỉ là ông ta quá tự tin, thể hiện ra hết sự sắc bén của mình. Những lời ông ta nói rất đúng trọng tâm. Dương Thanh cũng không nghi ngờ, nếu thật sự khai chiến sẽ có rất nhiều gia tộc giúp đỡ nhà họ Mạnh. Nhưng vậy thì sao? Những gia tộc kia không phải là chỗ dựa của anh. Từ hôm nay, tôi không cho phép bất kỳ người nhà họ Mạnh nào xuất hiện trong Giang Hải, bằng không, giết. Ánh mắt Dương Thanh lạnh dần, ngoài ra, tất cả sản nghiệp của nhà họ Mạnh đều không được phép xuất hiện ở Giang Hải. Trong vòng 3 ngày, sản nghiệp của nhà họ Mạnh đều phải biến mất. Chỉ cần 40 phút là đủ đi từ Giang Hải đến tỉnh Lỵ. Tôi cho ông 1 giờ. Sau 1 giờ, nếu ông còn chưa rời đi thì sẽ vĩnh viễn ở lại Giang Hải.
Dương Thanh vừa nói dứt lời đã dẫn theo Ngải Lâm rời đi. Còn lại Mạnh Thiên Kiêu đang vô cùng tức giận, ông ta không thể nào ngờ được Dương Thanh lại dám cấm người nhà họ Mạnh xuất hiện trong Giang Hải. Tôi muốn xem thử cậu sẽ làm cho sản nghiệp nhà họ Mạnh tôi biến mất khỏi Giang Hải trong vòng 3 ngày thế nào. Mạnh Thiên Kiêu nghiến răng nghiến lợi nói. Chỉ là trong lòng ông ta vẫn mơ hồ có chút bất an. Nhìn dáng vẻ Dương Thanh không giống như đang phô trương thanh thế. Ông ta biết rõ, có Dương Thanh ở đó, Ngải Lâm sẽ không chữa trị cho Mạnh Huy. Vì vậy ông ta dứt khoát xoay người rời đi. Không ngờ chiến thần Oai Phong ở biên giới phía Bắc lại có lúc nhân từ với kẻ địch như vậy. Ngải Lâm ngồi ở ghế phụ, cười híp mắt nhìn Dương Thanh đang lái xe. Tất nhiên Dương Thanh hiểu rõ ý của cô ấy. Nếu như ở biên giới phía Bắc, từ trước đến nay Dương Thanh luôn đuổi tận giết tuyệt kẻ địch. Nhưng bây giờ, Dương Thanh chỉ đánh cho hai tay Mạnh Huy tàn phế, lại còn không giết Mạnh Thiên Kiêu. Trước kia là ở trên chiến trường, gặp địch giết địch là chuyện rất bình thường. Nhưng bây giờ, em đã quay về với cuộc sống bình thường, tất nhiên không thể nói giết là giết được. Dương Thanh cay đắng lắc đầu, mỉm cười nói, lại nói, bọn họ chỉ là một gia tộc giàu có ở tỉnh Lỵ, còn chưa xứng để làm kẻ địch của em. Cô ấy nhớ tới những chuyện gặp phải khi dẫn dắt đội y tế ở biên giới phía Bắc năm đó, đến bây giờ vẫn thấy sợ. Cậu thật sự rời khỏi biên giới phía Bắc à? Ngải Lâm đột nhiên hỏi. Dương Thanh hơi buồn bã, gật đầu nói, bây giờ biên giới phía Bắc đã trở thành thành trì vô địch trong việc giữ thành, có em hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa. Em về vì bọn họ sao? Ngải Lâm hỏi. Dương Thanh cũng không che giấu, chợt cong môi cười hạnh phúc nói, em đã nợ bọn họ quá nhiều rồi, chỉ có thể dùng cả quãng đời còn lại để bầu bạn thôi. Bọn họ tất nhiên là Tần Thanh Tâm và Tiêu Tiêu. Ngải Lâm hỏi, chắc vợ em đẹp lắm nhỉ? Con gái em hẳn cũng vô cùng đáng yêu. Dương Thanh gật đầu và hạnh phúc nói, em tin rồi chị cũng sẽ thích bọn họ. Nhìn Dương Thanh tươi cười vui vẻ khi nhắc tới vợ con, Ngải Lâm đã biết bây giờ anh rất hạnh phúc. 20 phút sau, hai người tới Bệnh viện Nhân dân Giang Hải. Viện trưởng của bệnh viện dẫn theo các lãnh đạo cao cấp trong bệnh viện ra cổng đón Ngải Lâm. Cho dù Ngải Lâm mới có 30 tuổi nhưng đã nổi tiếng cả trong và ngoài nước. Đặc biệt cô ấy còn được xem là người dẫn đầu trong lĩnh vực y học. Với địa vị của Ngải Lâm trong giới y học, đương nhiên là cô ấy sẽ rất được kính trọng. Chào mừng chuyên gia Ngải Lâm đến Bệnh viện Nhân dân Giang Hải chỉ đạo công tác. Hoan nghênh hoan nghênh. Viện trưởng kích động nắm tay Ngải Lâm nói. Ngải Lâm mỉm cười, viện trưởng khách sáo rồi. Việc chuẩn bị cho ca phẫu thuật của bà Lục Văn Tĩnh thế nào rồi? Ngải Lâm vội hỏi. Lục Văn Tĩnh chính là mẹ của Hạ Hà. Cô ấy vội tới bệnh viện chính là sợ bỏ lỡ ca phẫu thuật. Viện trưởng vội vàng nói, chuyên gia Ngải Lâm cứ yên tâm. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng theo đúng căn dặn của cô rồi. Chỉ chờ nguồn thận đến là chúng ta có thể bắt đầu phẫu thuật. Được, vậy tôi đi thay quần áo rồi đi thăm bệnh nhân. Ngải Lâm luôn vô cùng nghiêm túc và thận trọng trong công việc. Cô ấy không hề trì hoãn, thậm chí chẳng có thời gian uống hớp nước đã tiến vào trạng thái làm việc. Dương Thanh chẳng biết phải làm sao. Sau khi cô gái này được dẫn vào bệnh viện thì hình như chẳng còn liên quan gì đến anh nữa. Anh Thanh, chị Lâm đâu? Ngải Lâm vừa rời đi, một người vạm vỡ đã chạy tới bên cạnh Dương Thanh. Xem cái nết của cậu kìa. Dương Thanh buồn cười nói, lần này, nếu cậu còn không nắm chắc cơ hội thì chị Lâm sẽ thật sự đi lấy chồng đấy. Cái gì, chị Lâm sắp lấy chồng à? Mã Siêu quá kích động nên lớn tiếng hỏi. Nhất thời thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Thích thì đừng từ bỏ. Mã Siêu nghe thấy Dương Thanh nói Ngải Lâm sắp lấy chồng thì nhất thời mặt mũi xám xịt. Dương Thanh nghiêm túc nói, lần này vẫn chưa nhưng lần sau thì chưa chắc. Nhà chị ấy đã sắp xếp cho chị ấy đi xem mắt mấy lần rồi. Mã Siêu nghe vậy thì im lặng, ánh mắt đượm buồn. Trên đường đến bệnh viện, Ngải Lâm đã nói cho Dương Thanh biết nhà cô ấy đã sắp xếp vài buổi xem mắt cho cô ấy nhưng lần nào cô ấy cũng dùng đủ lý do từ chối. Lúc trước ở biên giới phía Bắc, có một lần Mã Siêu bị thương nặng phải nằm viện một thời gian dài, chính trong khoảng thời gian tiếp xúc đó Mã Siêu đã bắt đầu thích Ngải Lâm. Gia tộc của Ngải Lâm là một gia tộc lớn ở Yến Đô, mà Mã Siêu chỉ là một đứa trẻ mồ côi. Vì vậy, trong lòng Mã Siêu, Ngải Lâm như một công chúa cao quý mà anh ta chỉ có thể lặng lẽ đứng nhìn từ xa.
Người thông minh như Ngải Lâm sao không nhận ra Mã Siêu thích cô ấy chứ? Chỉ là trong lòng cô ấy có một rào cản. Cô ấy luôn cho rằng mình lớn hơn Mã Siêu 4 tuổi, chênh lệch tuổi tác khiến cô ấy nhất thời không chấp nhận được. Còn Mã Siêu từ đầu đến cuối vẫn không thổ lộ, cho nên tình cảm của hai người vẫn cứ dậm chân tại chỗ. Lần này, chị Lâm sẽ ở lại Giang Hải một thời gian để trị liệu cho bố vợ tôi. Dương Thanh bỗng nói, tôi hy vọng cậu có thể quý trọng cơ hội này. Một khi vụt mất, đợi sau khi chị ấy rời khỏi đây, có lẽ lần sau gặp lại chị ấy đã là vợ người ta rồi, dù sao chị ấy cũng đã 30 tuổi rồi. Anh Thanh, chị ấy là công chúa cao quý của nhà họ Ngải, còn em chỉ là một đứa trẻ mồ côi, là em không xứng với chị ấy. Mã Siêu im lặng một hồi bỗng tự mỉa mai nói. Đây chính là Mã Siêu. Một Mã Siêu hoàn toàn ngây ngô như tờ giấy trắng trong chuyện tình cảm. Rõ ràng rất thích nhưng lại tự ti nghĩ rằng bản thân không xứng với Ngải Lâm. Hai tay Dương Thanh bỗng chộp lên vai Mã Siêu, vẻ mặt nghiêm túc nói, cậu đúng là đứa trẻ mồ côi nhưng bắt đầu từ ngày cậu đi theo tôi, cậu đã không phải là trẻ mồ côi nữa rồi. Bởi vì cậu còn có tôi, người anh em sống chết có nhau với cậu. Dương Thanh và Mã Siêu đã từng vào sinh ra tử trên chiến trường. Từng đối mặt với cái chết vô số lần, hai người đúng là cặp bài trùng sống chết có nhau. Tuy quan hệ của hai người là cấp trên và cấp dưới nhưng trong lòng Dương Thanh, Mã Siêu chính là anh em của mình, tình cảm của bọn họ còn thân thiết hơn anh em ruột thịt. Có thể nói nếu không có Mã Siêu thì sẽ không có Dương Thanh bây giờ. Nghe Dương Thanh nói vậy, sắc mặt Mã Siêu hơi thay đổi, trong lòng run lên kịch liệt. Bao nhiêu năm qua anh ta âm thầm bảo vệ bên cạnh Dương Thanh. Đi theo Dương Thanh anh dũng chiến đấu với kẻ thù nhưng trong lòng anh ta Dương Thanh là một chiến thần không thể chạm tới. Nhưng không ngờ Dương Thanh lại xem anh ta như anh em ruột. Khoảnh khắc này trái tim băng giá của Mã Siêu cũng dần dần tan chảy. Anh Thanh, cảm ơn anh, hai mắt Mã Siêu đỏ hoe nói. Đồ ngốc! Dương Thanh vò mạnh đầu Mã Siêu, nếu thích thì đừng từ bỏ. Nhưng mà dù sao chị ấy cũng là cô cả nhà họ Ngải. Mã Siêu chưa nói xong Dương Thanh đã ngắt lời anh ta, nhà họ Ngải thì đã sao? Cho dù là 8 gia tộc lớn ở Yến Đô thì thế nào? Trước mặt tôi ai dám xưng vua? Chỉ cần cậu theo đuổi được chị Lâm, đến lúc đó tôi sẽ đích thân đi đến nhà nhỏ Ngải dạm ngõ giúp cậu. Dương Thanh bá đạo nói, với thân phận ở biên giới phía bắc của anh, phóng tầm mắt ra toàn bộ Chiêu Châu này, có gia tộc nào dám xem thường anh em của anh chứ? Mã Siêu vốn buồn rười rượi. Lúc này trong mắt dường như có thêm sự kiên định và quyết tâm. Cậu là anh em của tôi, ngay cả sống chết trên chiến trường còn không sợ chẳng lẽ lại sợ một nhà họ Ngải sao, Dương Thanh lại nói. Anh Thanh, anh yên tâm đi, em sẽ không từ bỏ Ngải Lâm đâu. Trong mắt Mã Siêu tràn ngập quyết tâm. Dương Thanh cười ha ha, vỗ mạnh lên vai Mã Siêu, vậy mới đúng là người anh em của Dương Thanh tôi chứ. Nếu Mã Siêu và Ngải Lâm đến được với nhau thì đây cũng là một việc đáng mừng. Lúc này Ngải Lâm đã thay áo blau, được một đám bác sĩ vây chặt. Gặp lại Ngải Lâm, Mã Siêu bỗng hơi kích động, nhưng phần nhiều vẫn là hồi hộp. Người đàn ông một mình đối mặt với 8 chiến tướng của nước địch cũng không hề e sợ, thế mà lại rụt rè, sợ hãi trước mặt Ngải Lâm như vậy. Nếu việc này truyền tới tai đám anh em ở biên giới phía bắc thì hẳn bọn họ sẽ kinh ngạc đến tột đỉnh. Nhóc Siêu, đã lâu không gặp. Ngải Lâm cười ha ha nhìn Mã Siêu, chủ động chào hỏi. Ở biên giới phía bắc chỉ có Ngải Lâm mới dám gọi Mã Siêu như vậy. Chào chị Lâm. Mã Siêu sờ đầu, ngại ngùng đáp. Dương Thanh nói thẳng, chị Lâm, Mã Siêu nói cậu ấy muốn theo đuổi chị. Bên cạnh Ngải Lâm có rất nhiều bác sĩ đi theo, Dương Thanh vừa nói vậy, ánh mắt của mọi người lập tức đều đổ dồn nhìn về phía Mã Siêu. Mã Siêu vốn đã hồi hộp đến nỗi không dám nói chuyện, lúc này mặt anh ta lại càng đỏ hơn. Ngải Lâm cũng rất ngạc nhiên, nhưng người có IQ cao như cô ấy chẳng mấy chốc đã bình tĩnh lại. Cô ấy phì cười nói, nhóc Siêu muốn theo đuổi chị cũng phải chờ chị hết bận đã. Cô ấy nói xong liền đi thẳng về phía phòng bệnh của bà Hạ. Lúc đi ngang qua Dương Thanh cô ấy còn nguýt anh một cái thật dài. Mã Siêu tỏ tình. Dương Thanh cười hì hì, đi theo Ngải Lâm. Bỏ lại Mã Siêu vẫn còn đỏ mặt đứng đó. Thời gian này bởi vì việc của Tần Đại Dũng mà nhiều lúc phải nhờ Hạ Hà chăm sóc Tiêu Tiêu. Vì thế đương nhiên Dương Thanh cũng rất quan tâm đến chuyện của bà Hạ.
Trước đó Dương Thanh đã giao toàn bộ kết quả chẩn trị của bà Hạ cho Ngải Lâm xem. Ngải Lâm cũng biết rõ tình trạng bệnh của bà Hạ, lần này cô ấy tới đây chỉ là muốn tìm hiểu thêm về tình trạng của bà ta. Sau khi kiểm tra một hồi, Ngải Lâm gật đầu, rất hài lòng nói, bệnh của dì rất ổn định, điều kiện phẫu thuật cũng rất tốt, bây giờ chỉ cần thả lỏng tinh thần, đợi khi thận được đưa đến, chúng ta sẽ tiến hành phẫu thuật ngay. Cảm ơn cô, bác sĩ. Bà Hạ vui mừng nói. Bà ta hoàn toàn không ngờ bệnh của mình vẫn còn cơ hội chữa khỏi. Mấy năm nay bởi vì bà ta bị chứng nhiễm trùng đường tiết niệu mà không làm việc được, hết thảy mọi thứ đều dựa vào Hạ Hà, cho nên bà ta luôn cảm thấy mắc nợ Hạ Hà quá nhiều. Bây giờ sắp được làm phẫu thuật, đương nhiên bà ta rất kích động, bởi vì đợi sau khi bà khỏi bệnh, bà ta sẽ có thể kiếm tiền nuôi gia đình với Hạ Hà. Trải qua 4 tiếng làm phẫu thuật, cuối cùng Ngải Lâm cũng bước ra khỏi phòng giải phẫu, cô ấy uể oải nói ca phẫu thuật rất thành công. Lúc Hạ Hà nghe được câu này, mừng đến rơi nước mắt, cô ta nhìn Dương Thanh nói, Dương Thanh, cảm ơn anh. Đương nhiên Dương Thanh cũng rất vui mừng, bởi vì mình đã giúp được mẹ của cô gái hiền lành này. Chuyên gia Ngải Lâm đúng là thiên tài, quan trọng hơn là cô ấy mới 30 tuổi. Đúng vậy, nhất là dáng vẻ thong dong, bình tĩnh trong suốt quá trình làm phẫu thuật cũng như các kỹ thuật cầm đao, khâu vết thương tinh chuẩn kia, tất cả đều khiến người khác thấy thán phục. Nói thừa, chuyên gia Ngải Lâm là chuyên gia nổi tiếng thế giới trong lĩnh vực y học, là nhân vật thiên tài báu vật cấp quốc gia đấy. Nếu tôi có con trai, nhất định sẽ bảo nó theo đuổi chuyên gia Ngải Lâm. Ngải Lâm đã rời đi rất lâu nhưng sau lưng vẫn còn truyền tới giọng nói khâm phục của rất nhiều bác sĩ. Ngải Lâm chỉ thay bộ đồ giải phẫu sau đó liền bảo Dương Thanh dẫn cô ấy đi thăm Tần Đại Dũng. Cô ấy vừa tới đã bận rộn làm phẫu thuật cho mẹ của Hạ Hà, lúc này mới rảnh rỗi. Chúng ta ăn cơm trước đi, sau khi ăn cơm xong tới thăm ông ấy cũng được. Mã Siêu hơi đau lòng nhìn Ngải Lâm nói. Bắt đầu từ lúc 11 giờ trưa Ngải Lâm đã làm phẫu thuật cho tới 3 giờ chiều mới kết thúc, ngay cả một ngụm nước cô ấy còn chưa kịp uống, chứ đừng nói đến chuyện ăn cơm. Dương Thanh hơi hài lòng nhìn Mã Siêu, Ngải Lâm cũng bất ngờ, dường như cô ấy không ngờ Mã Siêu hũ nút lại cũng học được cách quan tâm người khác. Đi thôi, em đã đặt bàn ăn rồi. Chúng ta đi ăn cơm trước, đợi cơm nước xong rồi hẵng đi thăm bố vợ em. Dương Thanh cười nói, không đợi Ngải Lâm trả lời. Anh đã dẫn đầu đi trước. Anh biết rõ một khi Ngải Lâm tiến vào trạng thái làm việc, hoàn toàn có thể miêu tả bằng hai từ điên cuồng. Nếu bây giờ bảo cô ấy chữa bệnh cho Tần Đại Dũng, sợ là sẽ đến giờ cơm tối mất. Ba người đến nhà hàng Nam Uyển Hương đối diện với bệnh viện. Thời gian này mỗi khi Dương Thanh đến bệnh viện, anh đều mua cơm ở đây vào bệnh viện, thức ăn ở nơi này cũng khá ngon. Chị Lâm, em muốn hỏi thăm một chút, sau khi Lục Văn Tĩnh thay thận, bà ta có thể sống được bao lâu nữa, Dương Thanh bỗng hỏi. Tỷ lệ sống sót một năm sau khi ghép thận là 95,2%, tỷ lệ sống được 3 năm sau ghép thận là 85,3%, 5 năm là 74,2% và 10 năm là 59,1%. Yếu tố ảnh hưởng chính đến sự sống còn của ca ghép thận là sự đào thải mãn tính. Ngải Lâm nói, tạm thời chưa thể chắc chắn bà ta có thể sống được bao lâu. Nhưng tình trạng của Lục Văn Tĩnh cũng khá tốt, nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hẳn là bà ta có thể sống khoảng 10 năm nữa. Dương Thần gật đầu, tuy chỉ sống được khoảng 10 năm nữa nhưng đối với Lục Văn Tĩnh đã là một kết cục tốt nhất rồi. Thức ăn được dọn lên rất nhanh. Ngải Lâm quả thật rất đói, cô ấy ăn hết một bát cơm lớn. Lúc ăn gần xong, Dương Thanh bỗng hỏi, chị Lâm, lúc trước chị nói gia đình bảo chị đi xem mắt, chuyện này là sao? Mã Siêu từ nãy giờ vẫn im như thóc, vừa nghe Dương Thanh nhắc đến chuyện này liền vểnh tai lên nghe. Chị đã 30 rồi, nếu không kết hôn, chị sẽ trở thành bà cô già thật đấy. Thật ra trước kia chị dẫn đoàn y tế đến biên giới phía Bắc là vì tránh người nhà thúc giục việc kết hôn, kể cả lần này ra nước ngoài làm nhiệm vụ cứu trợ y tế toàn cầu cũng là để tránh né. Chờ lần này trở về, sẽ không còn đường trốn tránh nữa. Có lẽ chị nên gả vào nhà họ Hoàng theo nguyện vọng của gia đình. Ngải Lâm chua xót nói, trong mắt toát lên vẻ xót xa, có lẽ, đây là nỗi khổ của những người được sinh ra trong những gia tộc lớn, không có tự do, hết thảy mọi thứ đều phải nghe theo sự sắp đặt của gia đình. Nhà họ Hoàng, là nhà họ Hoàng một trong 8 gia tộc lớn ở Yến Đô sao? Dương Thanh cau mày hỏi.
Ngài Lâm gật đầu, đời thứ ba của nhà họ Hoàng, có một người cũng 30 tuổi mà vẫn chưa lấy vợ, gia tộc muốn chị gả cho anh ta. Nhà họ ngài dựa vào đâu mà sắp xếp việc hôn nhân của chị? Mã Siêu vẫn luôn im lặng nãy giờ lúc này đứng bật dậy, giận dữ nói. Nhất thời có rất nhiều người nhìn về bên này. Dương Thanh và Ngải Lâm cũng cực kỳ ngạc nhiên, bọn họ không ngờ anh ta lại phản ứng mạnh như vậy. Xin lỗi. Mã Siêu bỗng hoàn hồn, vội vàng nói xin lỗi rồi ngồi xuống lại, sau đó rót cho mình một ly trà uống ửng ực hết ly. Thật ra gia tộc đã đối xử với chị rất tốt, những gia tộc khác, lớp con cháu mới 20 mấy tuổi đã sắp xếp việc hôn nhân rồi. Nói ra, chị còn hời được mấy năm tự do. Ngải Lâm cười mỉa mai nói, hơn nữa, chị đã 30 tuổi rồi, đã qua độ tuổi kết hôn từ lâu, nếu chị vẫn không lấy chồng thì chắc sẽ ở giá tới già đấy. Ai nói không có người nào muốn lấy chị chứ? Mã Siêu hơi kích động, mặt đỏ như gấc nhìn Ngải Lâm ấp a ấp úng, khẽ nói tôi lấy. Sự chất vấn của Tần Thanh Tâm. Nhưng giọng Mã Siêu quá nhỏ, Ngải Lâm chỉ nghe được câu trước, còn hai chữ tôi lấy quan trọng nhất thì lại không nghe thấy. Cậu nói gì cơ? Ngải Lâm hỏi với vẻ ngờ vực. Vừa nãy Mã Siêu cũng cuống lên nên mới nói thế, chứ giờ bắt anh ta nói thẳng với Ngải Lâm lần nữa thì rất khó khăn. Cậu ấy nói nhà họ Ngải thật quá đáng, họ không nên tước mất quyền lựa chọn của chị chỉ vì lợi ích gia tộc. Lúc này Dương Thanh lên tiếng nói đỡ cho Mã Siêu. Tai anh rất thính, vừa nãy anh đã nghe được hết lời Mã Siêu nói rồi. Ngay cả anh cũng không ngờ Mã Siêu suýt chút nữa tỏ tình luôn. Anh cũng muốn tác hợp cho Ngải Lâm và Mã Siêu, nhưng với quan hệ giữa họ bây giờ thì vốn chưa đến bước tỏ tình. Nếu vừa nãy Ngải Lâm nghe thấy lời Mã Siêu nói thật, e rằng quan hệ giữa họ sẽ càng thêm lúng túng. Nghe Dương Thanh nói thế, Mã Siêu có vẻ cảm kích, còn Ngải Lâm thì mỉm cười, cảm ơn nhóc Siêu nha. Không có gì. Mã Siêu đỏ mặt nói. Được rồi, không nói những chuyện không vui nữa, nói về các cậu đi. Ngải Lâm cười hỏi, Dương Thanh đã lập gia đình, còn sinh được một cô con gái đáng yêu, sống rất hạnh phúc. Vậy nhóc Siêu thì sao? Giờ cậu thế nào rồi? Mã Siêu trả lời thật, tôi vẫn độc thân. Sao cậu không tìm lấy một cô bạn gái ở Giang Hải thế? Ngải Lâm hỏi. Vì có một cô gái đã lấy mất trái tim tôi rồi. Mã Siêu bỗng đáp với vẻ nghiêm túc, nhưng sau khi nói xong, anh ta lại cúi đầu, không dám nhìn Ngải Lâm. Ngải Lâm biết thừa Mã Siêu thích mình, lúc này cô ấy cũng chỉ có thể giả ngu, không nói gì nữa. Trong lúc nhất thời, cả ba người đều im lặng, bầu không khí hơi kỳ lạ. Được rồi, sáng giờ chị Lâm vẫn chưa được nghỉ ngơi. Sau khi kiểm tra cho bố vợ em xong, chị mau đi nghỉ đi nhé, Dương Thanh đứng dậy rồi nói. Khi ba người vào phòng bệnh, trừ Tần Thanh Tâm và Tần Đại Dũng ra, còn có Châu Ngọc Thúy. Dương Thanh, đây chính là cô Tâm vợ cậu à? Dương Thanh chưa kịp giới thiệu, Ngải Lâm đã mỉm cười nhìn Tần Thanh Tâm. Đây là lần đầu tiên cô ấy gặp Tần Thanh Tâm, ngay cả cô ấy cũng thấy rất kinh ngạc. Dương Thanh gật nhẹ đầu, giới thiệu với Tần Thanh Tâm, Tâm à, đây chính là chị Lâm mà anh đã kể với em, chuyên gia y học nổi tiếng thế giới đấy. Chào chị Lâm ạ. Tần Thanh Tâm nghe thấy thế, lập tức bước đến, chủ động bắt tay Ngải Lâm, mừng rỡ nói, em thường xuyên nghe Dương Thanh nhắc đến chị, cuối cùng cũng được gặp người thật rồi. Ngải Lâm cười hì hì, nhìn Dương Thanh rồi hỏi Tần Thanh Tâm, cậu ấy không nói xấu chị đấy chứ? Chị Lâm, em giống kiểu người hay nói xấu sau lưng à, Dương Thanh tỏ vẻ đau khổ. Ai biết được chứ, Ngải Lâm bật cười. Dương Thanh nói với vẻ bất đắc dĩ, chị Lâm đừng trêu em nữa. Chị mau khám cho bố vợ em đi. Lúc này Ngải Lâm mới nhìn về phía Tần Đại Dũng, chuẩn bị kiểm tra. Khoan đã. Ngải Lâm đang định bắt mạch, còn chưa chạm vào cổ tay Tần Đại Dũng thì đã bị Châu Ngọc Thúy ngăn cản. Cô là ai? Là bác sĩ à? Cô có bằng bác sĩ chưa? Nếu không có thì đừng động vào chồng tôi. Mẹ, mẹ làm gì thế? Chị Lâm là bạn tốt của Dương Thanh, là một chuyên gia rất giỏi. Dương Thanh đã cho chị ấy xem qua tình hình điều trị của bố rồi, chị Lâm nói bố có hy vọng tỉnh lại rất lớn, Tần Thanh Tâm vội nói. Châu Ngọc Thúy đã biết chuyện Dương Thanh định tìm người đến khám cho Tần Đại Dũng từ lâu, cũng biết rõ Tần Đại Dũng có hy vọng tỉnh lại rất lớn. Nhưng trước đó, khi bạo hành Tần Đại Dũng, bà ta đã nói rất nhiều chuyện, bao gồm cả việc bà ta đã tìm người gây tai nạn cho ông ấy. Một khi Tần Đại Dũng tỉnh lại,
tất cả những chuyện mà bà ta đã làm sẽ lộ ngay. Lúc này Ngải Lâm định chữa trị cho Tần Đại Dũng, đương nhiên bà ta sẽ không cho phép. Dương Thanh nói cô ta là chuyên gia thì cô ta chính là chuyên gia à? Châu Ngọc Thúy chắn trước Tần Đại Dũng, nhìn Ngải Lâm với vẻ hung tợn, tức giận mắng, con nhìn đi, cô ta còn chưa tới 30 tuổi ấy chứ. Sao có thể là chuyên gia nổi tiếng thế giới được? Hay cô là người tình của Dương Thanh, được cậu ta gọi tới đây để hại chết chồng tôi? Dương Thanh, thật ra chính cậu đã tìm người tông vào Đại Dũng chứ gì? Châu Ngọc Thúy chĩa mũi dùi vào Dương Thanh, nói với Tần Thanh Tâm, Thanh Tâm, con đừng bao giờ tin Dương Thanh, ngay cả chuyên gia ở đây cũng nói bố con không có hy vọng tỉnh lại, sao cô ả mặt non trẻ này có thể chữa khỏi cho bố con chứ? Hơn nữa đến giờ vẫn chưa tìm ra sự thật về tai nạn mà bố con gặp phải, nhỡ Dương Thanh định hại chết bố con thì sao? Không chừng người phụ nữ này chính là người tình được cậu ta bao nuôi, hôm nay tới đây để hại bố con đấy. Châu Ngọc Thúy tức giận nói. Ngải Lâm không biết Dương Thanh có bà mẹ vợ thế này nên rất ngạc nhiên. Cô ấy đến đâu mà chẳng được người ta tiếp đón một cách lễ độ chứ? Trên thế giới này, có rất nhiều nhân vật lớn muốn nhờ cô ấy khám bệnh. Người phụ nữ này nghi ngờ cô ấy thì thôi đi, còn sỉ nhục cô ấy gian díu với Dương Thanh nữa chứ? Sắc mặt Dương Thanh lạnh dần, anh híp mắt nhìn Châu Ngọc Thúy, bà lo bố được chữa khỏi đến thế cơ à? Dương Thanh, cậu nói nhăng nói cuội gì thế? Châu Ngọc Thúy thẹn quá hóa giận, quát ầm lên rồi khóc lóc, Thanh Tâm, con thấy chưa? Dương Thanh nói chuyện với mẹ kiểu gì kìa? Bây giờ bố con ngủ mãi không dậy, cậu ta cũng chẳng coi mẹ ra cái thá gì nữa. Giấu đầu hở đuôi. Sao số tôi khổ thế chứ? Lại gặp phải thằng con rể thế này. Đây là tuyệt chiêu của Châu Ngọc Thúy, chỉ khi bà ta vô lý như thế thì mới có thể khiến Tần Thanh Tâm mềm lòng. Mẹ, nếu mẹ còn gây chuyện nữa thì rời khỏi bệnh viện đi. Tần Thanh Tâm tức giận nói, cô biết rõ Châu Ngọc Thúy là loại người gì hơn bất cứ ai khác. Chẳng qua vì hồi trước cô đã đuổi Châu Ngọc Thúy đi, khiến bà ta bị bắt cóc rồi phải chịu khổ, bằng không, làm gì có chuyện cô để bà ta ở lại bệnh viện chứ. Thanh Tâm, chẳng lẽ con tin con nhỏ này biết khám bệnh thật à? Châu Ngọc Thúy khóc lóc, bây giờ con thà tin người ngoài chứ không tin mẹ nữa đúng không? Chẳng lẽ con không thấy Dương Thanh và cô ta liếc mắt đưa tình trước mặt con ư, con không sợ chúng gian díu với nhau à? Châu Ngọc Thúy chỉ vào Dương Thanh và Ngải Lâm. Mặt đầm đìa nước mắt. Thưa dì, xin dì đừng nói lung tung, tôi có thể thề bằng mạng sống rằng tôi và Dương Thanh chỉ là bạn. Mắt Ngải Lâm đỏ hoe, lần đầu tiên cô ấy bị người ta sỉ nhục như thế. Ai chẳng biết thề như cô. Châu Ngọc Thúy mỉa mai, đúng là giấu đầu hở đuôi, chồng tôi không cần cô chữa cho đâu, bây giờ mời cô cút ra ngoài dùm. Câm miệng. Rốt cuộc Dương Thanh cũng bùng nổ, tức giận quát. Châu Ngọc Thúy sỉ nhục anh thế nào cũng được, nhưng Ngải Lâm là bạn, cũng là đồng đội của anh, nếu không vì giúp anh, sao cô ấy lại tới đây để chịu nhục nhã chứ? Đây là lần đầu tiên Dương Thanh quát Châu Ngọc Thúy trước mặt Tần Thanh Tâm. Nếu bà dám sỉ nhục bạn tôi thêm một chữ, đừng trách tôi không khách khí với bà. Dương Thanh lạnh lùng nói rồi nhìn Ngải Lâm, chị Lâm, bây giờ chị cứ kiểm tra cho bố vợ em đi, em cũng muốn xem ai dám ngăn cản đấy. Lúc này quanh người Dương Thanh toàn khí lạnh, trong mắt chứa đựng sát khí. Trước ánh nhìn chăm chú của Dương Thanh, Châu Ngọc Thúy thấy mình như bị dã thú để mắt tới. Bà ta bỗng nhớ đến chuyện ở nhà họ Ngụy ngày hôm qua, không khỏi run rẩy. Ngay cả con trai của Ngụy Thành Châu cũng chết vì Dương Thanh, nói gì đến bà ta chứ? Vừa nãy bà ta chỉ sợ Tần Đại Dũng tỉnh lại rồi vạch trần bà ta, nên trong lúc bối rối, bà ta đã làm ầm lên để ngăn Ngải Lâm kiểm tra. Bây giờ bà ta mới nhận ra mình đã phản ứng thái quá, càng khiến người khác nghi ngờ. Còn Dương Thanh thì đã sớm không còn là đứa con rể nhu nhược vô dụng trong trí nhớ của bà ta nữa. Có sự đe dọa từ Dương Thanh, quả nhiên Châu Ngọc Thúy không dám gây chuyện nữa. Bà ta đứng sang bên cạnh, thấp thỏm chờ Ngải Lâm chẩn đoán. Khoảng 20 phút sau, Ngải Lâm mới kiểm tra xong. Cô ấy nói với Dương Thanh, ông ấy đã có dấu hiệu hồi phục. Chị sẽ ở lại Giang Hải một thời gian ngắn, kết hợp Đông Y và Tây Y để điều trị cho ông ấy. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chắc tầm một tuần nữa là ông ấy tỉnh. Nghe thấy thế, rốt cuộc Dương Thanh cũng thở phào nhẹ nhõm. Tần Thanh Tâm cũng rất kích động, mắt đỏ hoe, chị Lâm, cảm ơn chị.
Tâm trạng của Ngải Lâm có vẻ sa sút, cô ấy khẽ lắc đầu, không có gì đâu. Hôm nay cứ thế đã, chị sẽ bảo bệnh viện điều trị theo đơn thuốc của chị. Cứ cho ông ấy uống thuốc trước, 9 giờ tối nay chị sẽ qua xoa bóp và châm cứu cho ông ấy sau. Ngải Lâm nói rồi quay người rời đi. Chị Lâm, Mã Siêu vội đuổi theo. Trong phòng bệnh không còn người ngoài nữa, Tần Thanh Tâm áy náy nhìn Dương Thanh, em xin lỗi chồng. Dương Thanh khẽ lắc đầu, chị Lâm không phải người hẹp hòi đâu, anh sẽ giải thích với chị ấy. Bây giờ chuyện quan trọng nhất là giúp bố mau tỉnh lại, có lẽ chỉ khi ông ấy tỉnh thì một số sự thật mới được đưa ra ánh sáng. Nghe thấy Dương Thanh nói thế, Châu Ngọc Thúy đứng cạnh không khỏi run rẩy. Vừa nãy Ngải Lâm đã nói, khoảng một tuần nữa Tần Đại Dũng sẽ tỉnh lại. Một khi ông ấy tỉnh lại, những gì mà bà ta làm sẽ lộ ngay. Nghĩ đến đây, ý định giết Tần Đại Dũng bỗng điên cuồng nảy sinh trong tim Châu Ngọc Thúy. Sự thật gì cơ? Tần Thanh Tâm vẫn luôn cho rằng Tần Đại Dũng gặp phải tai nạn ngoài ý muốn, tài xế gây chuyện cũng đã chết. Dương Thanh nhìn Châu Ngọc Thúy, chẳng phải mẹ em vừa nói vẫn chưa tìm ra sự thật về tai nạn mà bố em gặp phải ư? Thậm chí còn nghi ngờ anh đã làm thế để hại chết bố nữa chứ? Nghe thấy thế, Châu Ngọc Thúy rất bối rối. Thấy Tần Thanh Tâm cũng nhìn mình, bà ta vội nói, mẹ không hề nói vậy. Ngay cả kết quả điều tra chính thức cũng viết Tần Đại Dũng đã gặp phải tai nạn ngoài ý muốn. Hơn nữa Dương Thanh cũng chưa bao giờ nói anh đã điều tra chuyện này. Nhưng vừa nãy Châu Ngọc Thúy lại nói vẫn chưa tìm ra sự thật về tai nạn mà Tần Đại Dũng gặp phải, rõ ràng bà ta có vấn đề. Tần Thanh Tâm vốn rất thông minh, lúc này cô cũng nhận ra sự khác thường. Vì Châu Ngọc Thúy là mẹ cô nên cô không hề muốn nghi ngờ bà ta. Bây giờ Dương Thanh nói thế, Tần Thanh Tâm lập tức nghi ngờ ngay. Mẹ, có phải mẹ biết gì đó về chuyện bố gặp tai nạn không? Tần Thanh Tâm chợt hỏi, trong mắt tràn ngập sự lo lắng. Có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào. Tần Thanh Tâm không ngốc, cô biết rõ Châu Ngọc Thúy là người thế nào. Sau khi được Dương Thanh cứu về, Châu Ngọc Thúy đã giải thích rằng trước đó bà ta ra tay với Tần Đại Dũng cũng chỉ vì bị nhà họ Ngụy ép mà thôi. Nhưng bây giờ, Tần Thanh Tâm lại bắt đầu nghi ngờ. Với tính cách của Châu Ngọc Thúy, bà ta phải giải thích từ lúc bị phát hiện cơ, nhưng bà ta không hề làm thế. Thanh Tâm, ngay cả con cũng nghi ngờ mẹ à. Châu Ngọc Thúy thầm bối rối nhưng vẫn tỏ ra không dám tin. Mắt Tần Thanh Tâm đỏ hoe, mẹ, con không muốn nghi ngờ mẹ, nhưng từ đầu tới giờ, mẹ cứ nói dối hết lần này đến lần khác, mẹ bảo con tin mẹ kiểu gì đây? Cô nói rồi rơi nước mắt. Tuy lời giải thích của Châu Ngọc Thúy đầy sơ hở nhưng Tần Thanh Tâm vẫn không vạch trần, vì trong lòng cô, hai người là mẹ con, cô không muốn nghi ngờ bà ta chút nào hết. Nhưng hết lần này tới lần khác. Hành vi của Châu Ngọc Thúy cực kỳ đáng nghi. Tần Thanh Tâm vốn rất hiếu thảo, có thể tưởng tượng được lúc này cô đang đau khổ cỡ nào. Thanh Tâm, mẹ là mẹ con cơ mà. Mẹ đã mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày rồi sinh ra con. Sao con có thể nghi ngờ mẹ chứ? Con khiến trái tim mẹ tan nát rồi. Nước mắt của Châu Ngọc Thúy nói rơi là rơi ngay, bà ta ấn ngực mình, khóc lóc. Con có thể mắng mẹ, đánh mẹ nhưng không thể tổn thương mẹ thế này được. Mẹ lấy bố con mấy chục năm, sinh ra con và Y. Tuy trước kia mẹ chưa làm tròn bổn phận của người mẹ, nhưng mẹ vẫn đang thay đổi mà. Bây giờ con lại nghi ngờ mẹ ruột mình chỉ vì một người đàn ông ư. Mẹ phải móc tim gan ra thì con mới biết mẹ không lừa con chắc. Châu Ngọc Thúy diễn rất đạt, nắm chắc cả động tác lẫn lời lẽ. Nhưng lần này Tần Thanh Tâm không mềm lòng. Mắt cô đỏ hoe, bây giờ con không muốn tranh luận với mẹ xem rốt cuộc mẹ đã làm gì nữa. Chị Lâm nói chị ấy sẽ giúp bố tỉnh lại trong vòng một tuần. Con tin sau khi bố tỉnh lại, mọi việc sẽ rõ ràng. Đến lúc đó, nếu chuyện của bố có liên quan tới mẹ thật thì con sẽ không bao giờ nương tay nữa. Nể tình mẹ con hơn 20 năm, con tốt bụng khuyên mẹ một câu, nếu chuyện của bố có liên quan tới mẹ thật, con mong mẹ sẽ đi tự thú. Đây là lần đầu tiên Tần Thanh Tâm quyết liệt với Châu Ngọc Thúy như thế, ngay cả Dương Thanh cũng hơi bất ngờ. Còn Châu Ngọc Thúy thì vô cùng bối rối. Sau một tuần nữa, Tần Đại Dũng sẽ tỉnh lại thật ư? Nếu Tần Đại Dũng tỉnh lại thật, chẳng phải những chuyện mà bà ta đã nói trong lúc bạo hành ông ấy sẽ bị lộ ngay à? Thế thì bà ta sẽ phải đối mặt với cảnh tù tội còn gì nữa? Châu Ngọc Thúy càng nghĩ càng sợ hãi nhưng vẫn tỏ ra đau lòng.
khóc lóc, Thanh Tâm, mẹ không ngờ con lại thành ra thế này. Do mày, chắc chắn là do mày. Mày đã nói lung tung với Thanh Tâm, phu khống tao nên con bé mới thủ hẳn tao như thế. Đều do mày, Châu Ngọc Thúy bỗng quát Dương Thanh với vẻ hung tợn. Dương Thanh hơi híp mắt lại, bà không cần diễn ở đây nữa đâu, bà biết thừa bố đã gặp chuyện gì, có lẽ bây giờ bà vẫn chưa thừa nhận, nhưng đến ngày bố tỉnh lại thì bà sẽ phải hối hận thôi. Lời Dương Thanh nói như đá tảng rơi xuống biển, tạo nên từng đợt sóng trào, không ngừng bao phủ lấy Châu Ngọc Thúy. Châu Ngọc Thúy lảo đảo, sợ hãi đến cực hạn. Bà ta không hề nghi ngờ gì về việc một khi những chuyện mà bà ta đã làm bị lộ ra, chắc chắn Dương Thanh sẽ không tha cho bà ta mất. Bà nên rời khỏi bệnh viện đi, nếu bà ở đây thì bọn tôi lại phải đề phòng bà hại bố. Dương Thanh thẳng thừng đuổi khách. Tại sao tao phải đi? Mày là cái thá gì? Mày có tư cách gì để bắt tao đi chứ? Châu Ngọc Thúy giận dữ hét, tao là vợ hợp pháp của Tần Đại Dũng, bây giờ ông ấy đang hôn mê trong bệnh viện. Sao tao phải đi? Nếu phải đi thật thì cũng là chúng mày cút. Chúng mày biến ngay cho tao. Cút ra ngoài, tao sẽ tự chăm sóc chồng, không cần chúng mày giả vờ giả vịt ở đây nữa. Châu Ngọc Thúy vừa gào thét vừa lao tới trước mặt Tần Thanh Tâm, kéo cô dậy rồi khóc lóc, mày cũng cút ra ngoài cho tao. Chúng mày nghi ngờ tao cơ à, tao thấy chúng mày đang định tìm người giết Tần Đại Dũng vì tài sản thì có. Cút, chúng mày cút ra ngoài cho tao. Châu Ngọc Thúy như phát điên, gào khóc om sòm. Bà ta biết rõ mình chỉ có 7 ngày, nếu không giết Tần Đại Dũng, e rằng ông ấy sẽ tỉnh lại thật mất. Một khi Tần Đại Dũng tỉnh lại, tất cả những chuyện mà bà ta làm sẽ bị lộ ngay. Vậy nên cho dù thế nào, bà ta cũng phải ở lại bên Tần Đại Dũng để có cơ hội ra tay. Bốp! Đúng lúc này, Dương Thanh bỗng bước lên, đập vào cánh tay đang định đẩy Tần Thanh Tâm của Châu Ngọc Thúy. Tức giận nói, dám động vào cô ấy, bà muốn chết à? Trước ánh mắt của Dương Thanh, Châu Ngọc Thúy đang định la lối om sòm tiếp bỗng cảm thấy mình như rơi xuống hố băng, toàn thân lạnh toát. Bà ta có cảm giác, chỉ cần bà ta dám ra tay với Tần Thanh Tâm, Dương Thanh sẽ giết bà ta ngay. Chồng! Tần Thanh Tâm cũng bị Dương Thanh dọa, run rẩy gọi. Cô ấy là người phụ nữ của tôi. Cho dù bà là mẹ cô ấy thì cũng không thể chạm vào một cọng tóc của cô ấy. Dương Thanh híp mắt, đây là lần cuối tôi cảnh cáo bà, nếu có lần sau, tôi sẽ khiến bà phải trả giá đắt. Anh nói rồi thả cổ tay Châu Ngọc Thúy ra. Đúng lúc này, y tá bước vào tiêm cho Tần Đại Dũng, mọi người mới bình tĩnh lại. Có câu đe dọa hồi nãy, Châu Ngọc Thúy không dám nói gì nữa, tiêu nghỉu ngồi trên ghế sofa trong góc. Tuy bà ta rất muốn bỏ đi. Nhưng nếu làm thế thì bà ta sẽ mất hết cơ hội. Đương nhiên Dương Thanh cũng biết thừa ý định của Châu Ngọc Thúy nên không cố đuổi bà ta đi. Trong khoảng thời gian này, anh sẽ ở lại bệnh viện cho đến khi Tần Đại Dũng tỉnh. Có anh rồi, nếu Châu Ngọc Thúy ra tay thì sẽ bị lộ ngay. Vừa nãy anh cũng cảm nhận được sự quyết tâm của Tần Thanh Tâm, chỉ cần có chứng cứ cho thấy tai nạn mà Tần Đại Dũng gặp là do Châu Ngọc Thúy làm, anh sẽ thẳng thừng tống bà ta vào tù. 9 giờ tối. Ngài Lâm tới phòng bệnh đúng giờ. Viện trưởng và các chuyên gia trong bệnh viện cũng kéo tới đây. Đối với phần lớn nhân tài y học, nếu được tận mắt quan sát chuyên gia y học như Ngài Lâm điều trị cho bệnh nhân thì đúng là một món quà quý giá. Không hổ là chuyên gia y học cấp bậc báu vật quốc gia, cách điều trị của cô ấy theo Tây y cũng thuộc hạng nhất trên toàn thế giới. Chứ còn gì nữa, chuyên gia Ngài Lâm là người được hưởng trợ cấp quốc gia. Nghe nói ngay cả một số chuyên gia có tuổi nổi tiếng trên thế giới cũng khen cô ấy không ngớt lời đấy. Chuyên gia Ngải Lâm nói khoảng 7 ngày nữa Tần Đại Dũng sẽ tỉnh, chắc chắn không có vấn đề gì đâu. Chỉ 7 ngày mà đã có thể chữa khỏi cho người thực vật, đúng là kỳ tích. Cả đám chuyên gia trong bệnh viện quan sát Ngải Lâm điều trị, khen không ngớt lời. Sắc mặt của Châu Ngọc Thúy đứng bên cạnh tái nhợt, bà ta cứ tưởng Ngải Lâm chỉ là một bác sĩ tới từ Yến Đô. Nào ngờ cô gái trẻ này lại là chuyên gia nổi tiếng thế giới chứ. Tức là Tần Đại Dũng có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào trong mấy ngày gần đây còn gì. Nếu Tần Đại Dũng tỉnh lại, bà ta nên làm gì đây? Châu Ngọc Thúy càng nghĩ càng bối rối, càng muốn giết Tần Đại Dũng hơn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 16.